Nô thị tu chân y thánh, Trần Phi. Tập 26. Trần tiên sinh, người nói thủ trưởng hắn đại nạn buông xuống có thể có căn cứ. Y theo cổ sách thuốc ghi chép, người nếu sẽ chết, tất hiện ở hình, di động biểu hiện, có thể thủ trưởng hiện tại lại không có cái loại này dị thường biểu hiện. Tuần lão rất hiển nhiên có chút không quá tin tưởng. Dù sao lấy y thuật của hắn, người có hay không đại nạn buông xuống, có hay không hồi quang phản chiếu, cũng đều vẫn là có thể chuẩn xác nhìn ra được. Nhưng bây giờ hắn lại chưa từ lão trên thân người nhìn ra nửa điểm không đúng, trái lại Trần Phi lại nói kỳ là đại nạn buông xuống, như vậy ý kiến không gặp nhau, tự nhiên làm hắn không có biện pháp không nghi vấn. Dù sao lấy lão thủ trưởng thân phận, có thể không được phép nửa điểm cạm bẫy. Nửa điểm vui đùa. Tuần lão, người không ngại bây giờ làm lão gia tử số xem mạch. Trần Phi tiện tay xuất ra mang theo người ngân châm, ở lão gia tử hai chân chậm rãi đâm, sau đó nói. Nghe vậy tuần lão rất hiển nhiên sững sờ một chút, nhưng ngay sau đó còn là vươn tay vì lão gia tử xem mạch, có thể sau một khắc, hắn lại trên mặt thần sắc mạnh thay đổi, như là gặp được chuyện bất khả tư nghị gì vậy, không gì sánh được cây idiota sợ tự lẩm bẩm làm sao có thể, cái này lại là. Lão Tuân, lão Tuân. Thấy tình cảnh này vô luận là Hứa Tế hay là lão gia tử cũng không nhịn được bỗng nhiên trong lòng một cái lộp bộp. Người sau nhịn không được quát to. Ngạch, thủ trưởng, ta, nghe đến lão gia tử cái này hét lớn một tiếng, tuần lão rốt cục chậm rãi hoàn hồn, nhưng hắn chính treo ở lão gia tử trên cổ tay ngón tay lại chẳng biết lúc nào khẽ run, rất hiển nhiên, đây là khó có thể che giấu trong lòng hắn sơn hô hải khiếu. Được rồi, lão Tuân, sinh lão bệnh tử, đây đều là thiên nhiên quy luật. Rồi hãy nói, người cũng không phải không biết ta bộ xương già này có thể sống đến bây giờ, đều là cơ duyên xảo hợp, nhặt được. Cần gì phải tiếp qua nhiều xa cầu ni. Thấy tình cảnh này, lão gia tử sao có thể còn không biết là tình huống gì, vẻn vẹn chỉ là khàn khàn đôi mắt thoáng lóe lên một cái, tự rộng mở trong sáng, nhàn nhạt nở nụ cười. Ra ra, có thể nghe nói như thế Hứa Tế lại nhìn không được đột nhiên biến sắc, sắc mặt mắt thường có thể thấy được tái nhợt. Bởi vì vô luận là từ thân tình hay là lý tính, dù thế nào các độ lớn của góc, hắn cũng không nguyện gặp đến lão gia tử mất đi. Nhưng bây giờ, là thật sao, đại nạn buông xuống. Lão thủ trưởng, tuần lão nghe vậy thở dài một cái, không khỏi lại đem mâu quang quét về phía Trần Phi, vui lòng phục tùng nói Trần tiên sinh, xin hỏi, tại sao có thể như vậy? Rất hiển nhiên, giờ này khắc này hắn là thật ăn xong, không nghĩ tới Trần Phi chính là một người trẻ tuổi cư nhiên có thể y thuật cao đến loại trình độ đó, liền hắn tuân lôn, đều ngắm mà sinh thán a. Kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì lão gia tử trong cơ thể cái này trung độc. Lúc đầu lấy lão gia tử thân thể tố chất, cộng thêm một chút xíu bé nhỏ độc tính, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng bởi vì lão gia tử đại nạn buông xuống, dẫn phát rồi trong cơ thể chúng độc thoáng dị biến, do đó có che lấp dị tượng hiệu quả, có thể bởi vậy tuần lão ngươi mới không nhìn ra đi. Trần Phi giải thích, nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy. Trần tiên sinh y thuật đại tài, ta tuân lôn, chịu phục. Tuần lão nghe vậy trầm mặc hồi lâu, rốt cục nhìn không được chậm rãi nói, phát ra từ nội tâm cảm thán. Trần tiên sinh, ra ra ta, chẳng phải là không cứu. Có thể nhưng vào lúc này, Hứa Tế lại nhìn không được xông về phía trước, lôi kéo Trần Phi cánh tay thanh âm chiến run đầu nói. Làm càn, tiểu tế, ngươi đang làm gì, còn không lui xuống, thấy tình cảnh này, lão gia tử nhìn không được trầm mặt quát. Phải biết rằng đây chính là đại nạn buông xuống. Mà không phải cái khác phá lệ bệnh gì chứng hoặc là độc, vì vậy mặc dù là Trần Phi lại yêu nghiệt, lại nghịch thiên, y thuật lại quỷ thần khó lường, luôn không khả năng còn có thể cùng lão thiên gia tranh tuổi thọ đi. Vì vậy hắn thấy, giờ này khắc này hắn tôn tử đã có một ít xuất cách, cần muốn tính táo một chút. Cũng không phải không cứu, chỉ là, nếu là có thể tìm được vài thứ kia nói, tự còn có được cứu trợ. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại vuốt cằm nói. Cái gì? Lời này thiên chân vạn xác, tuần lão thất kinh, thậm chí ngay cả đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, chuẩn bị thản nhiên đối mặt vận mạng lão gia tử, ở giờ này khắc này, nghe được Trần Phi lời nói này, cũng vẫn là không nhịn được bỗng nhiên hô hấp gấp gáp lên, không dám tin tự lẩm bẩm tiểu tử, người thật có biện pháp. Phải biết rằng đây chính là đại nạn buông xuống, không có thể như vậy đùa giỡn. Đại nạn buông xuống, nói khó nghe giờ chính là lão thiên gia đến thu mạng của ngươi. Đều đến loại trình độ này Trần Phi cư nhiên cũng còn nói có biện pháp,
chẳng lẽ, hắn thật đúng là có thể cùng lão thiên gia đoạt mệnh phải không? Có thể điều này sao có thể a? Cái này vị miễn, cũng quá hoang đường, thật bất khả tư nghị đi. Lão gia tử, mạo muội hỏi một câu, người lão năm nay bao nhiêu tuổi tuổi? Trần Phi nghe vậy cười nhạt, đột nhiên có chút đột ngột hỏi. Ta năm nay. Lão gia tử nghe vậy ngẩn người, không khỏi theo thực lấy đáp ta ngày hôm nay, hình như 110 hơn đi. T, cái gì, nghe thế Hứa Tế không khỏi thất kinh, Mạnh cũng hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt kinh hãi, lần thứ hai nhìn về phía mình ra ra nhãn thần tràn đầy cây ết yêu ta sợ cùng bất khả tư nghị. Rất hiển nhiên, đây là hắn lần đầu tiên hiểu được ra ra mình số tuổi thật sự. Ở dĩ vãng đã từng, hắn tuy rằng quả thực biết lão gia tử niên kỳ có khả năng rất lớn, nhưng lại không nghĩ rằng cư nhiên đạt tới loại trình độ này, 110 hơn tuổi. Cái này ý vị như thế nào? Quả thực làm cho khó có thể tin a. Là được rồi. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại đương nhiên vỗ tay một cái, nói tuần lão bác sĩ mặc dù có thể đủ sống cho tới bây giờ, là bởi vì hắn cảnh giới đủ cao. Có tư cách cùng trời đoạt mệnh, mà lão gia tử ngươi, nếu là ta không đoán sai, chắc là ngươi lão lúc còn trẻ ăn xong nào đó có thể kéo dài thọ nguyên thiên tài địa bảo. Có thể kéo dài thọ nguyên thiên tài địa bảo. Hứa Tế nghe vậy rất hiển nhiên trực tiếp choáng váng, óc hoàn toàn đều là một đoàn tương hồ. Ngược lại không phải là hắn xa lạ Trần Phi lúc này nói cái loại này từ ngữ, mà là, loại vật này không phải là hẳn là chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết, chuyện thần thoại xưa trong sao. Nhưng bây giờ, ngươi cư nhiên đã nhìn ra. Thế mà lão gia tử nghe vậy lại sâu sâu nhìn thoáng qua Trần Phi, chợt chậm rãi nói còn nhớ rõ hơn 10 năm trước, ta và lão Tuân ở ngẫu nhiên gian cứu một cái người thật kỳ quái, làm đáp tạ, hắn tặng cho ta một gốc cây rất kỳ dị quả thực, nhưng ta tại chỗ ăn vào, nói có thể kéo dài ta 20 năm thọ nguyên. Lúc đó chúng ta đều cho là hắn đang nói đùa, cũng liền không để ý, nhưng hôm nay. Nói đến đây hắn đột nhiên có chút là nói không được nữa. Đúng vậy. Phải biết rằng hắn Hứa Mỗ người chính là cái địa đạo đạo người thường, đính thiên cũng liền đã từng thực lực đi đến quá binh vương đỉnh cảnh, có thể sống cái hơn 90 tuổi tựu đính thiên. Có thể 110 hơn tuổi, hắn từ trước căn bản hoàn toàn muốn cũng không dám muốn. Có thể hết lần này tới lần khác hắn hiện tại lại thực sự làm đến 110 hơn tuổi. Thâm sơn hang hổ báo, điền dã giấu kỳ lân, cư nhiên bỏ được đem loại bảo bối này chắp tay nhường cho người. Vị tiền bối kia, thật đúng là cũng đủ rộng rãi. Trần Phi nghe vậy nhìn không được cảm thán một tiếng nói. Phải biết rằng có thể kéo dài thọ nguyên 20 trở thiên tài địa bảo, mặc dù là để xuống tại tu chân giới, cũng giá trị kinh người, chứ nói chi là ở địa cầu này, hoàn toàn có thể nói là một tòa thành trì đều không đổi được siêu cấp bảo bối. Có thể không nghĩ tới người nọ cư nhiên bỏ được chắp tay đưa tiễn. Quả thực làm cho chịu phục a. Quả thực. Có thể cùng vị kia gặp nhau, là ta cái này đồng lứa lớn nhất phúc khí. Lão gia tử nghe vậy không khỏi cảm thán nói, sau đó đột nhiên cười nói bất quá tiểu tử, cái loại này có thể kéo dài thọ nguyên chí bảo. Ở địa cầu này sợ rằng không thấy nhiều đi, có thể hay không tìm được phải là một thiên đại vấn đề, ngươi nói là đi. Không sai, Trần bác sĩ, muốn là chúng ta không cách nào tìm được cái loại này bảo vật, lão thủ trưởng, vẫn có thể sống bao lâu. Người có thể nhìn ra được sao? Tuần lão lại nhìn không được chen miệng nói. Hiển nhiên, hiện tại mọi người đều biết, vấn đề then chốt còn là vậy có thể đủ kéo dài thọ nguyên bảo vật. Thế nhưng, loại đồ vật này mặc dù là hắn tuân luôn đời này, đều mới chỉ gặp một lần mà thôi. Thay lời khác mà nói, khẳng định chính là hiếm thấy đến cực điểm, có thể gặp không thể cầu. Như vậy, bọn họ nếu tìm không được cái loại này bảo vật, lão thủ trưởng có thể hoặc bao lâu? Có thể đây mới là mấu chốt của vấn đề đi. Hứa Tế nghe vậy cũng minh bạch đạo lý này, nghe vậy hô hấp gấp gáp lên. Y theo lão gia tử hiện tại loại tình huống này, tối đa cũng chỉ có nửa tháng đi. Trần Phi nghe vậy trầm ngâm nửa ngày, khẽ cau mày nói. Nửa tháng, quá ngắn, lão gia tử nghe vậy thật sâu nhíu, mâu quang trong lộ ra quấn quýt vẻ. Vẻn vẹn có nửa tháng. Cũng không cân nhắc bọn họ có thời gian hay không tìm kiếm vậy có thể đủ kéo dài thọ nguyên bảo vật, thậm chí ngay cả hắn vội vàng an bài hậu sự thời gian cũng không có. Dù sao hắn dưới gối một trai một gái căn bản đều quá yếu, xa xa không đạt được có thể chống đỡ khởi hôm nay cái này to như vậy hứa ra mức. Thay lời khác mà nói, chẳng phải là chờ hắn sau trăm tuổi, dưới tay hắn riêng lớn hứa ra phải bắt đầu đi hướng suy bại.
Ai, con cháu tự có con cháu phúc, con cháu tự có con cháu phúc. Xem ra ta bộ xương già này không quản được, cũng không cách nào xía vào. Nhất niệm đến nước này hắn nhịn không được thật sâu thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Nghe nói như thế, vô luận là Tuần lão hay hoặc là Hứa tế đều có chút lặng lẽ, thậm chí người sau cũng không nhịn được trong lòng có chút bối rối lên. Bởi vì bất kể là Trần Phi hay là lão gia tử lời nói này, không thể nghi ngờ đều đã là cho Hứa gia tuyên án tử hình. Xem ra bọn họ Hứa gia, gần đi lên suy bại là không thể tránh được. Ai? Lão gia tử, ta đây nói đều còn chưa nói hết nghi. Các ngươi trước chớ vội thở dài a. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi chợt nhịn không được không nói gì nói. Nghe vậy ở đây tất cả mọi người nhịn không được sửng sốt, lão nhân gia càng nhịn không được mâu quang tinh mang lóe lên, nói tiểu tử, lẽ nào ngươi còn có cái gì những biện pháp khác phải không? Tự nhiên, Trần Phi nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó giọng nói trở nên cực nghiêm túc nói ta còn có cái biện pháp, có thể ở không phục dùng duyên thọ bảo vật tình huống dưới. Xem có thể hay không đủ lại vì lão nhân gia ngài tranh thủ đến một năm hoặc một năm rưỡi thọ nguyên, nhưng xác suất thành công chỉ có phân nửa. Vì vậy thử cùng không thử, người lão được chăm chú cân nhắc. Cái này còn cân nhắc cái gì a? Đương nhiên được thử một lần, ta hứa lão đầu có thể sống tới ngày nay, mệnh hoàn toàn là nhặt được, như thế nào đi nữa cũng không thua thiệt. Lão nhân gia nghe vậy không chút do dự mở miệng nói. Nói đùa, không thử một chút nửa tháng sau cũng chết. Thử một lần có thể không duyên cớ vô cớ sống lâu một năm thậm chí một năm rưỡi, đổi ai cũng biết phải làm thế nào chọn. Chỉ là loại này có thể nói thần thích y thuật thủ đoạn, trên thế giới này thật tồn tại sao? Thật sự có một ít làm cho khó có thể tin a. Thế gian lại còn có thần kỳ như vậy thủ đoạn, làm sao có thể? Không chỉ là hắn, dù là Tuần lão giờ này khắc này cũng hoàn toàn bị Trần Phi lời nói này sợ ngây người. Rất hiển nhiên lấy cảnh giới của hắn. Trình tự, trong lúc nhất thời cư nhiên đều bị dọa đến lợi hại như vậy, bởi vậy có thể thấy được cái này có bao nhiêu chấn động. Thế gian lại còn có thần kỳ như vậy thủ đoạn. Thần kỳ, phương pháp kia quả thực rất thần kỳ, không biết Tuần lão bác sĩ có nghe nói qua đoạt mệnh hoàn dương châm. Trần Phi nghe vậy khóe miệng không tự chủ ngoéo. Một cái, nhạt cười hỏi. Rất hiển nhiên biện pháp của hắn cùng tu chân giới có quan hệ, bất quá loại thủ đoạn này năm đó nhưng cũng ở địa cầu từng có vết tích. Vì vậy hắn mới có cái này hỏi. Đoạt mệnh hoàn dương châm, T, nhưng khi năm làm thì tổ sáng tạo cùng trời đoạt mệnh châm pháp. Tuần lão nghe vậy sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, thậm chí nhịn không được cũng hít một hơi khí lạnh, thần sắc chấn động tới cực điểm, tự lẩm bẩm cứ nghe cái này châm pháp có thể cùng trời đoạt mệnh, tranh đoạt thọ nguyên, chính là trong truyền thuyết làm thì tổ cuối cùng suốt đời lực chế tạo ra nhằm vào đạo thánh pháp, mặc dù là cổ sách thuốc trong, cũng chỉ có ngẫu nhiên đề cập. Ta vốn cho là cái này chỉ là truyền thuyết. Không nghĩ tới. Nói đến đây hắn nhịn không được hơi dừng lại một chút, sau đó cả người run rẩy nói không nghĩ tới, trên đời này cư nhiên thật có thần kỳ như vậy châm pháp tồn tại. Tuần lão bác sĩ kiến thức tốt. Trần Phi nghe vậy không khỏi thật sâu nhìn đối phương liếc mắt, trong lòng nhịn không được hiện ra cảm thán. Không hổ là y học Trung Quốc thánh thủ, không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả loại này giấu ở lịch sử góc bụi bậm. Đều có từng dính đến, hoàn toàn đủ để xưng là kiến thức rộng rãi hai chữ. Trần bác sĩ lời này để ta có một ít xấu hổ. Ta bất quá là vẻn vẹn có nghe thấy, mà Trần tiên sinh ngươi, cư nhiên có thể thi triển ra cửa này cùng trời đoạt mệnh châm pháp. Có thể nói cho ta biết là làm sao, Tuần lão nghe vậy nhìn không được thật sâu cảm thán nói. Trên thực tế, hắn hiện tại đều có loại cái này hơn trăm năm năm tháng, hoàn toàn hay sống ở cầu trên người ảo giác. Khái bởi vì Trần Phi người trẻ tuổi này chân thực quá yêu nghiệt, cũng thật là làm cho người ta rung động. Không chỉ có tuổi còn trẻ, hơn 20 tuổi cũng đã đặt chân cổ vũ giả tiên thiên, võ đạo tư chất vô song. Thậm chí ngay cả cửa kia trong truyền thuyết cùng trời đoạt mệnh châm pháp đều có thiệp cập, phải biết rằng đây chính là trong truyền thuyết gì đó, lại thật tồn tại. Không thể không nói, cái này chân thực thật là làm cho người ta rung động, quả thực thay đổi tai a. Phải làm sao? Kỳ thực cũng rất đơn giản, cũng liền sáu tự mà thôi, đưa tử địa sau đó sinh. Trần Phi nghe vậy quay đầu thật sâu nhìn chăm chú vào lão nhân gia, chậm rãi nói nếu là có thể thành công, lão nhân gia ngươi tắc có thể lại thư thư phục phục sống thêm đã hơn một năm, cũng không cần hai chân tàn tật tại đây xe lăn vượt qua, hãy cùng người bình thường vậy. Bất quá, bộ này châm pháp bởi vì là cùng trời đoạt mệnh,
vì vậy xác suất thành công chỉ có phân nửa, thậm chí, có khả năng chưa đủ phân nửa. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, giọng nói chợt trở nên nghiêm túc, nói cũng bởi vậy, nói thật đi, ta bây giờ nắm chặt cũng không lớn, vì vậy ta kiến nghị lão nhân gia ngươi còn là nhiều suy nghĩ một chút đi. Đưa tử địa mà sinh hậu sinh, Tuần lão nghe vậy hơi có chút ngây ngẩn cả người, Kỳ già nua giữa hai lông mày theo hiện ra lau một cái vẻ kinh dị, theo thần sắc trở nên do dự, bàng hoàng lên. Hắn tuy rằng không hiểu được bộ này châm pháp, nhưng Trần Phi hôm nay nói cũng đã nói xong rất rõ ràng, cùng trời đoạt mệnh, đại biểu cho độ khó cực đại, xác suất thành công rất thấp, vì vậy cái gọi là phân nửa, rất có thể cũng chính là lời xã giao, nói ra dễ nghe, bằng không Trần Phi cũng không đến mức hai lần nhắc nhở lão thủ trưởng lo lắng nhiều, phải thận trọng. Mà lão nhân gia cháu trai ruột Hứa Tế rất hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, tựa hồ cũng có chút bị dọa, không nhịn được nói ra ra, chuyện này hay là muốn thận trọng, không bằng đem ba ta còn có cô bọn họ đều kêu đến, mọi người cùng nhau thương lượng một chút mới quyết định đi. Lão nhân gia là Hứa gia kình thiên trụ, định hải thần châm, chỉ có lão nhân gia ông ta khỏe mạnh mới không có tùy tiện cái gì yêu quái võng lượng dám đến phạm, vì vậy không phải do hắn không khẩn trương, thận trọng. Chớ nói chi là còn có từ cái khác thân tình độ lớn của góc bắt đầu giảng, hắn cũng vô pháp chấn định tự nhiên, nhìn lão nhân gia tự mình nếm thử loại nguy hiểm này phương án trị liệu. Vì vậy đây hết thảy tốt nhất có thể chờ đến nhà mọi người tụ chung một chỗ, thương lượng an bài xong tất cả khẩn cấp biện pháp, để xuống mới tốt quyết định có hay không tiến hành nguy hiểm như vậy trị liệu. Dù sao loại sự tình này mà không có thể như vậy đùa giỡn, một khi thất bại, tự triệt để rối loạn. Cái này... Lão nhân gia nghe vậy cũng không cấm do dự, hắn tuy rằng không sợ chết, nhưng lại không muốn bởi vì bản thân mà dẫn phát liên tiếp lùi không cách nào dọn dẹp nhiễu loạn. Dù sao thân phận của hắn đặt ở, quan hệ đến rất nhiều người, rất nhiều chuyện này, không có khả năng tùy tùy tiện tiện. Lão Tuân, ngươi thấy thế nào? Nhất niệm đến nước này, hắn nhịn không được xin giúp đỡ bản thân mấy chục năm qua lão bằng hữu. Lão nhân gia nghiêng đầu hướng về Tuần lão hỏi. Ta... Tuần lão nghe vậy nhìn không được cười khổ cười, do dự mâu quang nhìn phía Trần Phi nói Trần tiên sinh, lấy lão thủ trưởng tình huống, người có thể cho chúng ta thấu cái đáy sao? Lớn nhất nắm chặt có mấy thành? Lớn nhất nắm chặt, nói không tốt, hẳn là tối đa chỉ có 4 thành đi. Trần Phi do dự hồi lâu nói. Không có biện pháp, dù sao quan hệ đến cùng trời đoạt mệnh, đây cũng không phải là theo liền nói chơi, lấy hắn hôm nay tu vi đều vẫn là cảm giác áp lực thật lớn. Hơn nữa cái này còn chưa phải là chủ yếu nhất là bộ này châm pháp có thể thành công hay không, trọng điểm là xem lão nhân gia bản thân. Bởi vì đưa tử địa sau đó sinh, nói trắng ra là chính là quật cố gắng người tự trong cơ thể sau cùng bảo tàng, dục hỏa trùng sinh. Ý chí lực rất then chốt. Cũng chỉ có 4 thành xác suất thành công a, hình như có chút thấp. Lão nhân gia nghe vậy nhìn không được trầm mặc, tuy nói có thể sống cho tới bây giờ, hắn cũng hoàn toàn thỏa mãn. Vì vậy cái gì có thành công hay không xuất, kỳ thực hắn đều không có vấn đề, thử nhìn một chút được rồi. Nhưng vấn đề là nếu như hắn thật ngã, Hứa gia phải làm gì, hắn dưới gối một trai một gái đời cháu lại nên làm cái gì bây giờ, cần cố kỵ nhiều lắm, không có biện pháp không chậm trễ a. Là có chút thấp, bất quá cái này cũng không có biện pháp. Lão nhân gia ngươi xem, bây giờ là nhường ta giúp ngươi hành châm, còn là trở lại kinh thành cùng tử nữ thương lượng sau rồi quyết định. Trần Phi thấy thế cũng có thể lý giải đối phương, thả lỏng theo giọng nói trấn an nói. Trở lại kinh thành, không cần, xin lỗi, các ngươi trước đi ra ngoài một chút, cho ta một ít không gian gọi điện thoại. Lão nhân gia nghe vậy chậm rãi mở miệng nói. Hạ lệnh trục khách. Vâng, thủ trưởng. Thấy tình cảnh này, Tuần lão cho Trần Phi cùng với Hứa Tế đều xử một cái ánh mắt, ba người lập tức hội nghị vẻ mặt trầm mặc đi ra tiểu trà lâu nhà một gian. Trần tiên sinh, xin lỗi. Trước bởi vì quá kích động đối với người có chút vô lễ, thực sự là không có ý tứ. Xin lỗi, từ nhỏ trà lâu nhà một gian sau khi đi ra ngoài, Hứa Tế bỗng nhiên hướng về Trần Phi khom người tạ lỗi nói. Bởi vì trước tâm tình trên có một ít xung động, không nhẫn nại được, cho nên đối phương Trần Phi ngôn ngữ có chút mạo phạm, hắn rất xin lỗi. Dù sao hắn hiện tại mặc dù lại ngu xuẩn, cũng hoàn toàn đã minh bạch Trần Phi cũng không người thường. Mà là có thể nhượng đường đường Tuần lão thậm chí lão gia tử đều bình đẳng đối đãi kỳ nhân, và lại có thể thi triển ra có thể nói thần kỹ cùng trời đoạt mệnh nhằm vào, hắn tự nhiên không dám lại làm càn, chỉ có thận trọng. Đâu,
Hứa đại ca ngươi quá khách khí, ta có thể hiểu, Trần Phi nghe vậy tự nhiên lập tức nói. Phải biết rằng đối phương hạng thân phận, đường đường kinh thành Hứa lão gia tử cháu trai ruột, mặc dù không có huyết thống, nhưng này tầng quan hệ lại vô luận như thế nào cũng xóa sạch không xong, xưng là kinh thành cao cấp nhất công tử ca. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên có thể chủ động để xuống thấp tư thái, tự mình cho hắn nói ra loại này tạ lỗi chính là lời nói, cái này đã rất đáng quý. Chứng minh đối phương là một người tốt. Trần bác sĩ, nếu là lão thủ trưởng lần này có thể thành công, vậy hắn về sau vẫn có thể dùng kéo dài thọ nguyên bảo vật sao? Đúng lúc này, Tuần lão đột nhiên hỏi. Hứa tế nghe vậy cũng không nhịn được tập trung tinh thần, bởi vì này cũng là cái vấn đề mấu chốt. Dù sao tuy nói lúc này đây trị liệu nếu có thể thành công, lão nhân gia có thể sống thêm một năm, thậm chí một năm rưỡi. Nhưng vấn đề là làm lão nhân gia cháu trai ruột, hắn đương nhiên hy vọng gia gia mình sống càng dài càng tốt, càng lâu càng tốt. Tin tưởng cái này ai cũng có thể hiểu được. Có thể, thế nhưng hiệu quả khẳng định không có lần đầu tiên tốt như vậy, nhưng lại muốn cụ thể xem kéo dài thọ nguyên bảo vật phẩm chất, nói chung không cách nào cua đũa cả nắm. Trần Phi nghe vậy giải thích. Có thể sao? Tuần lão nghe vậy mâu quang trong hiện ra lau một cái vẻ kinh dị, như là buông lỏng không ít. Đúng lúc này, từ bên trong gian phòng đột nhiên truyền đến lão nhân gia thanh âm tiểu tử, Trần bác sĩ, ngươi trước đi vào một chút đi. Ta sao? Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, nhưng vẫn là theo chậm rãi đẩy cửa ra đi vào. Chỉ thấy Kỳ Tiến nhập tiểu trà lâu nhà một gian sau, lão nhân gia trong tay chính nắm một khoản hắc sắc điện thoại. Sau đó chỉ thấy Kỳ ngượng ngùng cười cười, đem điện thoại trong tay đưa tới, nói tiểu tử, không có ý tứ, là con ta, hắn muốn cùng ngươi toàn bộ điện thoại. Nga, theo ta trò chuyện. Nga, tốt. Trần Phi nghe vậy kinh ngạc tiếp nhận điện thoại, chậm rãi mở miệng nói xin chào, ta là Trần Phi. Trần bác sĩ xin chào, ta là Hứa Đại Dương mênh mông. Từ bên đầu điện thoại kia truyền đến một đạo hùng hồn hữu lực thanh âm, mặc dù cách lạnh như băng hắc sắc microphone. Cũng giống như có thể làm cho người cảm giác được kỳ uy nghiêm, cùng lão nhân gia 10 phần tương tự, quả thực nhất mạch tương thừa. Thế mà những lời này sau, cũng thật lâu làm người ta trái tim nhút nhát trầm mặc. Trần Phi là không biết nên nói cái gì cho phải, mà bên đầu điện thoại kia người nọ hình như cũng giống như vậy. Cứ như vậy, ước chừng theo tiểu nửa phút sau, bên đầu điện thoại kia người nọ mới chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, lấy trịnh trọng vô cùng giọng nói, xin nhờ nói Trần tiên sinh. Cha ta hắn tự nhờ ngươi. Hắn là một gã anh hùng, vì vậy, ta hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó, nhưng hắn có thể tiếp tục sống sót. Hứa tiên sinh ngươi yên tâm đi, ta là một gã bác sĩ, đồng dạng, ta cũng là một gã người Hoa. Ngã kính trọng lão gia tử từng tư thế hào hùng, ra ngựa bọc thây khi còn sống, vãn đã cứu chúng ta Hoa Hạ toàn bộ dân tộc. Vì vậy, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, chí ít không làm thất vọng lương tâm của mình. Trần Phi nghe vậy, lấy trước nay chưa có giọng nói trịnh trọng bảo đảm nói. Đa tạ. Bên đầu điện thoại kia hùng hồn hữu lực thanh như là hơn nào đó nghẹn ngào, lại là hồi lâu trầm mặc, mới nghe Kỳ nhẹ giọng nói vô luận kết quả làm sao, Trần tiên sinh, ngươi sẽ là chúng ta Hứa gia vĩnh viễn bằng hữu. Ta Hứa Đại Dương mênh mông, thiếu ngươi nhất cái nhân tình. Hứa tiên sinh, ta có thể không phải là vì nhân tình của ngươi, mới chạy tới cho lão gia tử xem bệnh. Được rồi. Treo đi, chờ ta tin tức tốt. Trần Phi híp mắt cười nói, khóe miệng nhàn nhạt vẽ bề ngoài theo. Đi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Đô đô, bên đầu điện thoại kia truyền đến âm thanh bận. Thấy tình cảnh này, Trần Phi xoay người nhìn lão nhân gia cười nhạt, chậm rãi nói lão nhân gia, đã quyết định tốt rồi. Tự nhiên, lão nhân gia già nua mặt lộ vẻ không gì sánh được rộng rãi thần sắc, tự tiếu phi tiếu nói tiểu tử, ta bộ xương già này đã có thể giao cho ngươi. Yên tâm lớn mật làm, mặc dù thất bại, cũng không ai sẽ tìm ngươi bất cứ phiền phức gì, ta Hứa Đông Điền tại đây cam đoan với ngươi. Nếu ngươi mong muốn, bất quá lão gia tử, ta sẽ thành công, ngươi tin không? Ha ha ha, ta đương nhiên tin, đương nhiên tin. Trần tiên sinh, cần ta hỗ trợ sao? Phải nên làm như thế nào? Sự tình xác định sau khi xuống tới, Tuần lão bác sĩ mở miệng nói. Không vội, ta trước gọi điện thoại. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại lắc đầu, lấy điện thoại di động ra bấm cao chí nam điện thoại. Trên thực tế, hắn muốn thi triển cửa này đoạt mệnh hoàn dương châm, nghiêm chỉnh mà nói cũng không cần ngoại nhân làm sao hỗ trợ,
chỉ cần chuẩn bị cho tốt cần thiết dược liệu cập vật phẩm liền vậy là đủ rồi. Cao Chí Nam hôm nay thân là Bắc Sơn thị thủ phủ, nắm giữ đệ nhất xí nghiệp, cũng dựa vào được gần nhất, tìm hắn tự nhiên không sai. Bắc Sơn thị, Thương Hải tập đoàn tầng cao nhất phòng làm việc, Cao Chí Nam chính đang lật xem một phần báo cáo, đột nhiên, hắn bình thường ít đại hội vang lên điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trần Tiên Sinh, nhất thời hắn trong con người hiện ra lau một cái vẻ kinh dị, người cũng đã không chút do dự theo bản năng cầm trong tay phần báo cáo kia buông xuống, theo sát mà từ trên bàn cầm lên chỉ có số ít người biết số điện thoại. Nói trực tiếp hơn giờ, điện thoại này hoàn toàn chính là hắn vì Trần Phi đơn độc chuẩn bị, chỉ có đúng mới vừa có tư cách đưa hắn cái này số điện thoại lưu truyền đi. Nhất niệm đến nước này, hắn không khỏi cấp tốc thật nhanh vội vàng nhấn nút trả lời, vẻ mặt cung kính nói Trần Tiên Sinh, xin chào, ta là Cao Chí Nam, xin hỏi có cái gì phân phó. Rất hiển nhiên cùng trước so với, trong lòng hắn đúng Trần Phi kính nể sâu hơn. Bất quá cái này cũng không có biện pháp, dù sao hắn thế nhưng mấy ngày hôm trước buổi tối sự kiện kia tự mình kinh lịch người. Không chỉ có Liên Đường Đường mới tới vốn là số một lãnh đạo đều đối kỳ như vậy tôn kính, thậm chí ngay cả về sau Phó Tỉnh trưởng Tiêu Nam Vân, thậm chí hình như ở Trần Tiên Sinh trước mặt đều không coi vào đâu, một chút mặt mũi chưa cho đối phương. Như vậy hắn Cao Chí Nam mặc dù nghiêu bức nữa, mặc dù có tiền nữa, nhưng từ xưa dân không đấu với quan. Chớ nói chi là Trần Tiên Sinh cái loại này đô thị kỳ nhân hình như so với quan còn kinh khủng hơn. Tự nhiên làm hắn không dám có chút làm càn, càng phát ra kính nể khởi Trần Phi cái này hơn 20 tuổi thanh niên nhân lên. Cao Tổng, ta có một cái chuyện rất trọng yếu tìm ngươi hỗ trợ. Ta hiện tại dùng tin nhắn ngắn cho ngươi phát một phần phương thuốc, ngươi giúp ta thu thập một chút, tốt nhất mau chóng, còn có chính là nhất định phải bảo chứng chất lượng, không có khả năng xảy ra bất cứ vấn đề gì. Bằng không. Hậu quả rất nghiêm trọng, có lẽ là bởi vì sự tình khẩn cấp, Trần Phi cũng lười cùng hắn vòng quanh, gọn gàng dứt khoát nghiêm túc nói. Chuyện rất trọng yếu, ta hiểu được, Trần Tiên Sinh, ngươi yên tâm, bảo chứng hoàn thành nhiệm vụ. Cao Chí Nam nghe vậy không khỏi thất kinh, sau đó không chút do dự vỗ ngực bảo đảm nói. Rất hiển nhiên, hắn lúc này đã có một ít phản ứng kịp, Trần Phi tìm hắn làm chuyện này tuyệt đối là chân tránh đại sự. Bằng không lấy tính tình của đối phương. Không có khả năng nghiêm túc như thế căn dặn hắn, nhất niệm đến nước này, hắn cũng không nhịn được có chút mồ hôi lạnh từ cái trán không tự chủ chảy xuống, rất khẩn trương. Đối với Trần Phi, tiếp xúc lâu, hắn cũng tự nhận là hiểu rõ một ít. Minh bạch đối phương từ trước đến nay đều là nhảy thoát tính tình, không thích tự cao tự đại, cũng không thích nói ngoa cái gì. Vì vậy nếu không có sự tình thực sự rất nghiêm trọng hắn làm thế nào có thể như vậy khác thường, thái độ như vậy trịnh trọng. Nghĩ đến đây, hắn Cao Chí Nam càng nhìn không được á lịch sơn đại, cái trán không tự chủ giọt mồ hôi chảy xuống. Bởi vì Trần Phi người thế nào, có bản lãnh gì, hắn không nói nhất thanh nhị sở, nhưng ít nhất, hiện nay cũng biết kỳ một góc băng sơn, minh bạch đây là một vị có tư cách được xưng là đô thị kỳ nhân đại nhân vật. Cũng bởi vậy, như vậy đô thị kỳ nhân đại nhân vật, đều như vậy nghiêm túc chăm chú căn dặn hắn Cao Chí Nam làm chuyện này, nếu để cho hắn làm cho đập, tất nhiên sẽ chịu không nổi. Choang! Mà đang ở hắn rơi vào mình khẩn trương trên thế giới lúc, bị hắn chặt nắm trong tay điện thoại di động hơi run một chút, đinh một tiếng. Nguyên lai là Trần Phi lại từ lâu cúp điện thoại, phát tới tin nhắn ngắn. Thấy tình cảnh này, Cao Chí Nam lau đem mồ hôi lạnh trên trán, cũng lại không để ý tới cái gì khẩn trương, do dự các loại. Chỉ thấy kỳ cấp tốc cầm lấy mình tư nhân điện thoại di động, lại cho thủ hạ mình tín nhiệm nhất, đắc lực nhất thuộc hạ gọi điện thoại. Cũng trong nháy mắt này, riêng lớn Bắc Sơn thị thủ phủ tập đoàn bắt đầu điên cuồng chuyển động. Như vậy ước 2 giờ chiều, lão nhân gia cùng với tuần lão, hứa tế, Trần Phi đám người bị nhận được một cái tư nhân biệt thự trong. Chỉ thấy cần tư nhân biệt thự trong lầu một phòng khách rộng rãi nhất vị trí sớm bị thanh không, thay vào đó là một tòa quý trọng một loại chế thành viên đồng, rất lớn, đủ để thịnh phóng người kế tiếp thể tích. Cùng lúc đó, tại nơi viên đồng chu vi còn có tự chất đống theo rất nhiều dược liệu, và một ngụm bát tô. Những dược liệu kia có rất phổ thông, bộ mặt thành phố trên tùy tùy tiện tiện là có thể mua được. Cũng có giá trị thiên kim, Cao Chí Nam đủ hao tốn 7 vị tính mua được bảo thuốc. Ừ, không thành vấn đề. Trần Phi ở tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần dược liệu sau, lập tức hài lòng gật đầu. Cũng để cho bên trong căn phòng Cao Chí Nam rốt cục trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Phải biết rằng Trần Phi tìm hắn chuẩn bị đồ vật có thể không bình thường, không chỉ có chủng loại số lượng, phồn đa, hơn nữa không ít thuốc đều cực kỳ thiên môn, thậm chí trong đó có chút bởi quá mức chân quý, bộ mặt thành phố trên căn bản tìm không được, chỉ có từ đường dây khác hoa đại đại giới thu được, nói chung quá trình thập phần phiền phức. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hôm nay kết quả là tốt, hắn Cao Chí Nam chuẩn bị gì đó sở hữu cũng không có vấn đề gì, đạt được đối phương Trần Phi tán thành, cũng không cô phụ hắn phí lớn như vậy kính nhi đi chuẩn bị. Coi như là đáng giá. Cao Tổng, vị này chính là đến từ kinh thành Hứa Tế, Hứa Đại Ca. Các ngươi nhị vị không ngại thân cận một chút, ta bên này muốn bắt đầu, các ngươi sợ rằng được tránh một chút. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Vâng, Trần Tiên Sinh. Hứa Tế nghe vậy ngay tức khắc không chút do dự gật đầu, theo sát mà cảm kích lôi kéo đối phương tay, nói Cao Tổng, chuyện ngày hôm nay thực sự là đa tạ ngươi. Chúng ta đi ra ngoài nói. Nói, hắn liền đem Cao Chí Nam lộ ra Cần Tư Nhân biệt thự. Bởi vì Trần Phi chính là cái này ý tứ. Nhưng phải cầm, hắn rất hiển nhiên cũng nghe hiểu Trần Phi một. Khác tầng ý tứ, phải biết rằng ngày hôm nay vì ra ra hắn mang thượng mang hạ. Có thể là đối phương vị này Cao Chí Nam Cao Tổng, vô luận là đối phương là xem ở ai mặt mũi, tóm lại là giúp đại ân, tự nhiên cũng cần bọn họ Hứa ra nhớ ở trong lòng, đừng quên, lúc rảnh rỗi hảo hảo thân cận một chút. Còn nếu là muốn cho Cao Chí Nam biết, giờ khắc này ở trước mắt hắn vị này hơn 30 tuổi nam tử, lại là kinh thành cao cấp nhất màu đỏ một trong những gia tộc Hứa ra đời thứ ba, Hứa lão gia tử cháu trai ruột. Cũng không biết hắn sẽ kích động thành cái dạng gì. Dù sao chớ nhìn hắn hôm nay ở Bắc Sơn rất nghiêu ép, nghiễm nhiên vốn là đệ nhất thủ phủ tập đoàn, nhưng phóng nhãn toàn quốc, nhìn xa kinh thành, hắn căn bản thí đều không phải là. Mà nếu là có thể nhượng hắn đặt lên Hứa ra cái này cây cao chi, ý vị như thế nào, căn bản không cần quá nhiều lời thừa đến trình bày. Vì vậy, Trần Phi ngày hôm nay vậy cũng là cho hắn Cao Chí Nam đưa đi một phần đại lễ a. Coi như là hắn như vậy tận tâm tận lực tặng đi. Trần bác sĩ, ta không cần lảng tránh sao? Đợi được hai người sau khi ra ngoài, Tuần lão nhịn không được mở miệng nói. Người lão không cần, Tuần lão, giúp ta chuyện, đem lão nhân ra y phục cởi sạch sẽ, phủ đến viên đồng bên trong ngồi xuống. Trần Phi vừa nói, đi sang một bên xử lý viên đồng bên cạnh những dược liệu kia. Nga, tốt. Tuần lão nghe vậy biến sắc, sau đó hướng về lão nhân ra xử một cái ánh mắt, chặt tiếp theo liền thấy Kỳ ôm vào viên trong ống. Lấy ngồi xếp bằng ở hình thức đặt viên đồng trung tâm nhất. Lão nhân ra, đợi có lẽ có ít không lớn thoải mái, kiên nhẫn một chút. Trần Phi tránh ở một bên đảo cổ một trận, sau cùng đêm này Cao Chí Nam chuẩn bị xong dược liệu, một phần trong đó nhũ tạp đến rồi cùng nhau quấy thành một loại mặc lục sắc thuốc cao, từng điểm đồ ở tại lão nhân ra trên người. Không thể không nói, tức cũng đã tuổi xế chiều ngả ngả, lão nhân ra toàn thân công huân nhưng vẫn là làm cho Túc Nhiên khởi kính. Phải từ nội tâm thán phục. Cái gì vết đao, vết đạn hoàn toàn đã tràn ngập toàn bộ còng xuống thân thể, thậm chí rất có một chỗ từ cái cổ kéo dài xuống vết thương, ngang toàn bộ lưng, làm cho chỉ là nhìn tựu ra đầu tê dại. Khó có thể tưởng tượng năm đó hắn là làm sao sống được. Thế nhưng, đây đối với một gã quân nhân mà nói, cũng vinh quang, chí cao vô thượng vinh quang. Chí ít lão nhân ra lúc này trên mặt biểu tình, rất tự hào. Yên tâm đi. Ta có thể nhịn xuống tới. Nghe được Trần Phi nói, lão nhân gia thần sắc cười nhạt nói. Lấy việc trải qua của hắn, cái gì không có trải qua. Đã sớm xem phai nhạt, tự nhiên hoàn toàn có thể nhịn xuống. Đi. Trần Phi nghe vậy cũng không kéo dài, lại đem viên đồng nội chậm rãi ngã vào đủ ngực mớn nước. Cũng tại hạ mặt xây dựng khởi một cái có thể nấu sôi bát tô, ngã vào nước, đem chậm rãi đốt phí, đem viên kia đồng chậm rãi thịnh phóng đi tới. Phốc suy, kèm theo bát tô cùng với viên đồng nội nước sôi nấu sôi thanh âm, lão nhân gia nhịn không được hơi nhíu mày một cái, da thịt bắt đầu đỏ bừng. Nhưng dù vậy, hắn cũng vẫn là không có nói một câu, cắn răng lẳng lặng kiên trì. Tuần lão, phiền phức giúp ta trông coi một chút, đừng làm cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy ta. Ta muốn bắt đầu hạ châm. Trần Phi đứng tại chỗ quan sát một hồi, rốt cục chậm rãi ngưng túc mở miệng nói, đi ra kim khâu ngân châm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Yên tâm đi, trừ phi có người có thể đủ từ thi thể của ta trên bước qua đi, bằng không, ngày hôm nay không ai có thể quấy rối đến ngươi.
Tuần lão nghe vậy mâu quang một lệ, thu liễm lại hơi thở, lẳng lặng đứng ở lối vào trầm mặc không nói, nếu như pho tượng. Hô, ta đây tự động thủ. Trần Phi nghe vậy thở một hơi thật dài, trong cơ thể linh khí trong giây lát táo động, hư vô gian, màu trắng sữa linh quang bùng lên, lau một cái xóa sạch mạnh mẽ năng lượng theo toàn bộ quán chú tiến nhập hắn ngân châm trong tay trong, khiến kỳ đuôi mắt thường có thể thấy được mọc lên một đạo đỏ đậm khói xanh, vèo một tiếng, cần ngân châm không có vào lão nhân gia phúc hạ đan điền. Hanh! Lão nhân gia thân thể nhất thời run rẩy, phát sinh hơi một chút tiếng kêu rên. Thật là lợi hại châm pháp. Thấy tình cảnh này tuần lão không khỏi quá sợ hãi, kỳ khàn khàn đôi mắt kim theo hiện ra lau một cái rung động thật sâu. Tục ngữ nói thật tốt, người thường xem náo nhiệt, trong nghề trông cửa nói. Lấy y thuật của hắn tu vi, đương nhiên có thể nhìn ra Trần Phi cái này nhìn như đơn giản nhất châm, kỳ nội hàm lực lượng là có bao nhiêu sao thần kỳ, đáng sợ dường nào. Không hổ là trong truyền thuyết đoạt mệnh hoàn dương châm, quả thực cùng trời đoạt mệnh a. Siêu. Mà nhưng vào lúc này, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Phi cũng đã lấy ra một quả kim khâu lấy thoáng bất đồng thủ pháp, kim tiêm nhắm ngay lão nhân ra lưng, ước lệch khỏi quỹ đạo 2 cm, ta bình thường bị thầy thuốc coi là cấm kỵ huyệt vị thật sâu ghim xuống. Cái này, thấy thế tuần lão không khỏi con ngươi co rút lại, cũng hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng huyệt vị, mặc dù là hắn cũng không dám dưới, bởi vì chỉ ít 9 tầng 9 tỷ lệ đều là sẽ chết người. Cái này cũng quá điên cuồng đi. Vô luận là bát tô cũng hoặc là viên đồng nội nước, đều là đã sôi trào nước sôi, người bình thường đi vào dính một chút phỏng chừng bất tử cũng phải lột ra, chớ nói chi là hứa lão gia tử loại này thân thể đã hoàn toàn tuổi xế chiều lão nhân, loại đau khổ này, dằn vặt quả thực khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Nhưng dù vậy, lão gia tử cũng còn là cắn răng chưa có bất kỳ một câu oán hận, tùy ý Trần Phi ở trên người mình hạ châm. Làm cho phải cảm thán kỳ ý chí cứng rắn, quả thật là quân nhân. Đại tướng, lão thủ trưởng, người cần phải nhịn xuống a, chỉ cần nhẫn đi qua, nói không chừng tựu thành công. Tuần lão cũng không khỏi ở trong lòng thấp giọng lẩm bẩm. Siêu, Trần Phi đầu đầy mồ hôi, lại là nhất châm chuẩn xác vô cùng đâm vào lão tay của người ta cánh tay ra thịt, thật sâu đâm vào một cái tính nguy hiểm cực lớn cấm kỵ huyệt vị. Nếu ở bình thường, mặc dù là tuần lão loại này y học Trung Quốc thánh thủ, đang đối mặt loại nguy hiểm này tính cực lớn huyệt vị lúc, cũng muốn cân nhắc ban ngày, không dám hạ châm. Nhưng lúc này hiện tại, Trần Phi liên tiếp hạ 8 nhằm vào, lại cư nhiên nhằm vào chí mạng, nhằm vào đều là cái loại này làm người ta bình thường muốn đều không dám nghĩ tử huyệt. Cái này làm người ta tâm không khỏi treo cổ họng đồng thời, cũng không miễn sinh ra một phần cảm thán. Không hổ là trong truyền thuyết làm thịt tổ cuối cùng suốt đời lực chế tạo ra kỳ nhằm vào, không hổ là đưa tử địa sau đó sinh thủ pháp. Nếu thật có thể đủ thành công, tự quả thực tuyệt. Hanh! Vậy mà lúc này, nước ấm thực sự đã quá cao, mặc dù là có Trần Phi sở đặc chế thuốc cao bảo hộ lão nhân ra thân thể, nhưng này loại nhiệt độ cao cùng dằn vặt, cũng hay là đang điên cuồng xé rách lão nhân ra thần kinh, làm người ta tinh thần có chút hoảng hốt. Khớp hàm dần dần có chút cắn không được. Thấy tình cảnh này, tuần lão không khỏi bỗng nhiên con ngươi co rút lại, minh bạch lúc này hiện tại đã đạt đến tối thời điểm mấu chốt, sinh tử từ thiên mệnh. Lão nhân gia, ta muốn hạ tối hậu nhất châm. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng nhiên nói. Tinh thần có chút hoảng hốt lão nhân gia, nghe được Trần Phi những lời này, không khỏi sắc mặt đỏ bừng mặt hơi trở về ra lau một cái bình thường vẻ, cường trang chấn định, không có chuyện gì, khàn khàn thản nhiên nói tiểu tử, cứ việc yên tâm lớn mật đi làm đi. Dù thế nào dù sao đều là cái chết, rồi hãy nói, ta hứa đông điền mệnh cứng như thế, mặc dù là lão thiên gia, cũng không tiện thu. Hắc! Đúng vậy, lão nhân gia, người ở đây trong lòng ta thế nhưng anh hùng. Ngẫm lại người đã từng lấy đã qua, không phải là tặc lão thiên sao? Ngươi không sợ hắn, hắn dám thu mạng của ngươi. Trần Phi nghe vậy tự lẩm bẩm, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái tiêu ý. Hắn lời này không có thể như vậy thổi phồng cũng không phải lung tung nói, mà là ở trong mắt hắn thật cho là như vậy. Có thể từ thời đại kia người còn sống sót, vô luận là anh hùng, cũng hoặc là kiêu hùng, đều đáng giá làm cho tôn kính. Bởi vì đây chính là đại biểu cho cái kia hỗn loạn thời đại tột cùng nhất. Là một cái thời đại đỉnh ghế vị. Ha ha ha, không sai, không sai. Lão tử là ai? Lão tử thế nhưng hứa đông điền. Tặc lão thiên mà thôi. Ngươi dám thu mạng của ta.
Nghe được Trần Phi chính là lời nói thanh, lão nhân cư nhiên thần tình kích động lên, trong thoáng chốc già yếu trong cơ thể dâng trào bừng bừng phấn chấn ra một cái làm người ta rung động khí tức, khiến Trần Phi mạnh trước mắt sáng ngời. Chính là hiện tại, trong tay hắn nắm chặt một quả ngân châm, linh khí tưới. Mà tự sau đó một khắc, từ hắn trong con người bộc phát ra lao một cái lợi hại tia sáng kỳ dị, đầu ngón tay gian nhàn nhạt màu trắng sữa quang huy chiết xạ ở ngân châm trên, kèm theo ngón tay của hắn lôi kéo, một đạo ngân mang thẳng tắp, chính xác, tự đầu phía trên sỏ xuyên qua tiến vào lão nhân gia thiên linh đài. Oanh! Ngay sau đó một không hiểu khí thức cường đại từ lão nhân gia trong cơ thể rào rạt bộc phát ra, làm người ta cảm giác được dâng trào sinh cơ. Thành công! Dù là lấy tuần lão niên kỳ kỳ cùng chấn định, lúc này cũng không nhịn được cả người run rẩy nỉ non ra. Thành công, cư nhiên thực sự thành công. Đây chính là cùng trời đoạt mệnh a, quả thực làm cho quá khó có thể tin. Đúng vậy, thành công. Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười, có thể theo, đã thấy thần sắc hắn ngẩn ngơ, phảng phất tình trạng kiệt sức vậy cả người té trên mặt đất, phát ra phanh thanh âm. Trần Chỉ, tiểu tử. Tuần lão thấy thế đều phản ứng không kịp nữa, đã thấy viên đồng nội lão nhân ra lại cư nhiên tiện tay không mặc y phục, đứng lên. Thủ trưởng, người có thể đứng lên. Thấy tình cảnh này dù là tuần lão cũng không nhịn được chấn động không ngớt, miệng dương thật to. Phải biết rằng ngay cái này là trước không được nửa phút, lão thủ trưởng đều vẫn là nghiêm trọng chi dưới liệt, căn bản tuyệt không khả năng đứng lên, nhưng bây giờ. Đúng vậy, có thể đứng lên. Hơn nữa thật giống như một lần nữa sống lại vậy, lão nhân gia lúc này cũng không nhịn được cảm thán một tiếng, chợt tự mình đem sức cùng lực kiệt ngã xuống đất hôn mê Trần Phi bế lên, đi hướng bên trong biệt thự gian phòng. Hắn hẳn là mệt chết đi đi, thực sự là xấu hổ, nếu như không phải là vì ta. Lão nhân gia tự trách nói, lão thủ trưởng, ta có thể không đồng ý ngươi cái quan điểm này. Ta tin tưởng đối với Trần bác sĩ mà nói, có thể thân thủ chủ đạo như vậy một hồi kỳ tích. Hắn sẽ phải rất kích động, rất hưng phấn đi. Thế mà tuần lão lại vừa cười vừa nói. Rất hiển nhiên, làm một danh y người, hắn càng có thể lý giải Trần Phi suy nghĩ trong lòng tất cả. Có thể thân thủ chủ đạo như vậy một hồi có thể nói kỳ tích trị liệu, nếu đổi lại là hắn tuân lôn, mặc dù chết, cũng không tiếc. Phải, nhưng mặc kệ nói như thế nào, ta thiếu tiểu tử này một cái mạng. Lão nhân gia nghe vậy không thể đưa không cười cười, sau đó. Giọng nói đột nhiên chỉnh trọng chuyện lạ nói. Không sai, hắn hứa Đông Điền, thiếu tiểu tử này một cái mạng. Như vậy một ngày một đêm sau, Trần Phi vô ý thức xoa xoa bản thân mờ mịt đầu, rốt cục mơ mơ màng màng, chậm rãi tỉnh lại. Ưng ực, từ hắn trong bụng phát sinh thanh âm như vậy, một loại khó có thể chịu được đói quá cảm từ bên trong thân thể của hắn truyền đến, làm hắn nhịn không được tự lẩm bẩm thành công không. Thật là đói a. Trần tiên sinh ngươi đã tỉnh, đúng lúc này, một đạo ngạc nhiên thanh âm từ một bên truyền đến. Chỉ thấy lão nhân gia cháu trai ruột Hứa Tế lại tự mình chờ ở bên giường, khi hắn nhìn thấy một ngày một đêm sau Trần Phi rốt cục đã tỉnh, không khỏi trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, sau đó lập tức đưa tay ra đem Trần Phi đỡ lên. Trần tiên sinh có muốn hay không trước ăn một chút gì, ngươi đã ngủ một ngày một đêm. Hứa Tế một bên đem đặt ở bên cửa sổ thức ăn đút cho Trần Phi, vừa nói. Ta tự mình tới đi. Trần Phi gặp đối phương ý tứ này lại là muốn này bản thân, vội vã vươn tay đem đồ vật cầm tới, bản thân nhét vào trong miệng ăn, lại cười hỏi Hứa đại ca, lão nhân gia hẳn là đã không sao đi. Hắn nhớ kỹ mình ở hôn mê trước, tựa hồ đã thành công thi triển ra đoạt mệnh hoàn dương châm cuối cùng nhất châm. Tựa hồ hình như, đã thành công đi. Ừ, Trần tiên sinh, gia gia ta đã khôi phục, thậm chí còn có thể giống như người bình thường vậy bước đi. Thân thể phi thường khỏe mạnh. Thật rất cảm tạ ngài, nếu không phải là bởi vì ngài xuất thủ, chúng ta Hứa ra, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hứa Tế đứng dậy hướng phía Trần Phi cúi người chào thật sâu nói. Phải biết rằng lão nhân gia có thể là bọn hắn Hứa Tế kình thiên trụ, định hải thần châm, nếu là kỳ thật xảy ra vấn đề gì vậy bọn họ Hứa ra dĩ nhiên là phiền phức lớn. Chỉ là may là, hiện tại đều không sao, lão nhân gia thành công bị Trần Phi cứu trở về. Đơn giản là thần y, chân chân chính chính thần y. Không có việc gì là tốt rồi. Lão nhân gia hiện tại ở đâu, mang ta đi nhìn. Trần Phi nghe vậy hơi thở dài một hơi, tiện tay lại lấp một ít thức ăn đến trong miệng, chậm rãi đứng dậy,
chuẩn bị đi xem lão nhân gia tình huống thế nào. Trần tiên sinh, thân thể của ngươi, ngươi lúc này mới vừa thức tỉnh, nếu không lại ăn một chút gì, nghỉ ngơi một hồi. Mà ở nhìn thấy Trần Phi tùy tùy tiện tiện tự từ giường đứng lên, Hứa Tế không khỏi lo lắng nói. Phải biết rằng, làm một danh cao cấp nhất chuyên gia y học, hắn đương nhiên minh bạch Trần Phi hiện tại loại tình huống này cần nghỉ ngơi nhiều, bằng không, rất có thể gặp phải di chứng. Rồi, rồi, yên tâm đi, cơ thể của ta tố chất cùng người thường bất đồng, tùy tiện ăn một chút được rồi. Nói những thứ này nữa đồ vật cũng không hợp ta ăn uống. Trần Phi nghe vậy cười hì hì nói. Tốt xấu hắn cũng là tiên thiên cấp bậc cường giả, luyện khí tứ trọng, khôi phục năng lực gạch thẳng đánh dấu, tự nhiên không có khả năng bao lớn chuyện này. Vậy được rồi, mời đi theo ta Trần tiên sinh, ra ra bọn họ hiện tại cũng còn ở đại sảnh. Hứa Tế nghe vậy gật đầu, đem Trần Phi dẫn đi ra ngoài. Trần bác sĩ, ngươi đã tỉnh. Không đợi đến hai người bọn họ đi tới biệt thự một tầng phòng khách, chợt nghe gặp một trận liên tục tiếng bước chân dồn dập, Tuần lão xuất hiện ở cửa. Như là nghe được tiếng bước chân của hắn nhanh lên đón. Hơn nữa không chỉ là hắn, lão nhân gia theo cũng rất nhanh xuất hiện ở trong tầm nhìn, vẻ mặt kích động hình dạng. Lão nhân gia, xem ngươi bây giờ cái này trạng thái ta an tâm. Nếu ta không nhìn lầm, lấy ngươi bây giờ cái này trạng thái. Ít nhất, có thể sống thêm một năm rưỡi. Nhìn lão nhân gia trên mặt kích động cùng với hồng nhuận vẻ, Trần Phi híp mắt quan sát một chút, chợt cười to nói. Rất hiển nhiên. Hiện vào lúc này rõ ràng cho thấy kết quả tốt nhất. Lão nhân gia tinh khí thần câu đều khôi phục rất đúng chỗ, vẻ mặt hồng quang, sinh cơ bừng bừng, nhìn bộ dáng như vậy chỉ ít còn có thể lại lấy được một năm rưỡi. Còn chưa phải là ít nhiều tiểu tử ngươi diệu thủ hồi xuân, lão nhân ta mới có ngày hôm nay, có thể đứng lên bước đi không nói, thậm chí tinh thần đều đã thật lâu không có tốt như vậy qua. Bất quá ngươi bây giờ thân thể thế nào, có chỗ nào không thoải mái sao? Ta xem ngươi ngày hôm qua đều sức cùng lực kiệt ngất đi thôi, nếu không phải là bởi vì ta. Lão nhân gia nói như thế. Lão nhân gia, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi lão cũng không phải không biết ta căn bản, điểm ấy tiểu tình hình, không có chuyện gì, cũng chỉ là có giờ đói mà thôi. Trần Phi sờ sờ mũi nói. Hắn bây giờ là thực sự có điểm đói, không sai biệt lắm có thể ăn vài con bò. Ha ha ha, vậy là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Vừa vặn hiện tại cũng sắp đến muộn cơm thời gian, tiểu Tam Nhi, ngươi đi thông chi tiểu Trác, nhường hắn chuẩn bị một chút, buổi tối ta muốn cùng tiểu Trần hảo hảo uống vài chén. Lão nhân gia nghe vậy vừa cười vừa nói. À, uống rượu, ra ra, ngươi lúc này mới bệnh nặng mới khỏi, uống rượu có đúng hay không có điểm, có điểm. Hứa Tế nghe vậy sửng sốt, có chút bận tâm lão nhân gia thân thể không thể uống rượu, chợt đem xin giúp đỡ, hỏi thăm mâu quang nhìn phía Trần Phi. Trần Phi nghe vậy cười cười, khoát tay nói Hứa đại ca, người cứ yên tâm đi. Lão nhân gia hiện tại thân thể cốt rất tốt, trừ phi rượu trong có độc, bằng không hoàn toàn không cần lo lắng. Nói đùa, đường đường đoạt mệnh hoàn dương châm, cùng trời đoạt mệnh, dục hỏa trùng sinh, đây cũng không phải là đùa giỡn. Lão nhân gia bây giờ thân thể hoàn toàn có thể nói so với thanh niên nhân hoàn hảo, vì vậy chỉ là uống rượu mà thôi, cũng không phải uống độc dược, căn bản không dùng sợ. Không cần lo lắng, tốt, tốt lắm, Trần bác sĩ, ra ra, Tuần lão ta ngay tức khắc đi cho Trác thúc thúc gọi điện thoại. Hứa Tế vừa nghe Trần Phi lời này chưa còn có cái gì thật lo lắng cho, ngay tức khắc đi đứng ma lưu đi gọi điện thoại đi. Rất hiển nhiên hôm nay ở trong lòng hắn, Trần Phi nói xài hết toàn bộ chính là thánh chỉ, xác định vững chắc không sai. Vân vân chờ đã, bằng không nhượng Trác bí thư đem Hoàng thị trưởng cũng gọi là lên đi. Hai người bọn họ vị một vị là vốn là số một lãnh đạo, một vị là vốn là số hai lãnh đạo, hẳn là để cho bọn họ lưỡng đều tự mình đến tiếp đãi lão nhân gia, chớ rối loạn quy củ. Ngay Hứa Tế chuẩn bị đi ra ngoài gọi điện thoại lúc, Trần Phi bỗng nhiên mở miệng nói. Hoàng thị trưởng, Hứa Tế nghe vậy sửng sốt, hắn là từ kinh thành tới, tự nhiên không biết cái này nghèo núi vùng đất hoang Bắc Sơn thị trưởng là ai, thậm chí trước đó cũng không có hứng thú biết. Ừ. Hoàng thị trưởng, chính là vốn là thị trưởng Hoàng Đào. Hắn và ta quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên muốn dẫn tiến cho lão nhân gia nhận thức. Trần Phi nghe vậy cười nói. Hắn lời này ngược lại cũng thẳng thắn đến cực điểm, không quanh có cái này che che giấu giấu cái gì, nói thật. Nếu Trần bác sĩ ngươi đều nói như vậy, ta đây lão đầu tử này cũng không thể phật hảo ý của ngươi. Tiểu Tam Nhi,
Nhượng Tiểu Trác đem vị kia hoàng thị trưởng cũng cùng nhau kêu lên đi, nhiều người náo nhiệt. Lão nhân gia nghe vậy nhất thời cười nói. Rất hiển nhiên, có thể sống đến hắn lớn như vậy năm tháng cũng coi như người lão thành tinh, tự nhiên nghe được ra Trần Phi cái này trong giọng nói trắng ra ý tứ. Lúc đầu hắn lần này tới Bắc Sơn, cũng không muốn kinh động quan viên địa phương, có thể nếu Trần Phi có ý tứ này, hắn đương nhiên cũng không có vấn đề, tùy tiện thế nào đều có thể. Dù thế nào hắn hiện tại cũng tinh thần tốt, cãi nhau, nhiều người cũng náo nhiệt. Nghĩ như vậy, lão nhân đơn giản chỉ vỗ đầu một cái nói như vậy, Tiểu Trần, muốn mặc kệ đem La Viễn Chí cũng gọi là đến. Tiểu tử kia trước kia là thân tín của ta binh, lại nói tiếp cũng có nhiều như vậy năm không gặp, nếu để cho tiểu tử kia biết ta đã tới bên này không thông chi hắn, khẳng định được oán giận ta. Cứ gọi hắn cùng đi được. La Viễn Chí, Trần Phi nghe vậy sửng sốt, đây là... Hiển nhiên hắn cũng không biết La thủ trưởng tên thật. Chính là các người phi báo La Viễn Chí, Tiểu La. Lão nhân gia giải thích nói. Ngạch, Tiểu La, lão nhân gia ngươi nói là La thủ trưởng đi. Hắn là ngài thân tín binh. Trần Phi nghe vậy lúc này mới có chút xấu hổ phản ứng kịp. Được rồi, người cũng đừng cái gì lão nhân gia kêu, nghe trách không thoải mái. Thẳng thắn lão nhân ta bầy lớn hơn một chút, người về sau hoặc là gọi ta lão gia tử. Hoặc là cứ gọi ta Hứa gia gia, thế nào? Hứa lão gia tử chấp miệng nói. Lão nhân gia nghe, tuy rằng hiện tôn kính, nhưng luôn cảm giác có chút xa lạ, vì vậy, còn là lão gia tử êm tai một ít. Đương nhiên nếu Trần Phi nguyện ý gọi hắn Hứa gia gia, vậy dĩ nhiên càng cảm tình tốt. Thân thiết hơn cắt. Đã như vậy, ta đây tựu cung kính không bằng tòng mệnh. Hứa gia gia, Trần Phi nghe vậy mở miệng cười nói. Có thể xưng hô đối phương như vậy nhất tôn lão anh hùng Vi Gia Gia, cũng coi như là vinh hạnh của hắn. Lão thủ trưởng, ta đi cho Tiểu La gọi điện thoại. Thấy tình cảnh này tuần lão không khỏi hơi cười cười, đi cho La thủ trưởng gọi điện thoại. Rất hiển nhiên, hắn đã hiểu lão thủ trưởng ý tứ. Tục ngữ nói thật tốt, quan huyện không bằng hiện quản, nếu Trần Phi có ý định dẫn, coi trọng hoàng đào cái này Bắc Sơn thị trưởng, vậy dứt khoát thuận nước dong thuyền làm được đấy. Đem cái này lĩnh nam ba tiết kiệm địa đầu xà La Viễn Chí gọi tới. Tiểu tử này hôm nay mặc dù ẩn cư phía sau màn, nhưng tốt xấu đã từng cũng là lĩnh nam tư lệnh quân khu, căn bản cũng còn ở, vì vậy hỗ trợ chiếu cố chính là một cái địa cấp thị trưởng, hoàn toàn dư giả. Đến mức vì sao phải nói là thuận nước dong thuyền đi. Kỳ thực cũng rất đơn giản, Trần Phi thế nhưng bị La Viễn Chí tự mình mời chào tiến nhập phi báo. Chớ nói chi là kỳ võ học thiên phú còn yêu nghiệt như thế, hơn 20 tuổi thiên thiên, không nhìn mặt tăng cũng xem mặt Phật đi. Như vậy mạnh nhận được tin tức La Viễn Chí La thủ trưởng tự nhiên kích động không thôi, không chút do dự ngay tức khắc để tay xuống trên sở hữu chuyện này, hướng về Bắc Sơn ra roi thúc ngựa mà đến. Nhượng Hoàng Đào cũng cùng đi, mà bên kia nhận được Hứa Tế điện thoại Trác Quần, cũng rất hiển nhiên ngẩn người, vô ý thức có chút nghi ngờ nói. Phải biết rằng lấy hắn Hoàng Đào chức cấp, thân phận, cũng không tư cách tự mình đến gặp lão gia tử. Không chỉ có như vậy, mặc dù là hắn Trác Quần, nếu không là bởi vì bọn hắn hai nhà có quan hệ thân thích nói, lấy hắn hôm nay thân phận, chính là một cái địa cấp thị uy bí thư, cũng đều vẫn còn có chút không đủ tư cách, nhưng bây giờ. Là trần ý của tiên sinh, lúc đầu gia gia ta chỉ nói những Trác thúc thúc ngươi một người tới, hỗ trợ chuẩn bị một chút tiệc tối chuyện tình. Bất quá Trần tiên sinh chợt chen vào một câu, nói muốn dẫn tiến vị kia hoàng thị trưởng cho gia gia nhận thức một chút. Hứa Tế giải thích, nguyên lai là như vậy xem ra, vị kia Trần tiên sinh thật đúng là một vị trọng tình nghĩa người. Lão hoàng thực sự là vận khí tốt ha. Trác Quần Trác bí thư nghe vậy không khỏi cảm thán nói, chợt cúp điện thoại. Bắc Sơn thị chánh phủ thành phố Đại Lâu, Hoàng Đào đang chuẩn bị tan tầm về nhà, chợt nhận được đến từ Trác Quần Trác bí thư điện thoại. Trác bí thư, Hoàng Đào thấy thế hơi giật mình, cho rằng đối phương tìm hắn có chuyện trọng yếu gì, chợt không chút do dự chuyển được điện thoại nói Trác bí thư có cái gì phân phó sao. Ta hiện tại mới từ thị chính Đại Lâu đi ra, cần ta đi qua tìm ngươi. Hiển nhiên hắn thấy, lấy thân phận của đối phương tự mình gọi điện thoại cho hắn, rất rõ ràng tuyệt đối là có cái gì chuyện trọng đại phát sinh, cũng khó tránh khỏi hắn trịnh trọng như vậy. Phân phó thật không có. Bất quá người bây giờ được ngay tức khắc tới tìm ta. Hứa lão gia tử đến Bắc Sơn, đêm nay chúng ta cùng nhau an bài chỗ an tĩnh một chút, thỉnh lão nhân ra hắn ăn bữa cơm.
Trong điện thoại truyền đến Trác Quần Trác bí thư thoáng kích động thanh âm, khiến Hoàng Đào hơi sửng sờ. Hứa lão gia tử, vị ấy Hứa lão gia tử. Hoàng Đào nghe vậy sửng sốt, rất hiển nhiên không phản ứng kịp. Ngươi cứ nói đi, từ kinh thành tới, năm đó được khen là bất bại hùng sư vị kia. Trác bí thư dùng một loại túc nhiên khởi kính giọng nói. T, cái gì, cư, lại là vị thủ trưởng kia. Lão nhân gia ông ta làm sao sẽ đến Bắc Sơn, còn có buổi tối, chúng ta muốn cùng nhau ăn cơm. Dù là lấy Hoàng Đào tân nhậm Bắc Sơn thị trưởng thân phận, đường đường chánh thính cấp, nghe được đối phương lời này cũng không nhịn được bỗng nhiên cũng hít một hơi khí lạnh, thần sắc trong nháy mắt không gì sánh được chấn động, nói đều có chút không lanh lẹ. Muốn, phải biết rằng đây chính là Hứa lão gia tử, Hứa lão thủ trưởng A. Hôm nay toàn bộ Hoa Hạ còn sống đại thụ che trời Nguyên lão một trong, đã từng bất bại hùng sư, đối phương cư nhiên đến Bắc Sơn, còn muốn ở đêm nay nhượng hắn Hoàng Đào an bài ăn. Đây quả thực thật giống như đang nằm mơ, làm hắn quả thực khó có thể tin. Được rồi, chớ cho mình trên mặt rát vàng. Lão nhân gia ngã bệnh, đến Bắc Sơn tìm Trần Tiên Sinh xem bệnh, nếu không vừa rồi Trần Tiên Sinh thuận miệng nói ra một câu tên của ngươi, đêm nay ngươi cũng không cơ hội này, hiểu chưa? Trác Quần Trác bí thư nghe vậy nhắc nhở. Đó là, không nghĩ tới Trần Tiên Sinh thậm chí ngay cả Hứa lão thủ trưởng đều biết, thật không hổ là đô thị kỳ nhân. Danh thủ quốc gia thần IA. Bất quá Trác bí thư, lão thủ trưởng đến Bắc Sơn đây chính là đại sự, theo lý thuyết chúng ta hẳn là hướng tỉnh bên trong lãnh đạo hồi báo một chút đi. Hoàng Đào đầu tiên là trong lòng không gì sánh được cảm kích Trần Phi, sau liền nghĩ tới tỉnh bên trong lãnh đạo, tỉ như, sau lưng của hắn chỗ dựa vững chắc Triệu tỉnh trưởng. Cái này, Trác Quần Trác bí thư trần chờ một chút, tối cuối cùng vẫn lắc đầu nói lão nhân gia không muốn hưng sư động chúng. Vì vậy chúng ta cũng đừng làm loạn. Vạn nhất chọc cho lão nhân gia ông ta mất hứng, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Làm cùng Hứa gia kết minh thân minh, Trác gia đời thứ hai kiệt xuất nhất người, Trác Quần tự nhiên hiểu rõ cùng lão nhân gia có quan hệ lãnh đạo đều ở đây mặt khác ta mấy cái tỉnh. Hôm nay tỉnh Giang Nam tỉnh lãnh đạo cùng lão nhân gia quan hệ cũng không lớn, cũng có thể bởi vậy, lão nhân gia mới không muốn hưng sư động chúng, lười quá mức phiền phức đi. Ta hiểu được. Ta cũng chỉ gọi điện thoại thông báo một tiếng. Hoàng Đào nghe vậy do dự nửa ngày, còn là thận trọng nói. Ừ, Trác Quần Trác bí thư nghe vậy đương nhiên biết đối phương có ý tứ, xem ở Trần Phi mặt mũi cũng không vạch trần, một chút ừ một tiếng, tự cúp điện thoại. Hô, thật không nghĩ tới chúng ta Bắc Sơn loại này nghèo núi vùng đất hoang, cư nhiên có thể nghênh đón Hứa lão gia tử thứ đại nhân vật này, phải biết rằng, hắn thế nhưng thời đại kia anh hùng. Bất quá, cũng ít nhiều Trần Tiên Sinh. Nếu không phải là bởi vì hắn, ta cũng không phúc phần kia có thể cùng Hứa lão thủ trưởng cùng nhau ăn cơm. Mặc dù là sau khi cúp điện thoại, Hoàng Đào cũng còn là rất khó lấy khống chế nội tâm kích động, đương nhiên càng nhiều hơn cũng hay là đối với ở Trần Phi cảm kích cùng cảm tạ. Nếu không phải là có Trần Phi thuận miệng câu nói kia, lấy hắn Hoàng Đào hôm nay thân phận, cũng không đủ tư cách có thể cùng đường đường Hứa lão thủ trưởng ăn một bữa cơm. Hơn nữa lão nhân ra xuống đất phương tới. Người nào quan viên không muốn cùng gặp mặt hắn đàm vài câu. Mặc dù lão nhân gia không muốn hưng sư động chúng, không cho người đến, nhưng cái này gọi điện thoại thông báo cơ hội vẫn có a. Nghĩ đến đây, hắn liền cầm ra điện thoại của mình cho Triệu tỉnh trưởng gọi đi. Rất hiển nhiên đường đường Hứa lão thủ trưởng đích thân tới địa phương, đích thân tới Bắc Sơn Thị, mặc dù không phải là lão nhân gia cái này nhất phái hệ tỉnh Giang Nam lãnh đạo, cũng không bất luận kẻ nào dám phất lờ. Câu đều tinh thần khẩn trương cao độ. Lúc đầu ở nhận được Hoàng Đào điện thoại sau, Triệu Chính Thành Triệu tỉnh trưởng là muốn ngay tức khắc tự mình tới rồi Bắc Sơn tác bồi, nhưng bởi vì lão nhân ra lần nói, không muốn hưng sư động chúng, cũng chỉ tốt bỏ đi trong lòng mình ý niệm này, nhưng vẫn là nghiêm khắc dặn dò Hoàng Đào bên này nhất định phải chiêu đãi tốt Hứa lão thủ trưởng, nhất là ở an ninh phương diện, càng phải nhất định phải làm đúng chỗ. Hoàng Đào nghe vậy, ngay tức khắc vỗ bộ ngực bảo chứng. Thậm chí đều thiếu chút nữa lập được quân lệnh trạng bảo đảm đêm nay định vạn vô nhất thất. Sau đó ôm một luồng thấp thỏm bất an, cộng thêm không gì sánh được tâm tình kích động, đi hướng đêm nay chỗ ăn cơm. Thanh Trúc Thuốc Thiện Phường. Cũng chính là Triệu Nhạc, Trương Long mở nhà kia thuốc thiện tiệm. Hoàng thúc ngươi đã đến rồi. Vừa vặn, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Hứa Gia Gia. Hứa Gia Gia, đây chính là ta các Bắc Sơn thị số 2 quan phụ mẫu. Hoàng Đào Hoàng thị trưởng.
Gặp Hoàng Đào đẩy cửa ra cẩn cẩn rực rực đi tới, Trần Phi nhất thời cười giới thiệu nói. Hứa lão thủ trưởng, người khỏe. Rất hân hạnh được biết ngươi, ta là Hoàng Đào. Hoàng Đào nghe vậy nhìn không được cả người đều kích động, vội vã vươn hai cái tay hướng về phía trước thân đi, tất cung tất kính. Hứa lão gia tử vươn tay cùng Hoàng Đào cầm, sau đó hơi hơi hí mắt khẽ cười nói không ngại ta gọi là ngươi một câu tiểu Hoàng đi. Không ngại, không ngại, đương nhiên không ngại. Hoàng Đào nhất thời mở miệng nói. Hắn đương nhiên biết đối phương lão nhân gia niên kỳ kỳ, chỉ ít so với hắn năm thứ tư đại học 50 tuổi, làm ra ra hắn đều vậy là đủ rồi, chớ nói chi là gọi hắn một câu tiểu Hoàng, khẳng định không tính là khinh thường. Ta tin tưởng có thể để cho Trần tiên sinh coi trọng mắt người, đều là tốt. Làm rất tốt, đa số dân chúng làm tốt chuyện, làm chuyện thật, về sau có cơ hội có thể đã qua kinh thành nhìn. Lão nhân ra cười vỗ vỗ Hoàng Đào vai, nói. Vâng, nhất định sẽ không để cho tổ chức cùng lãnh đạo thất vọng. Hoàng Đào nghe vậy kích động vạn phần, lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, cửa phòng có bị người từ bên ngoài đẩy ra, chỉ thấy một vị ăn mặc quân trang dáng người thẳng tắp lão giả chậm rãi đi tới. Hấp dẫn mọi người ánh mắt. Người này không là người khác, chính là La Viễn Chí, La Thủ trưởng. Thủ trưởng tốt. La Viễn Chí La Thủ trưởng ngày hôm nay hiển nhiên rất kích động, cũng thật cao hứng. Bởi vì Trần Phi lại phát hiện tại ngón tay của hắn ở run nhẹ nhẹ, đây là hắn nhận thức đối phương tới nay. Lần đầu tiên, hắn trên người mặc nhất kiện mặc lục sắc đặc thù quân trang, ngực đeo tính mai thời đại cửu viễn dỉ xét loang lổ huân chương, làm người ta không kiềm hãm được chú mục, sau đó thất thần, phảng phất trong lúc mơ hồ gặp được cái kia chiến hỏa liên thiên hỗn loạn thời đại, có vô số tiên liệt, anh hào, để thời đại mới giải phóng, nhân dân phục sinh mà chiến. Mà giữa lúc tất cả mọi người lặng lẽ thất thần lúc, La Viễn Chí đã chậm rãi đi tới Hứa lão gia tử trước mặt, bỗng nhiên đứng thẳng lưng vung tay lên, cúi chào nói thủ trưởng tốt. Người tiểu tử thúi này, tới thì tới, làm cái gì những? Này này, Hứa lão gia tử phản xạ có điều kiện thần sắc một lệ, nhưng theo hơi giật mình, sau đó khóe miệng tức cười khoát tay áo, một bên trong mắt lộ ra trong nhớ lại đã từng vẻ phức tạp, một bên lắc đầu cười nói. Lão thủ trưởng, chúng ta đây đều là gần 10 nhiều năm không gặp. Thân thể của ngươi, không có sao chứ. La Viễn Chí không coi ai ra gì chạy đến Hứa lão gia tử bên cạnh, thật giống như đã từng đảm nhiệm đối phương thân tín binh, thủ vệ đối phương đoạn 5 tháng. Đúng vậy, thật nhanh, đều hơn 10 năm. Đương sơ các ngươi này tiểu tân binh đản tử, cho tới bây giờ tựa hồ cũng không còn lại bao nhiêu. Hứa lão gia tử một bên cảm thán nỉ non. Một bên đột nhiên nở nụ cười nói, lúc đầu đều nhanh không chịu nổi. Bất quá, ít nhiều tiểu Trần nhiệt tâm bang trợ ta, nhượng ta bộ xương già này lại lần nữa lại sống lại. Hắn là ân nhân cứu mạng của ta a. La Viễn Chí vừa rồi tiến nhập yến thính thời gian kỳ thực cũng đã chú ý tới Trần Phi, nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ người thứ nhất đi tới chào hỏi, nhưng hôm nay rất hiển nhiên lão nhân gia mới là hắn lúc này toàn bộ lực chú ý, cho nên khi hắn bây giờ nghe Hứa lão gia tử lão thủ trưởng ngôn ngữ sau, đầu tiên là ngẩn ra. Trần Phi, đa tạ ngươi. Sau đó chỉ thấy hắn hướng về Trần Phi hơi cúi người chào nói. Hắn thấy, Trần Phi là lão nhân gia ân nhân cứu mạng, tự nhiên coi như là có ân cho hắn La Viễn Chí, ai bảo hắn là lão thủ trưởng thân tín binh ni. Đừng, La thủ trưởng như ngươi vậy ngươi nhưng là phải tổn thọ. Hứa gia gia là quốc gia chúng ta anh hùng, ta bụng làm dạ chịu. Trần Phi thấy thế nhất thời đỡ lấy đối phương, nghiêm túc nói. Hiển nhiên trong lòng của hắn là thật muốn như vậy, cho rằng lão nhân gia chính là anh hùng dân tộc, quốc gia anh hùng, cho nên khi đối phương cần bản thân xuất lực thời gian, hắn bụng làm dạ chịu, tự nhiên cũng không cần thiết cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Được rồi, hai người các ngươi đừng khiến cho rông dài như vậy, đều ngồi đi. Gì, được rồi, tiểu la ngươi dạ dày trên lông trị hết bệnh không? Bây giờ còn có thể không thể uống rượu. Hứa lão gia tử ngựa chiến suốt đời, tự nhiên gặp không quen loại này lề mề, người cảm ơn ta nhún nhường chàng diện. Thẳng thắn vung tay lên nói. Bất quá hắn những lời này nói xong lại theo tự nghĩ tới, hắn cái này bộ hạ cũ La Viễn Chí tựa hồ những năm gần đây dạ dày vẫn có chuyện, không thể uống rượu. Lão thủ trưởng yên tâm đi, chuyện nhỏ, ngài và Tuân tiên sinh cũng đích thân tới, ta nếu là không cùng các ngươi uống cái thống khoái. Như vậy sao được? La Viễn Chí nói liền hướng Tuân Lôn Tuân bác sĩ tôn kính cười nói. Bọn họ đều là quen biết đã lâu. Người bệnh này,
Thế mà Tuân Luân Tuân lão tiên sinh nghe vậy lại nhíu mày. Hắn lòng biết rõ La Viễn Chí vị này bệnh có chút phiền phức, là bởi vì niên kỷ chân thực quá, thân thể công năng suy yếu, lại tăng thêm năm đó hỗn loạn thời kỳ chiến tranh để lại bệnh cũ, vì vậy rất khó trị, liên hắn đều không có gì nắm chặt. Dù sao lại nói tiếp La Viễn Chí niên kỷ tuy rằng so với Hứa lão gia tử cùng với hắn đều phải thiểu, nhưng hôm nay, tối thiểu cũng có thể có hơn 90 tuổi, sắp tới 100, như vậy nếu không phải là bởi vì bản thân hắn chính mình đỉnh binh vương thực lực, chỉ sợ cũng muốn không chịu nổi, không sống tới hiện tại. Cái gì uống cái thống khoái không uống cái thống khoái, chúng ta bây giờ cũng không phải năm đó, tiểu tử ngươi thân thể quan trọng hơn, gì, được rồi. Lão gia tử nghe vậy vô ý thức cau mày nói, nhưng theo thật giống như nghĩ tới cái gì, mâu quang không tự chủ được hướng về Trần Phi bên kia nhìn lại. Hứa gia gia, yên tâm đi, các ngươi nếu muốn uống sẽ theo liền uống. La thủ trưởng bệnh bao tử chỉ là vấn đề nhỏ. Sau ta mở cho hắn vài uống thuốc bình thường uống được rồi, không có gì đáng ngại. Gặp Hứa lão gia tử đem mâu quang nhìn về phía mình, Trần Phi tự nhiên minh bạch đối phương muốn nghe được cái gì, chợt mở miệng cười nói. Thực sự, La thủ trưởng nghe vậy thất kinh, phải biết rằng hắn cái này bệnh cũ có thể dây dưa hắn hồi lâu mấy thập niên, mà hắn lại là cái tử quỷ. Mặc dù không vì uống không uống rượu cái gì, có thể trị hết đương nhiên là tốt nhất. Trần tiên sinh nói là thật. Vậy khẳng định là thực sự. Tiểu La, xem ra người cái này bệnh cũ có thể giải quyết, chúc mừng. Tối làm người ta kinh ngạc là Tuần lão nghe vậy lập tức vừa cười vừa nói, không chút nào hoài nghi. Phải biết rằng hắn thế nhưng hoa hạ tiếng tăm lừng lẫy y thánh đường đường chủ, quốc nội trung y giới không thể nghi ngờ ngôi sao sáng tồn tại, nhưng bây giờ, liên hắn đều thúc thủ vô sách La Viễn Chí bệnh, nhưng ở Trần Phi trong miệng hãy cùng phổ thông bệnh bao tử tựa như, tùy tiện là có thể chỉ tốt. Hơn nữa hắn còn không có bất luận cái gì hoài nghi, bất kỳ phản bác nào, cái này ý vị như thế nào. Ý nghĩa ở trong mắt hắn, Trần Phi y thuật nghiễm nhiên đã tuyệt đối vượt qua xa hắn Tuân Lôn. Cái gọi là người thành đạt phi sư, vì vậy, hắn Tuân Lôn đã vui lòng phục tùng. Mà mọi người tại đây hiển nhiên đều là người thông minh, minh bạch đạo lý này, chợt không hẹn mà cùng nhìn phía Trần Phi mâu quang hơn một tia cảm thán cùng với kính nể. Thử nghĩ liên đường đường hoa hạ y thánh đường đường chủ Tuần lão đều y thuật mặc cảm đối phương, cái này ý vị như thế nào, rất hiển nhiên đã không cần lại dùng cái gì lời thừa đến làm đẹp. Lão nhân gia tôn tử Hứa Tế len lén liếc Trần Phi, trong ánh mắt như có như không hiện lên vẻ sùng bái. Ngạch, Nga, ta, đa tạ Tuân tiên sinh, Trần Phi, ta tật xấu này, thật có thể, không đúng phi phi phi. Ta đây bệnh cũ tự nhờ ngươi. La Viễn Chí La thủ trưởng nghe vậy sửng sốt nửa ngày, lúc này mới vẻ mặt kích động nhìn Trần Phi nói. Yên tâm đi, La thủ trưởng, người bệnh này không nhiều lắm vấn đề. Trần Phi nghe vậy vội vã lớn tiếng nói. Tốt lắm, xem ra đêm nay chúng ta được không say không về. Lão Tuân, đêm nay người thế nào cũng phải uống hai bôi đi. Cũng cho ta nói cái gì giới. Lão nhân ra cười ha hả nói. Hắn đã cực kỳ lâu không có thể như vậy sảng khoái uống một lần, hơn nữa còn là năm đó này người quen, năm đó cùng hắn ở chiến hỏa mấy ngày liền bên trong pháo đài, đem đầu thuyền ở lưng quần mang theo cũng là không có vấn đề chút nào, đang uống rượu những người đó. Hắn há có thể không kích động như thế, không cao hứng như thế. Không giới, không giới, uống đi. Nghe nói như thế Tuần lão mặc dù cười khổ lắc đầu, cũng vẫn là không có cự tuyệt. Bất quá lão thủ trưởng thân thể của ngươi. La thủ trưởng đến bây giờ đột nhiên nhớ tới chuyện này, nhịn không được hỏi. Thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, đã bị Hứa lão gia tử vẻ mặt không nhịn được cắt đứt, nói ta nói tiểu tử ngươi có đúng hay không lão hồ đồ. Tiểu Trần liên mạng của ta đều cho cứu về rồi, chính là uống chút rượu cái gì, không phải là một bữa ăn sáng. Ngạch, vậy cũng được, là ta lão hồ đồ, lão hồ đồ. Ha ha ha, La thủ trưởng nghe vậy rất khó được lúng túng cười cười. Chợt cười ha hả, bắt đầu chân chính tiệc tối. Đêm nay nơi đây, tuy nói cũng không có nhiều người, cũng cứ như vậy 7-8 cái, có thể đây tuyệt đối xưng là cả hoa hạ thậm chí toàn cầu đều rất đỉnh cấp phối trí. Lão nhân gia, Tuần lão, La thủ trưởng, vô luận là vị nào, đứng ra đi đều là có thể để cho động đất ba chấn chính là nhân vật, nhất là lão nhân gia Hứa lão gia tử, càng hôm nay quốc nội còn sống đại thụ che trời nguyên lão một trong. Mà nhân vật như vậy, phỏng chừng toàn bộ hoa hạ đều đã lại không tìm ra được 4-5 cái đến. Cái này ý vị như thế nào, không cần nhiều lời.
Như vậy xem ra Bắc Sơn thị thị uy bí thư Trác Quần, thị trưởng Hoàng Đào, thậm chí Hứa Tế, như vậy bối cảnh dung hợp y viện quyền uy chuyên gia, đều đối lập dưới, có vẻ chẳng phải thu hút. Ngoại trừ chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Dứt bỏ tuổi của hắn không nói chuyện, hắn tuyệt đối cũng coi là đêm nay cùng ba vị, thậm chí cùng Hứa lão gia tử tại đây trên bàn rượu chạy song song với chính là nhân vật. Bởi vì hắn tâm tình tốt, vì vậy thả mở. Mà hay bởi vì mọi người đã hoàn toàn đã không có không uống rượu kiêng kỵ, vì vậy đêm nay tuyệt đối là phá lệ sảng khoái cùng, vui vẻ, thậm chí ngay cả Trần Phi đều có chút vi huân, chớ nói chi là những người khác. Như vậy, đêm nay bữa cơm này chỉ ít ăn được 10 giờ mới kết thúc. Tiểu Trần, theo ta đi đi một chút, đợi được yến hội sau khi chấm dứt, lão nhân gia bỗng nhiên nói. Đi một chút. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, sau đó cười gật đầu một cái nói tốt. Dứt lời, hai người cười trước mọi người một bước ly khai Hoa Mẫu Đơn đại tửu điếm. Tuân tiên sinh, có muốn hay không phái những người này âm thầm bảo hộ lão thủ trưởng một chút? Thấy tình cảnh này, La Viễn Chí nhịn không được hỏi. Phải biết rằng lão thủ trưởng Hứa lão gia tử thân phận có thể không bình thường. Được rồi, đừng khẩn trương như vậy. Trần bác sĩ thế nhưng ngươi tự mình mời được bên trong tổ chức, lẽ nào ngươi còn không biết thực lực của hắn? Tuần lão cười phất phất tay. Sau đó hơi tăng tốc nói bất quá để lý do an toàn, ta âm thầm theo đi. Các ngươi có thể đi về trước. Tuần lão nói, đột nhiên thân ảnh lóe lên tiêu thất ở trước mặt mọi người. Khiến Hoàng Đào nhìn không được thoáng cái xem ngây người. Hắn, cái này, cái kia, thế nào tiêu thất? Vi huân Hoàng Đào nhìn không được cả người một cái giật mình nói. Tuần lão là lão gia tử thân vệ, ngươi nên biết cổ vũ giả đi. Lão nhân gia ông ta thế nhưng một vị rất lợi hại cổ vũ giả, vì vậy cái này chẳng có gì lạ. Ở bên cạnh hắn, đồng dạng vi huân Trác Quần đánh rượu bão cách nói. Nguyên lai là như vậy, Hoàng Đào lúc này mới bừng tỉnh, khẽ lắc đầu lại gật đầu. Cùng lúc đó, lão nhân gia còn có Trần Phi đã đi ra một chút khoảng cách. Bọn họ bước chậm ở Hải Giang khu theo danh sinh thái công viên rậm rạp rừng rậm dưới, cảm thụ được hơi ướt át gió đêm. Lão nhân gia đột nhiên hỏi Tiểu Trần A, ngươi về sau có tính toán gì không? Có nghĩ tới hay không đi kinh thành đi dạo? Dự định, đi kinh thành. Trần Phi nghe vậy thoáng cái ngây ngẩn cả người, sau đó cười lắc đầu nói Hứa gia gia không nói gạt ngươi, ta không quá nguyện ý đi kinh thành, bởi vì ta tính tình này còn quá trẻ tuổi, không thích hợp. Tính tình quá trẻ tuổi. Hứa lão gia tử nghe được Trần Phi lời này rất hiển nhiên ngẩn người, sau đó cũng không ngoài ý muốn hoạt kê lắc đầu. Cười nói ta chỉ biết ngươi sẽ cự tuyệt ta. Bất quá quên đi, kinh thành chỗ kia quả thực quá phiền toái, có thể không cuốn vào cái loại này vòng xoáy cũng tốt. Chỉ là Tiểu La bên kia tự nhờ ngươi nhiều để ý, La Tôn tiểu tử kia thật phiền toái, khó đối phó. Hứa ra ra ngươi cũng biết La Tôn. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, không nghĩ tới đối phương cư nhiên biết La Tôn. Lời thừa. Lão nhân gia nghe vậy đảo cặp mắt trắng dã nói đương sơ tiểu tử kia tà giáo chính là bị ta dẫn người cho tiêu diệt. Chỉ là không nghĩ tới về sau lại cho tàn lại cháy, khi đó Tiểu La mới dẫn người gây dựng phi báo. Vậy làm sao hiện ở phía trên không trực tiếp phái người đem hổ báo đường tiêu diệt? Trần Phi nghe vậy nhìn không được tò mò hỏi. Không dễ dàng như vậy, trước mặc dù có từng kế hoạch quá, nhưng sau lại đều bởi vì phiêu lưu không cách nào dự đánh giá, bản dự thảo đều cắt thiển liễu. Dù sao hiện ở quốc nội không chỉ có riêng chỉ có một hổ báo đường. Nghe vậy lão nhân gia đầu tiên là lắc đầu nói, sau đó khàn khàn đôi mắt hiện ra lau một cái tinh mang. Ta hiểu được. Trần Phi nghe vậy gật một cái, chậm rãi nói Hứa gia gia ngươi yên tâm đi. La Tôn, hiện tại ta tuy rằng còn không phải là đối thủ của hắn, bất quá hổ báo đường những người khác lại không nhất định đều có thể đủ còn hơn ta. Hơn nữa bọn họ trước còn tìm quá sát thủ, muốn giết ta. Hôm nay vừa vặn có thể hảo hảo bồi bọn họ vui đùa một chút, nhìn đến tột cùng là ai dễ khi dễ. Không sai, thanh niên nhân nên có ngươi loại này kính nhi. Ngươi đã bây giờ còn không muốn đi kinh thành, trước hết tại đây Giang Nam vì quốc gia, vì nhân dân làm một chút cống hiến đi. Nếu là có bảy thành trở lên nắm chặt, nhớ kỹ liên hệ ta, lão nhân ta tuy rằng người đã già, nhưng là muốn trước khi chết lại làm cho một phiếu lớn, uy phong uy phong. Lão nhân ra chuyện đột nhiên sắc bén nói. Phải biết rằng hắn thế nhưng đẫm máu bách chiến, từ núi Thây huyết hải, mưa bom bão đạn trong sông tới được lão tướng quân. Cái gì lòng dạ, ổn trọng, đều là mặt sau chậm rãi nuôi đi ra ngoài, mà bây giờ, mới là hắn chân thật nhất,
tối tính tình thật một mặt. Lão nhân gia ông ta tuy rằng người đã già, nhưng là muốn trước khi chết lại làm cho một phiếu lớn, uy phong uy phong. Nghe thế, cảm thụ được không hiểu tuôn ra khổng lồ sát khí, lượn quanh là Trần Phi cũng không nhịn được mâu quang hiện ra lau một cái kinh sắc, sau đó không khỏi thân thể đĩnh trực nói tuân lệnh. Trên thực tế, đương sơ đối phương tìm sát thủ ám sát chuyện của hắn mà, hắn cái này hết hy vọng mắt cá tính thế nhưng vẫn luôn chưa, chỉ là bởi vì kiêng kỵ, đối phương chính mình không chỉ một vị tiên thiên cấp bậc cường giả, dĩ nhiên, đáng sợ nhất, tối làm người ta kiêng kỵ còn là phát rồ la tôn. Liên đường đường hứa lão gia tử đều đã từng khó đối phó tên, tự nhiên không là cái gì nhân vật đơn giản. Vì vậy hắn mới lao thẳng đến chuyện này lưu ở trong lòng, không quá phận biểu lộ. Mà bây giờ, hắn lại từ lão nhân gia trong miệng nghe được lời như vậy, chiếm được như vậy hứa hẹn, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa nếu hắn thật có vượt lên trước bảy thành nắm chặt, phỏng chừng là có thể từ lão nhân gia trong tay mượn đến người. Đến lúc đó, cái gì hổ báo đường, mèo cẩu đường, chỉ sợ cũng phải gặp thụ ngập đầu tai ương. Quốc gia cần ổn định, quốc thái dân an, lúc này mới có thể đủ vặn thành một dây thừng, hóa thành một khối thiết bản. Mà này tư để hạ con chuột nếu an phận, cũng thì thôi, có thể hết lần này tới lần khác bọn họ lại không an phận, tịnh làm một ít không an phận chuyện tình. Lão nhân gia lắc đầu không nói. Tuy nói hôm nay Hoa Hạ là đại quốc, sừng sững ở toàn cầu hàng đầu, có thể rất hiển nhiên đại quốc cũng có đại quốc phiền não, các loại chuyện hư hỏng mà một đống, hơn nữa ngầm con chuột cũng còn không ít, có thể hết lần này tới lần khác còn có thực lực. Vì vậy loại sự tình này mà cũng quả thực thật phiền toái, muốn dọn dẹp một chút đều phát hiện bó tay bó chân, dính dáng nhiều lắm. Nhưng dính dáng về dính dáng, bó tay bó chân về bó tay bó chân, mặc kệ nói như thế nào cái này hổ báo đường đúng là quốc nội u ác tính một khối, vì vậy nếu là có thể đem diệt trừ, mặc dù cần gánh chịu phiêu lưu, chịu bêu danh, hắn hứa Đông Điền cũng nhận. Dù sao nếu là có thể trước khi chết lại vì quốc gia làm một ít cống hiến, hắn nghĩa bất dung từ. Càng chết cũng không tiếc. Ngày thứ hai lão nhân gia lại đang Trần Phi cùng đi nơi vòng vo chuyển, lãnh hội một chút Bắc Sơn thì ngọn núi này thủy văn hóa thành cảnh sắc, sau cùng thỏa mãn rời đi. Ở hứa tế cùng với tuần lão thầy thuốc cùng đi quay trở về kinh thành. Đến mức Trần Phi, đương nhiên lại khôi phục được tối lúc đầu bình tĩnh sinh hoạt. Buồn chán đến mốc meo. Cự ly sư phụ nói cái kia lĩnh nam núi võ học đại hội. Ít nhất, còn có 20 mấy thiên. Không được, xem ra ta phải cho lại bản thân tìm một ít chuyện làm, nếu không tự quá nhàm chán. Một ngày này Trần Phi dùng mọi thủ đoạn nằm ở tửu điếm trên giường, nhận nhận chân chân lẩm bẩm. Hắn vốn chính là không chịu ngồi yên tính cách, mà hôm nay cũng đã từ trung tâm thành phố y viện từ chức không làm. Nếu là bình thường có việc làm hoàn hảo, một khi không có việc gì làm nói tựu thật quá nhàm chán. Gì, được rồi, A Long nhà bọn họ thuốc thiện tiệm. Ta nhớ kỹ trong truyền thừa tựa hồ có một loại tu chân giới phương pháp, có thể đem các loại kỳ chân dược liệu ngao luyện thuốc pha chế sẵn thiệt, để thăng tu vi, vừa vặn ta hôm nay tu vi cũng có chút thấp, không có biện pháp đúng hổ báo đường hạ thủ. Nếu không cứ như vậy, Trần Phi độc thoại theo, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Hắn theo liền lấy điện thoại ra cho Trương Long đẩy đi này, A Long sao? Là ta, Trần Phi, tối nay ngươi và Triệu Nhạc có rảnh rỗi không? Nếu không cùng nhau ăn một bữa cơm, ta có chút chuyện này tìm các ngươi thương lượng một chút. Đêm nay, vừa vặn ta và Tiểu Nhạc còn đang suy nghĩ, mấy ngày nay hẳn là lúc nào mời ngươi ăn cơm, cảm ơn ngươi nhi, chỉ là sợ ngươi bên kia việc, không thời gian. Đi, vậy đi Hải Giang khu tìm cái đại tử điếm ăn đi. Microphone nội truyền đến Trương Long thanh âm, có vẻ hết sức kích động. Đi cái gì đại tử điếm, nhà các ngươi thuốc thiện phường không phải là đã một lần nữa mở sao? Ngay các ngươi tại ra đi, thế mà Trần Phi lại mở miệng như thế nói. Ngay nhà của chúng ta, Trương Long nghe vậy rất hiển nhiên ngẩn người, chợt có chút do dự. Tuy nói hắn đương nhiên cũng rất nguyện ý ở nhà mình thuốc thiện phường mời ăn cơm, nhưng vấn đề là, nhà bọn họ loại này tiểu điếm tử có đúng hay không có chút trình tự thiếu, thành ý thiếu. Dù sao bọn họ có thể là chuẩn bị dùng bữa cơm này cảm tạ Trần Phi, cảm tạ hắn bang trợ nhà mình thuốc thiện phường đi ra khốn. Vì vậy nếu là như vậy tùy tiện mời, tại bọn hắn nhà thuốc thiện phường tùy tiện ăn bữa cơm, chẳng phải là có vẻ thật không có thành ý. Đúng vậy, làm cho phiền phức như vậy làm gì? Ngay nhà các ngươi thuốc thiện phường ăn đi, vừa vặn ta mang hai người đến. Có việc mà tìm các ngươi thương lượng.
Thế mà Trần Phi cũng không nghĩ như vậy, nói. Có việc mà tìm chúng ta thương lượng, chuyện gì? Trương Long lúc này mới chú ý tới Trần Phi trong miệng ngôn ngữ then chốt, nhịn không được thập phần kinh ngạc nói. Phải biết rằng hôm nay Trần Phi ở trong mắt hắn địa vị, năng lượng, thế nhưng cùng trước đây cao trung thời đại kia đại không giống nhau. Dù sao ngay cả Đường Đường thì tổ chức bộ bộ trưởng nhi tử đều bị đối phương thu vào ngục giam, liên đới còn liên lụy đến không ít nha nội, nhưng hậu quả gì cư nhiên cũng không có, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa sợ rằng liên này vô vọng tao tai nha nội đại thiếu, cộng thêm Dương Viễn Trình vị này Đường Đường Bắc Sơn thị tổ chức bộ trưởng công tử, bọn họ mọi người chung vào một chỗ Bắc Kinh cũng không có Trần Phi lợi hại bằng không cũng sẽ không lang đang bỏ tù cái loại này kết quả. Như vậy chỉ là ngẫm lại, hắn liền có một ít nhìn không được ra đầu tê dại, chấn động không ngớt, đồng thời trong lòng cũng ở hiếu kỳ. Dù sao lấy Trần Phi hôm nay thân phận, địa vị, năng lượng, có chuyện gì mà còn cần tìm hắn thương lượng. Kỳ quái. Hiện tại bảo mật, buổi tối rồi hãy nói. Được rồi, A Long ta đây cúp điện thoại trước, buổi tối gặp. Trần Phi cười bán một cái nút, sau đó cúp điện thoại. Mà ở cúp điện thoại sau, hắn vừa cười phân biệt bấm hai người khác điện thoại, cười tùy tiện hàn huyên vài câu sau, tự xác định buổi tối chuyện ăn cơm tình. Dĩ nhiên, tối trọng yếu còn là thuốc thiện phường chuyện kia. Hắn người này tuy rằng không chịu ngồi yên, nhưng tương đối lại. Một người dưới tình huống khẳng định lười làm, như vậy tùy tiện kéo lên đây hai người. Nếu là chuyện này có thể thành, nhất định sẽ thuận lợi rất nhiều. Như vậy, bóng đêm dần dần phủ xuống, Trần Phi mở ra mình chạy băng băng GL400 chậm rãi hướng về Hải Giang khu chạy tới. Bởi vì Trương Long, Triệu Nhạc nhà bọn họ thuốc thiện phường, sẽ ở đó biên. Ở Hải Giang khu tới gần thành nội ngoại địa phương, có một tòa xinh đẹp hồ nước, tên là Kính Hồ. Cũng coi là Bắc Sơn thị tiêu chí tính cảnh khu một trong, ở bên trong tỉnh ngoại đều thập phần nổi danh, hàng năm mùa thịnh vượng không ít lữ khách đều biết mộ danh mà đến, thập phần náo nhiệt. Mà Thanh Trúc thuốc thiện phường liền tọa lạc tại khu vực. Trước đó bởi vì là tổ truyền tay nghề, đã từng hoàng cung ngự phòng ăn gì đó, lại tăng thêm các loại thỏa đáng, thích hợp mánh lưới, doanh tiêu thủ đoạn, dẫn đến kỳ tại đây một mảnh ăn uống nghiệp danh khí rất lớn, mỗi ngày sinh ý đều thập phần nóng nảy. Hầu như tất cả đều là ngồi đây. Chỉ là bởi vì sau lại Dương Viễn Trình đỏ mắt làm dối, dẫn đến có một đoạn thời gian thuốc thiện phường thường thường bị tìm phiền toái, bị xét xử, làm cho coi là thừa phiền toái mọi người lười chạy tới ăn nữa. Chỉ bất quá bây giờ phiền phức đã qua, lại hơn nữa Trương Long, Triệu Nhạc nhà bọn họ thuốc này thiện phường quả thực làm tốt lắm, cũng có thuốc thiện hiệu quả, hôm nay lại dần dần sinh ý thịnh vượng lên. Không thể không nói. Cái này cũng làm nổi bật một câu ngạn ngữ, đó chính là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Dù sao lúc này mới mấy ngày, Thanh Trúc thuốc thiện phường tựu từ sắp đóng cửa, đến bây giờ sinh nhật lại dần dần lửa tới, từ từ thịnh vượng. Thật là nhiều người a. Ước buổi tối 7-8 giờ, Trần Phi xe chạy tới Thanh Trúc thuốc thiện phường, nhìn phía trước chừng 2 tầng lầu cao cổ kiến trúc hạ nhân đầu nhốn nháo tràng cảnh, cùng với không ít tân khách còn cầm tiểu phiếu ở ngoài cửa chờ tràng cảnh. Nhịn không được cảm thán. Một là nơi này quả thực chọn tốt, xưng là phong thủy bảo địa, hơn nữa lại tăng thêm Trương Long nhà bọn họ tổ truyền tay nghề quả thực thật lợi hại, hữu hiệu quả, như hổ thêm cánh, muốn không phát tài đều khó khăn a. Phi ca, người đã đến rồi. Phi ca tốt. Ngay Trần Phi sau khi đậu xe xong, từ trên xe bước xuống, nhất thời còn bên cạnh truyền đến lưỡng đạo thoáng kích động cung kính thanh. Nghiêng đầu nhìn. Chỉ thấy Hoàng Phong Phong đại thiếu cùng với Cao Chí Nam Cao Tổng Nhi Tử Cao Nguyên đang từ bên cạnh đi tới. Lấy nhà bọn họ đúng Trần Phi coi trọng trình độ, tự nhiên liên bảng số xe, tọa giá cái gì đều hoàn toàn sẽ không bỏ qua. Bất quá bọn hắn ngày hôm nay cũng quả thực rất kích động, không nghĩ tới buổi chiều Trần Phi cư nhiên sẽ cho bọn hắn đánh tới cái loại này điện thoại. Tốt như vậy chuyện này, có thể cùng Phi ca cùng nhau kết phường việc buôn bán, mặc dù không kiếm tiền. Đó cũng là thiên đại hảo sự tình, như không trung rơi bảy dập. Bọn họ có thể không kích động. Không sai, Trần Phi trước buổi chiều đánh ra hai điện thoại, chính là cho Hoàng Phong Phong đại thiếu cùng với Cao Nguyên Cao To ít đánh tới. Hai người kia một là vốn là thị trưởng con, một là vốn là thủ phủ tập đoàn đại thiếu, hoàn toàn siêu cấp địa đầu xà, năng lượng tự nhiên cũng không thể nghi ngờ thiên đại. Vì vậy hắn muốn việc buôn bán chuyện này, tìm bọn họ chuẩn không sai. Đi thôi, bằng hữu ta ở bên kia chờ chúng ta.
Trần Phi theo chú ý tới lúc này đang đứng ở thuốc thiện phường ngoài cửa lớn chờ Trương Long, Triệu Nhạc hai người, chợt vung tay lên, dẫm trận tại chỗ nói. Ừ, có thể nhưng vào lúc này, hắn chợt mày kiếm vậy khẽ cao mày, phát hiện cách đó không xa Thanh Trúc thuốc thiện phường cửa tranh cãi ầm ĩ một màn, tựa hồ có người ở nháo sự mà. Đó là một vị tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn hoàn toàn giống như là bên cạnh côn đồ tên, ăn mặc quần áo bó sát người khố, trợ thủ đắc lực cánh tay hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đủ thấy được một ít hình xăm, trong tay càng ôm một vị mặc lôi ti váy vóc người nóng bỏng, quần áo bạo lưu tiểu thái muội. Trừ lần đó ra bên cạnh tựa hồ cần theo một tiền lớn tiểu đệ. Người này không là người khác, chính là Bắc Sơn thị trên đường tiếng tăm lừng lẫy Thải Ca, Dương Thải. Tuy nói người này một ngày chơi bời lêu lổng, không tranh cãi, càng không có bản lãnh gì, nhưng không chịu nổi người này có một tốt xuất thân, đó chính là hắn biểu ca chính là hôm nay Bắc Sơn thị trên đường thế chính chợt hắc y giúp người chấp trưởng Trịnh Khuông Nghĩa. Phải biết rằng từ lần trước Trần Phi nén giận xuất thủ, đem giấu ở Bắc Sơn ngoại ô thành phố huyện này hổ báo đường thành viên giết chết sau, cần tổ chức ở Bắc Sơn thị năng lượng bị suy yếu rất nhiều. Trong nháy mắt bắt đầu rung chuyển. Cũng chính vì vậy, sức quan sát cũng còn coi là linh quang Trịnh Khuông Nghĩa, hắc y giúp, bất ngờ bắt được cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt, cường thế chém giết thượng vị. Không chỉ có một lần nữa đoạt lại Bắc Sơn thị trên đường đệ nhất long đầu vị trí, thậm chí còn đem hổ báo đường Dư Nghiệt đuổi ra khỏi Bắc Sơn. Có thể nói là nhất thời đường làm quan rộng mở. Cũng càng bởi vì như thế, cái này Dương Thải, Thải Ca tự nhiên cũng theo chiếm không ít quang, trở nên so với dĩ vãng càng làm càn, lớn lối. Lỗ mũi sắp hướng phía không trung. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, dù sao hắn biểu ca thế nhưng Trịnh Khuông Nghĩa, như vậy Bắc Sơn thị trên đường không thể nghi ngờ long đầu. Vì vậy hiện tại hắn Dương Thải vô luận đi tới chưa, ai dám không bán hắn vài phần mặt mũi. Lại không nghĩ tới hôm nay cư nhiên ăn bế môn canh, bị cái này tiểu phá tiệm cơm không thấy. Thực sự là buồn cười. Ta nói, tiểu tử ngươi có đúng hay không nhìn không thấy ta Dương Thải. Hắn ma các ngươi cái này rõ ràng thì có cái đỉnh cấp VIP gian phòng, ta lần trước đến còn ăn xong, thế nào lần này sẽ không mở ra. Vãi, nhìn không thấy lão tử, cho là ta Dương Thải không tư cách vào cái kia VIP gian phòng ăn cơm. Đầu kia tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc Dương Thải Thải Ca ngậm một cây yên, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Thải Ca, ta, không phải là, người nghe ta giải thích. Thợ cả là người nữ, thoạt nhìn ước chừng hơn 30 tuổi. Mặt hốt hoảng nói, không có biện pháp, ở trước mắt nàng, Dương Thải lớp này người vừa nhìn tự biết không phải là thứ tốt gì, còn vừa lên đến tự phải đi bọn họ Thanh Trúc thuốc thiện phường cao cấp nhất VIP gian phòng ăn, trước không nói bọn họ cũng không có đặt trước, liền nói tình huống hiện tại vâng, VIP gian phòng sớm buổi trưa đã bị bọn họ đại lão bản quy định sẵn đi. Như vậy, hắn đương nhiên không có khả năng để xuống đúng bỏ vào A. Giải thích cái rắm. Ngươi cho ta là người mù, nhìn không thấy các ngươi lầu hai cái kia VIP trong phòng là trống không? Cho lão tử mau nhanh giờ, hiện tại lão tử đói bụng rồi muốn ăn cơm. Nếu không, có các ngươi khỏe nhìn, đầu kia tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc Dương Thải Thải Ca lỗ mũi hướng phía không trung, vẻ mặt thiên lớn nhất ta lão nhị hình dạng. Không phải là, Thải Ca, ngươi nghe ta giải thích. Chúng ta lầu hai VIP gian phòng này buổi trưa đã bị lão bản chúng ta cho dự định đi, ngươi nói chúng ta những. Này làm cho làm công, nữ lãnh đạo cẩn rực rực, trong lòng thất thượng bát hạ giải thích. Đánh giám. Thế mà Dương Thải Thải Ca nghe vậy lại lớn mắng một tiếng, căn bản không tin tưởng nói ngươi có đúng hay không khi ta là nhược trí. Nào có trùng hợp như vậy, sớm bất định chậm không đính, không phải vượt qua lão tử đến lúc ăn cơm dự định. Lão tử nói cho ngươi biết, lão bản của các ngươi thì thế nào? Nếu ngươi không có tới, để hắn cho lão tử cút sang một bên. Nói, hắn lại muốn dẫn người đi vào bên trong. Chuyện gì xảy ra, nhưng vào lúc này, một đạo không kiên nhẫn thanh âm từ đàng xa truyền đến. Chỉ thấy Trương Long còn có Triệu Nhạc ăn mặc một thân chính trang đến đây. Trương Tổng, Triệu Tổng, bọn họ, ta, vừa thấy được nhà mình đại lão bản xuất hiện, người nữ kia thợ cả ngay tức khắc như là gặp được cái gì cứu tinh. Vội vã giống như cũng cây đậu vậy nói ra sở hữu chuyện này, sau đó vội vã lui sang một bên đi. Dương Thải. Nghe vậy Trương Long khẽ nhíu mày, bởi vì hắn hình như cũng đã nghe nói qua đối phương uy danh. Đường đường vốn là trên đường long đầu đại lão Trịnh Khuông Nghĩa biểu đệ, không nói khác, chỉ là hắc y giúp ba chữ này,
cũng đủ để chính mình nặng trịch phân lượng. Đáng chết, không nghĩ tới lại còn có loại này chuyện hư hỏng mà. Là ta, ngươi có thể gọi ta Thải ca. Dương Thải lỗ mũi hướng phía không trung trả lời một câu, sau đó một đôi ngạo khí con ngươi tà tà nhìn Trương Lệ, chậm rãi nói ngươi chính là nhà này Thanh Trúc Thuốc Thiện phường lão bản. Thoạt nhìn cũng không được tốt lắm nha. Chính vì vậy Diêm Vương tốt lý, để ý, tiểu lại khó chơi. Cái này Dương Thải rất hiện lại chính là loại này không biết xấu hổ mặt hàng, rõ ràng bản thân thí đại chút bản lãnh không có, suốt ngày chơi bời lêu lồng, tụ tập một đám tiểu đệ hết năm uống sáu, lại vận khí tốt có cái trên đường long đầu đại lão ca ca, vì vậy mà uy phong. Dù sao đây chính là Hắc Y giúp. Hôm nay Bắc Sơn thị trên đường độc nhất không lớn ngón tay cái, lại không những bang phái khác có thể cùng tranh phong. Tự nhiên tại đây Bắc Sơn thị, ngoại trừ cực một số ít người, khẳng định tuyệt đại đa số người đều hay là không dám không để cho đối phương mặt mũi. Hung uy cây yêu ta người. Ta họ Trương, xin lỗi Thải ca, ngày hôm nay chúng ta Thanh Trúc Thuốc Thiện phường VIP gian phòng đã bị ta tư nhân đặt trước, dùng để chiêu đãi bằng hữu. Nếu không như vậy, ta bây giờ lập tức an bài cho ngươi một gian khác bao gian tốt nhất. Trương Long chuẩn bị nắm lỗ mũi nhận xui nói. Ha ha, tư nhân đặt trước chiêu đãi bằng hữu. Xem ra Trương lão bản ngươi là cho là ta Dương Thải Thải ca mặt mũi không đủ lớn, loại này lừa gạt ngu ngốc lý do, ngươi còn trông cậy vào ta sẽ tin tưởng. Dương Thải trong mắt hiện lên vẻ tức giận, ngôn ngữ trên lại mang theo diễu diễu nói. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại cũng không tin đối phương trong miệng thủ đoạn nham hiểm, cái gì tư nhân đặt trước chiêu đãi bằng hữu. Thật đem hắn Dương Thải làm ngu ngốc. Nhất niệm đến nước này, hắn Dương Thải Thải ca nhìn không được trong lòng hiện ra một bị coi thường lửa giận, chợt trên mặt hiện ra lau một cái vẻ âm trầm, lại tiện tay vọt vào quầy ba giành được một bình rượu ba một tiếng đập xuống đất, ngẩng đầu lên hét năm uống sáu, tức miệng mắng to mẹ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tin hay không lão tử từng phút, một chiếc điện thoại gọi tới mười mấy người chém chết các ngươi. Oanh! Chuyện gì xảy ra, tên kia làm gì? Xem ra là có người đến nháo sự, quên đi. Trước chờ ăn, đi nhanh lên đi. Đang ở Thuốc Thiện phường nội ăn cơm khách nhân trong nháy mắt bị đối phương loại này cử động lại càng hoảng sợ, tất cả hoảng loạn lên, nghị luận ầm ĩ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đều là hiểu lầm. Chúng ta một hồi là có thể xử lý tốt, mọi người xin yên tâm ăn, không có chuyện gì. Thấy tình cảnh này Triệu Nhạc nhất thời nhìn không được đứng ra trấn an, sau đó hướng về Dương Thải vẻ mặt tức giận nói ngươi làm gì? Làm gì? Ha ha, mẹ đều bò tới đây cho lão tử. Dương Thải Thải ca nghe vậy hừ lạnh một tiếng, chợt đột nhiên mắng to một tiếng, đem bên cạnh cách đó không xa mấy cái ăn mặc dáng vẻ lưu manh thanh niên lêu lổng toàn bộ kêu đến. Một người trong đó quyến rũ mở miệng hỏi vãi. Thải ca, tẩu tử, đã xảy ra chuyện gì? Vãi, cái này ép nhìn không thấy chúng ta, nhìn không thấy ta Thải ca, hắn mà cư nhiên biên ra như thế một cái nhược trí mượn cớ không cho chúng ta đi vào VIP gian phòng ăn. Còn đứng ngây đó làm gì? Cho lão tử đuổi người, mẹ, lão tử không ăn, bọn họ cũng đừng nghĩ ăn. Thải ca vẻ mặt, kiêu ngạo tức giận nói. Vãi, người hắn mà lại dám coi thường Thải ca, muốn chết. Đều cho lão tử lăn, còn ăn thì a. Lên, lên, những tên côn đồ kia nghe vậy trực tiếp tạc mau, một đám cả tiếng gọi mắng lên, bất chấp tất cả xốc lên bên trong quán rượu bình rượu mà bắt đầu đuổi người. Thải ca không phải là... Có chuyện hảo hảo nói. Các ngươi cái này có đúng hay không hơi quá đáng. Trương Long thấy tình cảnh này sắc mặt chợt biến nói. Rất hiển nhiên, đối phương đêm nay loại này cử động đối với bọn hắn Thuốc Thiện phường mà nói, có thể hoàn toàn xưng là một loại nghiêm trọng đả kích. Nếu đêm nay những này chịu ảnh hưởng khách nhân, bởi vậy về sau không muốn đến bọn họ Thuốc Thiện phường ăn, hơn nữa một truyền 10 10 truyền 100. Vậy đơn giản không suy nghĩ một chút giống. Quá phận. Ha ha, quá phận còn ở phía sau. Dương Thải Thải ca nghe vậy kiệt ngạo mặt hiện ra lau một cái ngạo mạn, vẻ dữ tợn. Theo cư nhiên chỉ thấy hắn nâng lên cái ghế, dĩ nhiên hướng về Triệu Nhạc ném tới. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây nhất là nhân viên công tác đều sợ ngây người. Trương Long càng thần sắc chợt biến, phẫn nộ tới cực điểm. Ngươi làm gì? Ngay hắn nhịn không được chửi ầm lên, cả người chính là chạy vội ra ngoài. Muốn giúp thê tử của chính mình ngăn cản cái ghế lúc, đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện, đem cái ghế vững vàng nắm trong tay. Rất hiển nhiên người này không là người khác, chính là Thành Bay.
A Long, Triệu ủy viên văn nghệ, chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy Trần Phi mặt không thay đổi hỏi. Trần Phi, đám người này chạy tới nháo sự. Rõ ràng ngày hôm nay chúng ta thuốc thiện phường VIP phòng, buổi trưa cũng đã bị ta và A Long tư nhân định xong, bọn họ không tin không nói, còn phải đánh người. Triệu Nhạc mặc dù chưa tỉnh hồn, nhưng ở nhìn thấy Trần Phi đến sau, lại ngay tức khắc thật giống như trong lòng tuôn ra to như vậy lo lắng vậy, cả tiếng tức giận nói. Mẹ, đánh ngươi thì thế nào? Chỉ ngươi cái hàng này còn dám ra đây anh hùng cứu mỹ nhân, lão tử một tay giết chết ngươi. Dương Thải Thải ca nghe vậy nghiêng đôi mắt lớn lối nói. Nói đùa, hắn Dương Thải là ai? Hắn thế nhưng đường đường hắc y giúp Long Đầu Trịnh Khuông Nghĩa biểu đệ. Tại đây Bắc Sơn, ngoại trừ số rất ít chân chính có khả năng đỉnh cấp nhân vật ở ngoài, ai dám không để cho hắn mặt mũi. Lại không nghĩ tới hôm nay lại đang loại này tiểu phá tiệm cơm ăn nghẹn, không an bài cho hắn cao cấp nhất VIP gian phòng, coi thường hắn. Vì vậy cũng khó trách hắn sẽ như vậy tức giận. Dù sao ở bên ngoài chơi, cái gì trọng yếu nhất? Đó còn cần phải nói, nhất định là mặt mũi. Nhưng bây giờ hắn Dương Thải Thải ca hét năm uống sáu, mang theo mới phao cực phẩm cái bô cộng thêm một tiền lớn tiểu đệ nể mặt quang lâm, đến ngươi cái này tiểu phá thuốc thiện phường ăn, lại hắn ma mà ngay cả cái cao cấp nhất VIP phòng cũng không có, đây không phải là gọt hắn Thải ca mặt mũi sao? Đó là đương nhiên không được, buồn cười. Oanh! Ngay tại lúc hắn nói đều còn chưa nói hết. Trong lòng mình huyễn tưởng kiêu ngạo cũng vẫn chưa xong tất, chỉ thấy Trần Phi mạnh một cước đạp đi ra ngoài, một cước này hướng về phía đối phương Thải ca cái bụng hung hăng đạp xuống phía dưới. Sau đó chỉ thấy đến một trận lăn hồ lô cùng với đụng vào bên cạnh lan can thanh âm. Trần Phi một cước này tuy nói đã lưu lực, nhưng vẫn là rất khủng bố, một cước đem Thải ca một thước 78, 156 cân thể trọng, cả người đều đạp bay, sau đó rậm rạp rối bù. Thanh âm trọng trọng rơi trên mặt đất, ôm bụng, thần sắc thống khổ, cả người cuộn mình lên trên mặt đất khổ cái liên tục. Oanh! Lỗ mũi hướng lên trời trên, vô pháp vô thiên Thải ca rốt cục cũng nhận được thuộc về hắn một cước. Có thể tiếp, cũng tính. Giống như đêm khuya vậy vắng ngắt, làm người ta kìm lòng không đậu sợ run cả người. Màu, Thải ca bị đánh. Giảng đạo lý, Dương Thải tại đây Bắc Sơn thì còn là coi là có chút nổi tiếng. Dù sao kỳ phía sau thế nhưng hôm nay Bắc Sơn tiếng tăm lừng lẫy, không thể nghi ngờ Long Đầu Hắc Y giúp khôi thủ, vì vậy mọi người tại đây thật không nghĩ tới Trần Phi liên hắn cũng dám đánh. Tục ngữ nói không nhìn mặt tăng xem mặt Phật, chỉ là Hắc Y giúp Long Đầu Trịnh Khuông Nghĩa ba chữ này, cũng đủ để chính mình nặng trịch phân lượng. Chớ nói chi là còn có câu tục ngữ nói thật tốt, Diêm Vương dịch quá, tiểu quỷ khó chơi, huống loại này ra châu đường tựa như tên côn đồ. Người bình thường vậy đều là kính nhi viễn chi, sợ bị loại này tên phiền toái quấn lên. Vì vậy, thấy tình cảnh này ở đây mọi người thần sắc đều ngây người, nhất là Thanh Trúc thuốc thiện phường nhân viên công tác, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, Trần Phi thoạt nhìn tư tư văn văn, lại thậm chí ngay cả xã hội đen cũng dám trêu chọc, đường đường hắc y giúp Long Đầu đại lão biểu đệ cũng dám đánh. Cái này để cho bọn họ nhìn không được sắc mặt đều trắng bệch lên, thần thái sợ hãi, khẽ run. Bọn họ cũng chính là làm công, nào dám cùng băng đảng xã hội nhân sĩ có cái gì cùng xuất hiện. Nhưng bây giờ, thế mà Triệu Nhạc, Trương Long đám người cảm thụ lại vừa vặn tương phản. Phải biết rằng, bọn họ mấy ngày hôm trước thế nhưng tự mình đã trải qua chuyện kia, đường đường thì tổ chức bộ bộ trưởng nhi tử bị Trần Phi khiến cho lang đang bỏ tù, cái khác liên đới dính dáng nha nội đại thiếu không biết phồn đa. Mà bây giờ ni, Trần Phi đánh giám cũng không có không nói. Trái lại còn cùng không có chuyện gì người vậy suốt ngày tại đây Bắc Sơn nơi loạn hoàng. Như vậy bọn họ mặc dù lại ngu xuẩn, cũng minh bạch Trần Phi khẳng định chính mình cường đại dựa, hoàn toàn không sợ đối phương trả đũa. Mà cùng này Bắc Sơn thị chính thương hai giới nhiều bức hò hét tên so với, đừng nói là Dương Thải Thải ca cái này cọ màu, coi như là cái gọi là Hắc Y giúp một tay trợ Trịnh Khuông Nghĩa đích thân tới, sợ rằng hơn phân nửa cũng tự chuyện như vậy, đối với Trần Phi mà nói đều là không có vấn đề mà thôi. Vì vậy, như vậy bọn họ đương nhiên không sợ. Bởi vì không có gì hay sợ. Vãi, các người hắn mà còn đứng ngây đó làm gì? Ta cho trên A, đánh chết hắn, chém chết hắn. Đúng lúc này, nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên cọ màu nổi gióa. Vãi, người ta mụ lại dám đánh Thải ca, mẹ, động thủ, đánh chết hắn. Chợt một đám theo Thải ca sau lưng tên côn đồ rốt cuộc minh bạch phát sinh chuyện gì, một đám hung thần ác sát bạo theo thô tục.
thần sắc dữ tợn, lại còn có từ trong lòng móc ra tiểu đạn hoàng đao nghĩ Trần Phi khí thế hung hăng đánh tới. Khiến ở đây tất cả mọi người thần sắc đại biến. Phải biết rằng, mặc kệ nói như thế nào, bình rượu, cục gạch khối, cái ghế chờ mấy thứ này đều cùng đạn hoàng đao này dụng cụ cắt gọt có rõ ràng khác nhau. Người sau là sáng loáng hung khí không nói, nhưng lại dễ dàng hơn gây nên mọi người sợ hãi. Không nghĩ tới bọn họ đám này tên côn đồ dám tại đây loại quang thiên hóa dưới như vậy không kiêng nể gì cả, động đao muốn đả thương người, khiến Trần Phi không khỏi sắc mặt thay đổi lạnh lùng mấy phần. Cao Bồi cẩn thận. Phi ca. Mẹ, muốn chết. Trương Long thấy thế nhịn không được thốt nhiên biến sắc, cả tiếng nhắc nhở. Thậm chí ngay cả cách đó không xa Cao Nguyên, Hoàng Phong hai người cũng không nhịn được, thần sắc chợt biến muốn chạy tới hỗ trợ. Phải biết rằng Trần Phi phi ca hạng thân phận, liên bọn họ phụ thân, Hoàng Đào, Cao Chí Nam đều kính vì đô thị kỳ nhân thần tiên vậy tồn tại, không nghĩ tới bây giờ chính là mấy tên côn đồ dám hướng hắn động đao, quả thực buồn cười. Thực sự là muốn chết. Thậm chí loại sự tình này mà nếu như bị bọn họ phụ thân biết, nhất định sẽ không chút do dự tức giận. Khiến cái này Bắc Sơn nhấc lên ngập trời phong bạo. Oanh, oanh, oanh. Có thể đang lúc bọn hắn đều còn chưa kịp xông ra giúp việc lúc, bọn họ trước mắt trong tầm nhìn chợt xuất hiện làm người ta cây ết yêu ta sợ một màn. Nhất là những khách nhân kia, thuốc thiện phường công nhân đều bị chấn ngây người, miệng há thật lớn, hoàn toàn hợp không hơn. Chỉ thấy Trần Phi mặt không biểu tình, còn người đen nhánh như thấu triệt lưu ly thủy tinh vậy, bình tĩnh không gì sánh được tản mát ra một điểm hàn quang, ba quang chập chờn, làm người ta không tự chủ được thân thể run. Hắn tự bình tĩnh như vậy hướng về đi một bước, sau đó một cước hung hăng vải ra, nếu roi thép vậy đem một gã cầm đạn hoàng đao đâm về phía tuổi của hắn nhẹ người đá bay ra ngoài, phanh một tiếng, tự nhiên nện ở cách đó không xa trên vách tường, ngay sau đó chợt rơi trên mặt đất thống khổ kêu rên thanh âm cũng không có. T. Thấy tình cảnh này không ít người nhìn không được cũng hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên có thể lợi hại như vậy, thân thủ bất phàm. Kiêu ngạo cái. Thế mà cái khác những tên côn đồ kia còn không có chân chính ý thức được Trần Phi thực lực, vẻ mặt dữ tợn, hùng hùng hổ hổ sao theo cái ghế, bình rượu, cục gạch khối, đạn hoàng đao trở hướng về Trần Phi giáp công mà đến, bốn phương tám hướng. Có thể theo, một người trong đó lớn lối như thế nói đều còn chưa hô hết, lại Trần Phi không coi ai ra gì vậy tiện tay đoạt lấy chai rượu trong tay, sau đó chậm rãi giơ lên, lấy lôi đỉnh thế hung hăng nện ở đối phương trên đầu. Tới một cái cả sảnh đường màu. Màu đỏ theo tựu chảy xuống. Sau đó tự nhiên là bẻ gãy nghiền nát vậy, nghiêng về một phía khi dễ người. Lấy Trần Phi thực lực hôm nay, coi như là tiên thiên sơ kỳ cường giả ở trong tay hắn đều quá, chớ nói chi là loại này phổ phổ thông thông bên cạnh tên côn đồ, vậy đơn giản cùng khi dễ tôn tử vậy không khác biệt. Chính hắn đều có chút ngượng ngùng. Vì vậy vẻn vẹn chỉ là mọi người chớp mắt như vậy mấy giây gian. Những tên côn đồ các cái kia tất cả đều một đám quải thải thống khổ kêu rên ngã xuống đất a trên. Quyền giúp vào một chỗ. Tốt, thật là lợi hại. Thấy tình cảnh này Triệu Nhạc cùng với Trương Long cũng không nhìn được mắt thẳng tắp há to mồm, hoàn toàn cũng nhanh hợp không hơn, khuôn mặt trên tràn đầy vẻ cây ết yêu ta sợ. Không nghĩ tới Trần Phi thân thủ cư nhiên như thế lợi hại. Liên này bên cạnh lấy đánh nhau mà sống tên côn đồ đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này hoàn toàn là bị hắn treo ngược lên đánh a. Này, ta nói, chỉ ngươi các loại này ba chân mèo tài nghệ, cũng không biết xấu hổ đi ra mất mặt xấu hổ. Không ngại mất mặt sao? Theo sát mà chỉ thấy Trần Phi một cước giẫm ở sợ ngây người thải ca trên ngực, thần sắc lạnh lùng tự tiếu phi tiếu nói. Vãi, ngươi có biết hay không ta là ai, có biết hay không biểu ca ta là ai? Oanh, thải ca gặp Trần Phi lại dám đạp bộ ngực mình, nhất thời vô ý thức hổn hển hét lớn. Đã có thể sau đó một khắc, Trần Phi lại trực tiếp lần thứ hai một cước hung hăng đạp đi, sau đó phảng phất thần sắc có chút không nhịn được khấu trừ trừ cái lỗ tai, con người đen nhánh một trận lạnh lùng, thản nhiên nói nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Ta không có hứng thú biết ngươi là ai, cũng không có hứng thú biết biểu ca ngươi là ai. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, sau đó trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, đen kịt nếu như lưu ly thủy tinh vậy thấu triệt con ngươi hiện lên một tia lạnh lùng hàn mang. Thản nhiên nói bất quá ta bảo chứng ngươi nếu lại như thế lời thừa nhiều nói, ta không ngại cho ngươi về sau đều nhắm miệng. Ta là một gã bác sĩ, ta nghĩ ngươi phải có lý do tin tưởng ta. Ngươi, ta. Thải ca nghe vậy,
lại viết đến Trần Phi trong mắt một màn kia làm hắn cả người run run hàn ý, nhịn không được mâu quang trong tuôn ra lau một cái vẻ sợ hãi, run rẩy nói cho ngươi biết, biểu ca ta thế nhưng Trịnh Khuôn Nghĩa. Ngươi nếu là dám làm loạn, có thể hắn nói thậm chí ngay cả mình cũng nói không được nữa, bởi vì ánh mắt của hắn trong lúc lơ đảng va chạm vào Trần Phi hai mắt lạnh lùng, nhịn không được cả người lông tơ vẻ sợ hãi, cột sống hàn khí cọ ra bên ngoài mạo. Đến bây giờ hắn rốt cục nhận thức đến, tựa hồ có dũng khí cảm giác, mặc dù là hắn biểu ca, đường đường hắc y giúp long đầu đại lão Trịnh Khuôn Nghĩa, ở trong mắt đối phương, tựa hồ cũng không như vậy lực uy hát yêu ta. Có thể điều này sao có thể? Phải biết rằng từ lần trước hổ báo đường bị hắn biểu ca thủ hạ chính là hắc y giúp đuổi ra Bắc Sơn sau, hắn biểu ca thủ hạ chính là hắc y giúp chính là Bắc Sơn thì không thể nghi ngờ long đầu, trên đường tuyệt không có người nào dám không nể tình. Nhưng bây giờ, đối phương thần sắc lại lạnh lùng như vậy trào phúng, thật giống như thực sự hoàn toàn không thèm để ý, cái này, điều này sao có thể? Trịnh Khuôn Nghĩa, xin lỗi tên này ta tựa hồ chưa từng nghe qua. Được rồi, ta hiện tại cũng lười với ngươi đông kéo tây kéo. Ba tuyển trạch, một, xin lỗi thường tiền, hai, nhưng ta lại sửa chữa một chầu xin lỗi thường tiền, ba, nhưng ta lại sửa chữa hai bỗng nhiên xin lỗi thường tiền, chọn đi. Trần Phi khấu trừ cái lỗ tai không nhịn được mở miệng nói. Trịnh Khuôn Nghĩa, hắn hình như mơ hồ có một ít ấn tượng tên này, không phải là đương sơ chạy đi quấy rối Quan Thi Âm, kết quả bị hắn tạm thời hành động hộ hoa sứ giả hảo hảo sửa chữa một chầu tên kia. Tên kia bản thân không đi tìm hắn phiền phức thì tốt rồi, hắn còn có gan tới trước mặt mình loạn hoảng. Hiển nhiên không quá khả năng, bất quá có thể hay không có thể cũng không sao, dù thế nào cũng tự chuyện như vậy. Ngươi, ta, Thải Ca nghe vậy nhất thời vẻ mặt khóc tang tướng. Vãi, cái này vãi còn là ba tuyển trạch, không đều là xin lỗi thường tiền. Quả thực chính là khi dễ người. Thế mà mặc dù hắn việc này trong lòng ủy khuất tới cực điểm, rõ ràng mình bên này đều bị ai cái sửa chữa một chầu, bị đánh cái liền, lại còn phải nói xin lỗi thường tiền, quả thực khi dễ người. Nhưng hắn giờ này khắc này cũng không dám nói nhảm nữa, chỉ dám nắm lỗ mũi nhận. Đúng, xin lỗi, ta thường tiền. Hắn vẻ mặt cầu xin thanh âm cùng mũi tựa như nói. Lớn tiếng, Trần Phi nghe vậy nhíu mày một cái, thanh âm mạnh dương. A, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Thải Ca nghe vậy nhất thời cả người một cái giật mình, hét lớn. Ừ, cái này còn không sai biệt lắm. Trần Phi nghe vậy lúc này mới hài lòng gật đầu, như là đuổi con ruồi vậy ghét bỏ nói. Thấy tình cảnh này Thải Ca tuy rằng sắc mặt khó coi cùng nuốt chuột chết vậy, nhưng vẫn là ma lưu bồi thường tiền, run run mang người lăn đi. Rất hiển nhiên ở thấy được Trần Phi khủng bố vũ lực sau, hắn đã không sanh được bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Mặc dù là giận, muốn báo thù, cũng dù sao cũng phải nhượng hắn có thời gian viện binh a. Hắn ma lại dám hướng lão tử Dương Thải Thải Ca hạ thủ, thực sự là ăn gan hùm mật gấu. Cao bồi ngươi không sao chứ? Thật không nhìn ra, thân ngươi tay cư nhiên lợi hại như vậy. Ta nhớ kỹ ngươi khi còn bé ngay luyện võ. Chờ Thải Ca đám kia khách không mời mà đến xám xịt được cút đi sau, Trương Long Góp bắt đầu lại là sợ hãi than, lại là hiếu kỳ nói. Dĩ nhiên, 20 năm đồng tử công, một cái tát đều có thể phiến những tên kia tìm không ra so với, ha ha ha. Trần Phi miệng đầy chạy xe lửa suy nghiêu bức nói. Tiếng nói vừa dứt, lại thấy hắn mở miệng cười nói tốt rồi, nếu không còn chuyện gì mà, vậy cũng chớ ở bên ngoài tiếp tục ngốc đứng, chúng ta vào đi thôi. Vừa vặn giới thiệu các người quen nhau nhận thức, hắn chỉ Trương Long, Triệu Nhạc hai người, vừa chỉ Hoàng Phong Phong Đại Thiếu cùng với Cao Nguyên Cao Thiếu. Hai vị này, tốt lắm, gian phòng giữa chúng ta đều đã chuẩn bị xong, trước đi vào chung đi. Thỉnh, Triệu Long lúc này mới chú ý tới Trần Phi sau lưng Hoàng Phong, Cao Nguyên hai người, chợt nhiệt tình mời nói. Mà đang ở Trần Phi đám người cho Trương Long cùng với Triệu Nhạc hai phu thê mời được thuốc thiện phường nội sau. Vừa còn dáng vẻ bệ vệ phách lối Thải Ca đám người chính vẻ mặt suy dạng tụ tập ở ven đường, trong đó một cái quải thải tiểu đệ tức giận nói Thải Ca, này tôn tử quá kiêu ngạo. Lẽ nào chúng ta cứ như vậy đi, nắm lỗ mũi nhận. Hắn chính là bị Trần Phi một bình rượu nện ở trên đầu tên, hôm nay lúc này chính vẻ mặt đều là vết máu, thoạt nhìn rất dọa người, đương nhiên cũng rất thảm thương. Phải biết rằng hắn mặc dù không có Thải Ca lớn như vậy bối cảnh, chính là hắc y giúp long đầu đại lão Trịnh Khuôn Nghĩa biểu đệ, nhưng vấn đề là lấy hắn ở trên đường phân lượng,
tuyệt đối cũng coi là một chiếm. Muốn uy phong có uy phong, muốn nữ nhân có nữ nhân, muốn tiền có tiền. Lại không nghĩ tới hôm nay bọn họ cư nhiên ăn lớn như vậy biết, bị Trần Phi như vậy làm trò trước mắt bao người sửa chữa, còn bị đuổi bầu mà. Gương mặt đều ném xong, há có thể không tức giận, không nổi giận. Nhận, đánh giám, tiểu tử kia hắn ma vật gì vậy, lại dám ở lão tử trước mặt hét năm uống sáu, lớn lối như vậy. Khẩu khí này nếu nghẹn đi xuống, lão tử về sau còn như vậy làm sao cái này Bắc Sơn trộn. Thải ca mặt âm trầm giọng nói vô cùng vi khí cấp bại phôi nói. Phải biết rằng hắn Dương Thải thân phận gì, hạng địa vị, đây chính là vốn là Hắc Y giúp một tay chủ Trịnh Khuông Nghĩa cháu ruột, hôm nay Bắc trên sơn đạo không thể nghi ngờ long đầu. Đi tới chưa, ai dám không để cho hắn vài phần mặt mũi, bây giờ lại bị Trần Phi chúng con mắt nhìn chừng dưới như vậy sửa chữa, bị buộc theo lớn tiếng nói khiểm, điều này làm cho hắn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Thế nhưng Thải ca, cái kia bi thân thủ tựa hồ rất lợi hại. Mấy người chúng ta thêm cùng nhau cũng không đủ hắn một tay có. Thế mà đã có một vị khác tiểu đệ run rẩy nói. Bị làm sợ. Ba. Thế mà Thải ca nghe vậy lại trực tiếp một cái tát phiến ở đối thủ trên đầu, thần sắc âm trầm như nước tức giận nói mẹ, thân thủ lợi hại thì thế nào? Lẽ nào các người đã quên biểu ca ta là ai? Tiểu tử kia coi như lợi hại hơn nữa, có thể so sánh biểu ca ta bên trong bang kim bài đả thủ còn lợi hại hơn. Có thể so sánh biểu ca ta bên cạnh bảo tiêu còn lợi hại hơn. Tin hay không lão tử tùy tùy tiện tiện một chiếc điện thoại, từng phút gọi người đến giết chết hắn. Dạ dạ dạ, Trịnh lão đại thế nhưng đại nhân vật, Hắc Y giúp càng là chúng ta Bắc trên sơn đạo long đầu, Thải ca ngươi tùy tiện tìm những người này đến, khẳng định đều có thể dễ dàng giết chết tiểu tử kia. Thải ca ngươi cần phải thay các huynh đệ báo thù a. Này tiểu đệ nghe vậy một đám thần sắc ngay tức khắc kích động. Trong giọng nói tràn đầy quyến rũ cùng lấy lòng. Phải biết rằng Hắc Y bên trong bang những đại nhân vật kia, này kim bài đả thủ, Trịnh Khuông Nghĩa Trịnh lão đại bên cạnh bảo tiêu không có thể như vậy nói chơi, mà là chân chính thân thủ nghiêu bước đến không muốn lợi hại chủ nhân. Mỗi một người đều là từ tất cả lớn nhỏ bên cạnh chiến dịch, thậm chí chiến trường chân chính bỏ ra. Vì vậy tựu Trần Phi cái loại này mau đầu tiểu tử, mặc dù có thể ở trước mặt bọn họ lớn lối như thế, lợi hại như vậy, có thể lợi hại đi nơi nào. Hơn phân nửa thiếu này nhân vật lợi hại một tay bóp. Nghĩ đến đây, này đi theo Thải ca bên cạnh tiểu đệ khó nén kích động, nhịn không được phụ họa nói Thải ca, nếu không ngài cho Trịnh lão đại bên kia đánh điện. Ba, chỉ là hắn nói đều còn chưa nói hết đã bị Thải ca một cái tát phiến ở trên đầu, người sau mặt âm trầm khí cấp bại phôi nói mẹ, người nghĩ rằng ta biểu ca là ai? Hắn cái loại này đại nhân vật tùy tùy tiện tiện là có thể gọi điện thoại cho hắn, người hắn ma nhược trí. Nói như thế hết, hắn lại tại chỗ mặt âm trầm nửa ngày, rốt cục xấu xí con ngươi hiện ra lau một cái tinh mang, lấy điện thoại di động ra tự lẩm bẩm ta nhớ kỹ sáng ca gần nhất tựa hồ ở Bắc Sơn, nếu không tìm hắn đi. Đúng, 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 sáng ca, lấy sáng ca thân thủ, ép tôn tử khẳng định ở trong tay hắn đi bất quá ba chiêu. Mọi người nghe vậy nhất thời trong mắt hiện ra lau một cái kích động, trợn mặt tràn đầy nhìn có chút hả hê vẻ, thật giống như đợi có thể thấy cái gì trò hay vậy. Đến, đều nếm thử, đây là chúng ta Thanh Trúc Thuốc Thiện phường chiêu bài đồ ăn thanh duẩn mẫu vịt canh. Nhất là khô giáo mùa uống đặc biệt có chỗ tốt, đúng bình thường ho khan người cũng rất có ích. Cùng lúc đó, Thanh Trúc Thuốc Thiện phường lầu 2 VIP bên trong gian phòng, tròn trịa bàn lớn trên tràn đầy để rất nhiều thức ăn. Triệu Nhạc nhiệt tình chào mời nói. Rất hiển nhiên lúc này trên bàn đều là bọn hắn Thuốc Thiện phường chiêu bài đồ ăn, hơn nữa còn là Trương Long tự mình xuống bếp phòng thao đao nấu nướng, vì vậy hàm kim lượng 10 phần, không có bất kỳ ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Rất đáng giá nếm thử. Phong thiếu người bình thường không có chuyện gì có thể uống nhiều cái này, đúng thân thể ngươi có bang trợ. Chỉ thấy Trần Phi cười chỉ vào Triệu Nhạc vì bọn họ giới thiệu thanh duẩn mẫu vịt canh. Hướng về Hoàng Phong Phong đại thiếu nói. Thực sự, ực tương đương. Hoàng Phong Phong đại thiếu nghe vậy, ngay tức khắc không chút do dự múc tràn đầy một chén canh ực uống xong, sau đó ngay tức khắc ánh mắt sáng lên nói cái này canh mùi thật không tệ, so với ta trước đây uống cái nào thuốc thiện canh khá. Thực sự, ta đây cũng thử xem. Cái này cao nguyên cao to ít rất hiển nhiên cũng là cái ăn hàng, nghe vậy ngay tức khắc múc một chén canh nếm thử. Sau đó mắt hơi sáng nói phải không sai. Trách không được sinh ý tốt như vậy. Đó là dĩ nhiên,
phải biết rằng đây chính là nhà của chúng ta A Long Tổ truyền tay nghề, có người nói đã từng làm cho nhiều đạt quan quý nhân đều khen không dứt miệng, vô luận là mùi hay hoặc là thuốc thiện hiệu quả, đều là nhất lưu. Triệu Nhạc nghe vậy nhất thời mặt cười hiện ra lau một cái vẻ đắc ý, như là rất kiêu ngạo mở miệng nói. Nào có người nói lợi hại như vậy, nhanh đừng thổi, nhưng vào lúc này, Mạc Đại Trù Trang Trương Long lại tự mình bưng tiến đến một chung thức ăn. Thoạt nhìn tựa hồ là lấy con gà loại làm chủ thực tiến thuốc bổ thiện, hỗn tạp chứa nhiều bổ huyết, bổ khí vật, nhiều cũng không hiện phức tạp, và lại thoạt nhìn sắc hương vị câu toàn, làm người ta không kiềm hãm được nhũ đầu đại động, mắt thẳng tắp. Mùi thơm quá, đây là, Cao Nguyên Cao To ít nhìn không được trực câu câu nhìn chung thuốc thiện hỏi. Đây là bách thảo ô cốt canh gà, là một loại nhiệt bổ hình thuốc thiện canh tài. Bởi vì chế biến nguyên liệu thập phần phiền phức, vì vậy mỗi ngày chúng ta chỉ đối ngoại xuất thủ thập phần, nhiều hơn nữa cũng chưa có. Trương Long mở miệng cười nói. Hanh, còn gọi ta đừng thổi, chính ngươi đến khoe khoang bắt đi. Nào biết Triệu Nhạc nghe vậy ngay tức khắc khó chịu hanh hừ lên. Thấy tình cảnh này Trần Phi nhịn không được mỉm cười, sau đó nhìn bách thảo ô cốt canh gà nhiều hứng thú nói ta hiện tại cuối cùng cũng có thể lý giải, vì sao nhà các ngươi sinh ý có thể làm được tốt như vậy. Không nói khác, chỉ là thuốc này thiện canh, chỉ ít có thể thêm 100 phân. Đều là tổ truyền tay nghệ, chẳng qua là chiêm ngưỡng một chút tổ tông vinh quang mà thôi. Trương Long nghe vậy mặc dù nói khiêm tốn, nhưng sắc mặt cái loại này hưng phấn mà thần sắc còn là rất rõ ràng. Dù sao lấy Trần Phi hôm nay ở trong mắt hắn địa vị, liên đường đường Bắc Sơn thì tổ chức bộ trưởng thậm chí tiêu phó tỉnh trưởng đều không làm gì được đối phương, đó là hạng uy phong, hạng thân phận, thực lực. Vì vậy có thể từ đối phương trong miệng nghe được như vậy thừa nhận, tự nhiên làm hắn hưng phấn không thôi, như là ở giải thưởng lớn thi đấu lên được cái gì giấy khen. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tổ tông cũng là người một nhà nha. Ha ha ha, được rồi, A Long ngươi cũng đừng mang hoạt, mau tới làm, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Trần Phi vừa cười vừa nói. Tiếng nói vừa dứt. Chỉ thấy hắn chỉ vào Trương Long cùng với Triệu Nhạc hai phu phụ hướng Trương Long hai người nói Phong Thiếu, Cao Nguyên. Vị này chính là ta cao trung bạn học, Triệu Long, quan hệ tốt, còn có vị này chính là thê tử của hắn Triệu Nhạc, cũng là ta đại học thời đại bạn học. Nói đến đây chỉ thấy hắn hơi dừng lại một chút, lại giới thiệu nói về phần bọn hắn hai vị, tiểu tử này họ Cao, tên là Cao Nguyên. Còn có vị này chính là Hoàng Phong, Phong Đại Thiếu. Hắn phân biệt chỉ Cao Nguyên. Hoàng Phong. Hạnh ngộ, ta là Hoàng Phong. Nếu ngươi hai vị đều là phi ca bằng hữu, vậy sau này mọi người chúng ta cũng là bằng hữu, kính nhị vị một chén. Hoàng Phong thẳng thắn lưu loát cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, cười nói. Lúc đầu lấy thân phận địa vị của hắn, đường đường Bắc Sơn thị trưởng con, là tuyệt đối không cần thiết chủ động làm loại này mời rượu chuyện. Bất quá đêm nay bởi vì có Trần Phi ở. Lại tăng thêm đối phương còn tận lực chỉ điểm một câu quan hệ tốt, cái này tự nhiên xem hắn bất mãn chậm trễ, chủ động nhiệt tình. Còn có ta, kính hai vị một chén. Cao Nguyên thấy thế cũng mở miệng cười nói rằng, rất hiển nhiên hắn cũng không thích ứng loại tràng diện này, nhưng là còn là theo chân Hoàng Phong làm, thành ý tương đương đúng chỗ. Hạnh ngộ, có thể nhận thức hai vị thực sự rất vinh hạnh, ta là Trương Long, vị này chính là thê tử của ta Triệu Nhạc, thỉnh. Trương Long nghe vậy ngay tức khắc không chút do dự bưng ly rượu lên đáp lễ, tiện thể còn muốn nhượng vợ mình cũng uống một chén. Có thể giữa lúc hắn uống rượu xong, để chén rượu xuống, phát hiện mình thê tử còn không có động tác, nhíu mày, chuẩn bị lén cầm lúc tỉnh, lại phát hiện mình thê tử trên mặt cư nhiên không hiểu bay bổng theo lau một cái cây SEO ta sợ. Coi như hắn chính nghi hoặc không giải thích được là lúc, Triệu Nhạc đã lắp bắp, rung giọng nói ngươi. Hai vị là Hoàng Phong Phong Thiếu, Cao Nguyên Cao Thiếu. Hắn trước kia là chạy tiêu thụ, tiếp xúc mặt mà quảng, vì vậy thỉnh thoảng vẫn có thể đủ nghe nói hai cái làm người ta ngưỡng vọng đại nhân vật tên. Hoàng Phong Phong Thiếu, Cao Nguyên Cao Thiếu, đây chẳng phải là Hoàng Đào, Cao Nguyên nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật đầu cười, nói là chúng ta, Triệu Tiểu Thư ngươi nhận thức chúng ta. Trước đây không nhận ra, bất quá, hiện tại biết. Trần Phi ngươi thật nghiêu a, không nghĩ tới Liên Phong Thiếu cùng Cao Thiếu đều với ngươi nhận thức. Triệu Nhạc nghe vậy mặt cười hiện ra lau một cái chấn động, nhìn Trần Phi cảm thán nói. A Nhạc, ngươi đây là... Trương Long không hiểu được cảnh tượng này, nhịn không được nga nhỏ giọng nói.
xem ra ta phải giới thiệu lần nữa giới thiệu. Trần Phi nghe vậy cười lắc đầu, Lưu Ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua một tia quang mang, nói vị này chính là Hoàng Phong Phong Thiếu, phụ thân hắn là vốn là tân nhậm thị trưởng Hoàng Đào. Còn có vị này chính là Cao Nguyên Cao To Ít, phụ thân hắn là Thương Hải Tập đoàn Cao Chí Nam Cao Tổng. T, cái gì? Trương Long nghe vậy nhìn không được mạnh cũng hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt trong nháy mắt hiện ra lau một cái vẻ cây ết yêu ta sợ. Xòe ra đồ chơi. Phong Thiếu, Cao Thiếu, Hoàng Thị trưởng Công Tử, cùng với Thương Hải Tập đoàn Cao Tổng con. Trương Long chỉ cảm giác mình cả người trong nháy mắt đều có chút hôn mê, không nghĩ tới lúc này cùng hắn ở trên bàn cơm cùng đi ăn tối bạn cùng lứa tuổi, cư nhiên địa vị kinh khủng như vậy dọa người. Một vị là vốn là Hoàng Thị trưởng Công Tử, một vị là vốn là thủ phủ tập đoàn Cao Tông Công Tử. Đây quả thực địa vị thiên đại a. Phải biết rằng ở Bắc Sơn cái này một mẫu ba phần, tên ai tối dùng được. Không hề nghi ngờ, tuyệt đối là thị ủy đại viện hai cái một. Hai, số lãnh đạo. Thế mà mới tới vị kia thị uy bí thư cũng hàng không, dưới gối cũng không còn nối dòng theo đến. Thay lời khác mà nói, chính là hôm nay Bắc Sơn thị đỉnh cấp nha nội vòng. Tối cầm được xuất thủ tên, không thể nghi ngờ, tuyệt đối là hai chữ kia Hoàng Phong. Phong đại thiếu. Đây là vòng tròn nội công nhận. Bởi vì hắn phụ thân thế nhưng Bắc Sơn hôm nay tân nhậm thị trưởng, và lại đã thăng lên chánh thính cấp, như vậy coi như là phóng nhãn toàn bộ Giang Nam, cũng tuyệt đối coi là trên là khá có vài phần năng lượng cùng uy vọng, không phải do Trương Long không kinh hãi. Mặt khác mặc dù dứt bỏ Hoàng Phong Phong đại thiếu vị này thân phận địa vị cực kỳ kinh khủng nha nội không nói chuyện, Cao Nguyên Cao Thiếu vốn là thủ phủ công tử thân phận, cũng muốn là đủ để đem chấn động được rối tinh rối mù. Dù sao hắn mình chính là làm ăn, tự nhiên đang đối mặt Thương Hải tập đoàn cái loại này quái vật lớn lúc, càng khó yểm tâm tình trong lòng cùng chấn động. Không cách nào tránh khỏi. Phải biết rằng đây chính là Thương Hải tập đoàn A, vốn là không thể nghi ngờ thủ phủ tập đoàn. Thị giá trị vài tỷ. Tốt rồi, hiện tại giới thiệu xong, ăn cơm trước, ăn cơm trước. Trần Phi cười giới thiệu xong xuôi sau, quay đầu bắt đầu nếm thử khởi chỗ ngồi mỹ vị thuốc thiện. Không sai. Không sai, ăn cơm trước, khó có được Trần Phi còn có Phong Thiếu, Cao Thiếu đại giá quang lâm, đêm nay mọi người có thể phải tận hứng mới là. Trương Long nghe vậy lúc này mới hơi có chút bừng tỉnh, miễn cưỡng chống dáng tươi cười kích động nói. Giảng đạo lý, tuy nói trước hắn cũng minh bạch Trần Phi hôm nay khả năng đã xưa đâu bằng nay, thoát thai hoán cốt, nhưng dù sao từng là quan hệ tốt nhất cao trung bạn học, vì vậy thực chất cảm trùng kích cũng không phải mãnh liệt như vậy. Không giống bây giờ. Đường đường thị trưởng con Phong Thiếu cùng với vốn là thủ phủ tập đoàn Cao Thiếu, cứ như vậy rõ ràng ra hiện ở trước mặt hắn, vẫn còn cùng hắn ăn, như vậy lực đánh vào quả thực khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, hoàn toàn áp lực núi lớn đại A. Trần Phi, ta nghe A Long nói ngươi đêm nay có việc mà tìm chúng ta thương lượng, là chuyện gì mà? Lẽ nào cùng Cao Thiếu còn có Phong Thiếu có quan hệ? Nhưng vào lúc này Triệu Nhạc đột nhiên hỏi, vẻ mặt hiếu kỳ nói. Bản trước khi tới hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, bởi vì Trần Phi đại học thời kỳ cùng hắn quá quen, chín đến không dễ dàng coi trọng. Nhưng bây giờ Phong Thiếu, Cao Thiếu hai vị này thân phận, cùng với kỳ có ẩn hàm thân phận lại cùng to lớn không giống với, dù sao hai vị kia có thể thị trưởng thành phố con cùng với vốn là thủ phủ tập đoàn công tử. Vì vậy không phải do hắn giờ này khắc này không thận trọng. Ừ, là cùng bọn họ có quan hệ, là như vậy, A Long. Không biết các người tiệm này có chấp nhận hay không đầu tư. Trần Phi nghe vậy uống một ngụm canh, nhìn Trương Long nói. Đầu tư. Trương Long nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút bất khả tư nghị mở miệng nói vân vân chờ đã, ý của ngươi là ngươi nghĩ đầu tư nhà của chúng ta tiệm. Không sai, các người tiệm này ta đã đến hai lần, cảm giác thập phần có phát triển tiềm lực, tốt nhất ta gần nhất cũng nhàn rỗi không chuyện gì mà, chuẩn bị trêu ghẹo mãi. Thực nghiệm một nhóm kiểu mới thuốc đồ ăn phổ đi ra, cho nên muốn hợp tác với các ngươi. Về phần bọn hắn cũng là bị ta kéo tới. Trần Phi cười giải thích nói. Phi ca ngươi chuẩn bị thực nghiệm mới thuốc đồ ăn phổ. Hoàng Phong, Cao Nguyên hai người nghe vậy mạnh trước mắt sáng ngời, nhịn không được kích động nói. Phải biết rằng ở trong mắt bọn hắn, Trần Phi ngoại trừ là một vị đô thị kỳ nhân ở ngoài, còn là một vị địa đạo nói, không thể nghi ngờ siêu cấp thần y. Không gì làm không được. Cho nên khi bọn họ đang nghe Trần Phi lại có hứng thú thực nghiệm mới thuốc đồ ăn phổ lúc,
mới có thể có vẻ kích động như thế. Bởi vì bọn họ vững tin, chỉ cần là Trần Phi Phi ca trêu ghẹo mãi thành công đồ vật, tuyệt đối lợi hại, nhất định sẽ chính mình cực lớn giá trị buôn bán. Phong thiếu, Cao thiếu cũng sẽ thêm vào, đầu tư chúng ta thành Trúc Thuốc Thiện Phường. Mà Trương Long nghe vậy cả người đều trực tiếp hôn mê, không nghĩ tới như vậy thiên đại hảo sự cư nhiên sẽ phủ xuống đầu hắn trên. Phải biết rằng bọn họ thành Trúc Thuốc Thiện Phường mặc dù căn bản cho dù tốt, nhưng trước lại phát triển như vậy bước đi duy gian, cứu kỳ nguyên do, cũng là bởi vì không có bối cảnh không có chỗ dựa. Thử nghĩ nếu là đương sơ bọn họ thành Trúc Thuốc Thiện Phường phía sau có thị trưởng con Phong thiếu, có Thương Hải tập đoàn Cao thiếu giữ thể diện, làm chỗ dựa vững chắc, chính là một cái Dương Viễn Trình, dám động bọn họ sao? Đáp ứng là hiển nhiên tuyệt đối không dám. Vì vậy hắn lúc này là thật bị cái này thiên đại tin tức tốt sợ ngây người, không nghĩ tới bản thân còn có thể có một ngày như vậy. Cùng Phong thiếu, Cao thiếu một cái thuyền. Thực nghiệm mới thuốc thiện. Chỉ có Triệu Nhạc gần nhất trong khoảng thời gian này, tựa hồ đã bị Trần Phi Ngưu bức chấn chết lặng, vì vậy cũng không có để ý chuyện đầu tư mà là hiếu kỳ Trần Phi lại muốn thí nghiệm kiểu mới thuốc đồ ăn phổ. Phải biết rằng đồ chơi kia thật không đơn giản, có nề nếp đều là lão tổ tông truyền xuống tới, hôm nay đã có hệ thống sáo lộ cùng quy mô, rất khó lại đột phá. Triệu tiểu thư ngươi cũng coi khinh Phi ca. Phi ca thế nhưng thần y, đúng thuốc đông y sử dụng xong toàn bộ có thể nói là xuất thần nhập hóa, tự nhiên chính là một cái thuốc thiện còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Phi ca, bằng không ta cho ta ba gọi điện thoại, nhượng hắn đẩy một khoản tiền đến nhập cổ. Mà ở nhìn thấy Triệu Nhạc tựa hồ có chút không tin Trần Phi, Cao Nguyên Cao thiếu ngay tức khắc đứng ra nghiêm túc nói. Phải biết rằng đương sơ hắn chỉ kia thiếu chút nữa gãy mất chân, chính là dựa vào Trần Phi mở cho hắn trung y, đi bước một chuyển biến tốt đẹp, mỗi ngày càng khôi phục bình thường. Vì vậy trong mắt hắn, Trần Phi đối với thuốc đông y vận dụng hoàn toàn có thể dùng xuất thần nhập hóa để hình dung, tự nhiên chính là một cái tiểu thuốc thiện còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Thần y, xuất thần nhập hóa, thực sự. Nghe thế, Triệu Nhạc, Trương Long hai phu thê nhìn không được liếc nhau, tất cả thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Dù sao phải biết rằng Cao Nguyên Cao thiếu giờ này khắc này lời nói này, hoàn toàn là chính là rõ ràng thái độ, vô điều kiện tín nhiệm, thậm chí còn muốn đem phụ thân hắn Cao Chí Nam Cao Tổng đều kéo đến nhập cổ. Lẽ nào đối phương thật có lòng tin như vậy, hay là đối với Trần Phi thật có lớn như vậy lòng tin? Được rồi, đừng nói được khoa trương như vậy. Ta gần nhất vừa vặn cần nghiên cứu một phần tương đối phiền toái thực thuốc bổ thiện, cho nên mới muốn học tập một chút. Cao Tổng bên kia cũng không cần, chúng ta đây cũng chính là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, không kém về điểm này đầu tư tiền. Trần Phi vung tay lên hào khí nói. Ngẫm lại cũng là, trong tay hắn thế nhưng nắm giữ gần 4 ức đô la cự khoản. Tự nhiên thật không kém về điểm này tiền. Cho nên nói đến cái này, hắn liền hướng về Trương Long cùng với Triệu Nhạc nghiêm túc nói A Long, Triệu ủy viên văn nghệ, ý của các ngươi ni. Đêm nay ta chính là tới tìm các ngươi thương lượng chuyện này, đương nhiên ta cũng không phải ép buộc. Ai, cái gì có mạnh hay không vội vã, chúng ta vui vẻ cũng còn không kịp ni. Đây quả thực là không chung rơi hãm bính. Chúng ta lại không ngốc, ngươi nói là đi Tiểu Nhạc. Thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, đã bị Triệu Long liền vội vàng cười ngắt lời nói. Nói đùa, có thể tùy tùy tiện tiện tìm đến đường đường thị trưởng công tử, cùng với vốn là thủ phủ tập đoàn Thương Hải tập đoàn Cao thiếu làm chỗ dựa vững chắc, cái này không biết là bao nhiêu thương gia, bao nhiêu xí nghiệp tha thiết ước mơ chuyện tình, nằm mơ đều biết cười tình. Hắn lại không ngốc, đương nhiên tuyệt không khả năng cự tuyệt. Đúng vậy. A Long nói sớm muốn đem nhà của chúng ta thành Trúc Thuốc Thiện Phường nở đầy toàn bộ Giang Nam. Trước kia là bởi vì không có tiền, không bối cảnh, bất quá bây giờ nha, tựa hồ đã thấy hy vọng, hì hì. Triệu Nhạc nghe vậy cũng là hết sức cao hứng cùng hưng phấn nói. Thử nghĩ có đường đường địa cấp thành phố thị trưởng công tử cùng với Bắc Sơn thị thủ phủ tập đoàn công tử làm chỗ dựa vững chắc Thuốc Thiện Phường, tuyệt đối có thể biến hóa nhanh chóng, trở thành toàn bộ Bắc Sơn thị chính là Giang Nam thượng lưu cao cấp xí nghiệp. Đến lúc đó, chỉ nghỉ muốn cũng đủ để cho người kích động vạn phần A. Đơn giản là một hồi biến chất. Nở đầy toàn bộ Giang Nam, ý tưởng này cũng không sai, nếu không chúng ta bây giờ mục tiêu thứ nhất cứ như vậy đi. Thế mà nghe vậy Trần Phi lại nhìn không được vuốt cằm nói. Mục tiêu thứ nhất liền trực tiếp như vậy đến. Phi ca, chúng ta tỉnh Giang Nam tất cả lớn nhỏ thành thị cùng sở hữu hơn 10 ít cái, chớ nói chi là còn có cùng châu thị loại này đỉnh cấp tỉnh lỵ thành thị.
nếu là đồng thời khởi động nói, chỉ sợ sẽ có một ít phiền phức. Cao Nguyên Cao Thiếu Trong là làm ăn, mưa dầm thấm đất, nghe vậy ngay tức khắc có chút cau mày nói. Là vấn đề tiền, còn là cái gì khác vấn đề? Trần Phi nghe vậy con ngươi đen nhánh hơi lóe lên. Có tiền phương diện này vấn đề, cũng còn có những phương diện khác vấn đề. Ta cảm giác cho thuốc thiện tiệm loại này, vị trí rất then chốt, phải là ở náo nhiệt khu vực, hoặc là trong thành phố tâm, có thể là trừ Bắc Sơn cộng thêm chu vi mấy cái thành thị, ta và Phong Thiếu có năng lực giải quyết, lại xa một chút địa phương khác tự không có biện pháp, trên cơ bản đều bị địa phương có năng lượng nhân vật chia sẻ sạch sẽ. Cao Nguyên Cao Thiếu nói đến đây hơi dừng lại một chút, lại không nhịn được nói nhất là cùng châu thị cái loại địa phương đó. Chúng ta nếu là muốn thuốc này thiện phường kiêu ngạo làm tốt làm ra sắc, nhất định phải ở tỉnh lỵ thành thị đặt chân, nhưng lại muốn đánh ra đẳng cấp cùng danh khí, bằng không, sẽ thủy chung làm cho cảm giác thuộc về nhị lưu, không đạt được chân chính đỉnh cấp giang nam cơm doanh nghiệp trình tự. Trừ lần đó ra còn có người viên phương diện phối trí. Bởi vì thuốc thiện tiệm rất đặc thù, tối trọng yếu là chế tác thuốc thiện thủ pháp và phối phương, cái này không có biện pháp tùy tùy tiện tiện tự giao cho chi nhánh người. Cần đi qua thời gian nhất định xét duyệt cùng khảo nghiệm, vì vậy, Trương Long cũng đưa ra ý nghĩ của chính mình cùng kiến nghị, tham dự thảo luận. Là như thế này à? Trần Phi nghe vậy chậm rãi trầm mặc, đen kịt như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lẳng lặng hiện ra suy tư vẻ, một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng nói Cao Nguyên, nếu để cho ba ngươi bên kia hỗ trợ, có thể giúp bọn ta giải quyết nhân viên phương diện vấn đề sao? Cái này không thành vấn đề. Ta đem thủ hạ có không ít người có thể tin được. Cao Nguyên nghe vậy ngay tức khắc lòng tin 10 phần mở miệng nói. Nhân thủ, cái này bọn họ Thương Hải tập đoàn cũng không phải thiếu. Không thành vấn đề vậy là tốt rồi làm. Nếu không như vậy đi, chúng ta trước tiên ở Thông Vân, Kỳ Gia, trên Bắc, Vạn Hải, Bắc Sơn, cùng châu cái này 6 tòa thành thị bố cục mở tiệm, gắng đạt tới làm được lớn nhất, cực mạnh, tối tinh xảo, không cần keo kiệt tài chính đầu nhập. Tất cả lấy tiêu chuẩn cao nhất đến. Trần Phi nghe vậy ngay tức khắc nói rằng. Có thể nếu là như vậy, chúng ta đây giai đoạn trước đầu nhập chỉ sợ cũng có chút dọa người. Cái này 6 tòa thành thị hoàn toàn xưng là chúng ta Bắc Sơn phát triển tốt nhất, tối phồn vinh 6 tòa thành thị, nhất là cùng châu thị cái loại này tỉnh lỵ phồn vinh khu, nếu hết thảy đều dựa theo tiêu chuẩn cao nhất đến, dự toán chẳng phải là. Trương Long nói như thế sừng sốt nửa ngày. Phát hiện mình tính ra không ra cần bao nhiêu giai đoạn trước tài chính, bởi vì bút mức chân thực quá to lớn, trước hắn chẳng bao giờ tiếp xúc qua. Chí ít cần 1 ước 20 triệu, nếu là hết thảy đều dựa theo tiêu chuẩn cao nhất tới, lục gia tiệm, dự toán. Ít nhất là 1 ước 20 triệu, trong đó cùng châu thị thịnh hội chi nhánh phải chiếm đại đầu, dự toán. Ít nhất, được 4.000 vạn đi lên tính, thế mà Cao Nguyên lại một ngụm khiếu phá cái kia dự toán chữ số. Khiến ở đây mọi người đều thất kinh. T, 1 ước 20 triệu. Phải biết rằng đây chính là 9 vị tính cự khoản, xưng là con số thiên văn. Đừng nói là Hoàng Phong Phong đại thiếu loại này thị trưởng con, mặc dù là Cao Nguyên Cao Thiếu giờ này khắc này, trong lòng đều có chút phạm sợ. Lớn như vậy một khoản mức, nếu cần một bước đáo vị nói, sợ rằng cũng chỉ có ba hắn có thể có khả năng này. Tin tưởng đối với bất luận cái gì một cái xí nghiệp, cá nhân, thậm chí tập đoàn mà nói, 1 ước 20 triệu loại này khủng bố đến 9 vị tính cự khoản, đều là bọn hắn tầm thường thời kỳ khó có thể tưởng tượng. Chớ nói chi là nghe Trần Phi khẩu khí kia, tựa hồ còn muốn một bước đúng chỗ, mà điều này cũng càng làm cho người ta chấn kinh rồi. Phải biết rằng mặc dù là Cao Nguyên Cao Thiếu loại này thủ phủ tập đoàn Thương Hải tập đoàn đại thiếu, hạng bát ngát thương nghiệp nhãn giới, trình tự, cũng tuyệt đối không có can đảm hoặc có nắm chắc dám khinh thị hơn 1 ước cự khoản. Bởi vì loại trình độ đó, sợ rằng cũng chỉ có phụ thân hắn Cao Chí Nam có tư cách mặt không đổi màu, trong một đêm gọp đủ đi ra. Mà hắn Cao Nguyên còn xa xa không tư cách đó. Vì vậy nghĩ đến đây, hắn nhịn không được sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói Phi ca, nếu là thật dựa theo yêu cầu của ngươi để làm, hết thảy đều lấy tiêu chuẩn cao nhất chủ bị, cần lượng tiền bạc tự quá to lớn, chỉ bằng vào ta bên này, sợ rằng cần chút thời gian chuẩn bị. Rất hiển nhiên, Trần Phi nể tình. Muốn lấy được hắn, kéo hắn Cao Nguyên cùng nhau đến việc buôn bán, là để mắt hắn, vì vậy hắn tự nhiên không nghĩ tới còn muốn đối phương đến kiếm tiền. Nếu không hắn cái này thủ phủ tập đoàn công tử tự quá không đủ tư cách, phụ thân hắn phỏng chừng cũng sẽ trách cứ hắn làm việc bất lợi.
Thế mà cái này một ước 20 triệu lại xác xác thật thật là một khoản tiền lớn, không phải là một số lượng nhỏ, chỉ bằng vào hắn cao nguyên cá nhân, thật cầm không được. Vì vậy hắn mới có như vậy một phen nói, sợ rằng cần chút thời gian chuẩn bị. Trên thực tế phỏng chừng cũng chính là đi về nhà cho cha hắn báo cáo. Dù thế nào chỉ cần quan hệ đến phi ca chuyện, cha hắn bên kia nhất định là trên đường sáng đèn xanh, chính là hơn một ức tuyệt đối cũng không mang do dự. Ta bên này hơi chút còn có thể xuất ra một ít tiền, bất quá chỉ có mấy triệu, cũng không biết có đủ hay không. Thấy thế Hoàng Phong nhỏ giọng mở miệng nói, hắn tuy rằng gia đình không giống tầm thường, chính là đường đường thị trưởng con, thế nhưng ở tiền phương diện này nhưng không có nhiều năng lượng. Về phần hắn trong miệng cái này mấy triệu, hơn phân nửa là cha hắn mẹ nhiều năm như vậy, chung vào một chỗ thu nhập tích xúc, toàn bộ gia sản. Nghe thế Trương Long do dự nửa ngày, cũng không nhịn được nhỏ giọng nói nếu không như vậy đi, ta trước đem Bắc Sơn tiệm này bán, nữa trong hướng cha mẹ ta mượn một ít tiền, đi cùng Châu Thị một lần nữa mở tiệm. Chờ chúng ta ở bên kia kiếm đến tiền, rồi trở về mở chi nhánh. Trần Phi nghe vậy dở khóc dở cười, nói ngươi nói gì vậy? Đóng mở lại, đều được bộ dáng gì nữa? Nhưng là bây giờ thiếu tiền a. Triệu Nhạc nghe vậy không nhịn được thầm nói. Thiếu tiền, ta bây giờ còn thật không thiếu tiền. Trần Phi nghe vậy tròng mắt một cổ, cóc miệng phun đại khí nói tiền phương diện này các ngươi hoàn toàn có thể không cần lo lắng. Ta cái gì khác không có, mấy cái ức tốt hơn theo liền có thể lấy ra nữa. Như vậy, ta lấy trước 2 ức đi ra làm sơ lược tài chính, còn dư lại xem tình huống rồi hãy nói. T. 2 ức, ngươi cư nhiên có nhiều như vậy tiền. Triệu Nhạc, Trương Long hai người nghe vậy không khỏi cũng hít một hơi khí lạnh, không gì sánh được giật mình nói. Phải biết rằng đây chính là 2 ức, không phải là 20 triệu, 200 vạn, thậm chí 20 vạn, không nghĩ tới Trần Phi hiện tại lại như cái này tùy tùy tiện tiện há mồm liền ra, hơn nữa nghe khẩu khí kia, còn tựa hồ ở trong tay hắn mặt còn có nhiều hơn tiền. Đây quả thực làm cho cây S.E.O. ta sợ. Chỉ bất quá Hoàng Phong, Cao Nguyên hai người nghe vậy lại nghĩ đương nhiên. Phải biết rằng phi ca thực lực gì, thân phận gì, tùy tùy tiện 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 tay xuất ra vài ức tuyệt không làm cho giật mình, bởi vì ở trong mắt bọn hắn, cái này thực sự là chuyện đương nhiên. Cử cái đơn giản nhất ví dụ, nếu Trần Phi nguyện ý ở Cao Chí Nam nơi ấy đòi tiền, đừng nói là chính là 1 ức, coi như là 3 ức, 5 ức, thậm chí 10 ức, 20 tỷ, chỉ cần Trần Phi mở miệng, người sau đập nồi bán sắt đều biết tận tâm tận lực góp đi ra. Chớ nói chi là Trần Phi bên cạnh không chỉ có riêng chỉ có một Cao Chí Nam. Nếu trên tay có tiền là tốt rồi làm hơn. Hiện tại Bắc Sơn nhà này tổng tiệm có thể hoa đại đại giới, hảo hảo một lần nữa mở rộng, lắp đặt thiết bị một chút. Sau đó thông vân, kỳ ra, trên bắc bên kia, ta có thể tìm bằng hữu giúp một tay, giúp chúng ta tiệm ở náo nhiệt phồn hoa giải đất mua cửa tiệm, chỉ là còn dư lại. Cao Nguyên vừa nói, một bên nhíu. Thông vân, kỳ ra. Trên bắc bên kia cự ly Bắc Sơn tương đối gần, vì vậy nhà bọn họ tay vẫn có thể đưa qua đến, các phương diện sẽ cho bọn hắn một ít mặt mũi. Thế nhưng Vạn Hải, cùng Châu Thị bên kia, đi một lần được khá xa, bàn tay bất quá đi, một cái có thể là bọn hắn tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ, dưới chân Thiên Tử, Cường Long Hoàn Tự. Vạn Hải bên kia ta có thể nghĩ một chút biện pháp. Ta có cái bằng hữu cậu là Vạn Hải thị thường vụ phó thị trưởng, theo ta ba quan hệ cũng tạm được. Tin tưởng cũng không có vấn đề. Đến mức cùng Châu Thị bên kia, ta tuy rằng cũng có chút bằng hữu, thế nhưng, muốn cái loại này chân chính trung tâm chợ đỉnh cấp đất mặt tiền của cửa hàng nói, phỏng chừng vẫn còn có chút phiền phức. Hoàng Phong nghe vậy tiếp lời đầu, nhưng vẫn còn có chút nhíu. Tuy nói hắn Hoàng Phong Phong đại thiếu hôm nay đã là đường đường địa cấp thành phố thị trưởng con, tại đây tỉnh Giang Nam nha nội vòng tuyệt đối cũng coi là bài thượng hào, nhưng vấn đề là cùng Châu Thị tỉnh Lỵ cái loại địa phương đó. Cường Long Hoàn Tự, có thể người đông đảo. Thậm chí đều không cần nói tỉnh Lý mặt này quan to con, liền nói cùng Châu Thị địa phương này nha nội, địa đầu xà, mỗi một người đều hoàn toàn không cần cho hắn Hoàng Phong lớn như vậy mặt mũi. Ai bảo hắn các lần này tâm lớn như vậy, hết thảy đều muốn dựa theo tiêu chuẩn cao nhất, yêu cầu đến, mặt tiền của cửa hàng đất tự nhiên cũng cần cao cấp nhất. Mà dính dấp lợi ích, nhất định không gì sánh được kinh người, ít nói cũng phải lấy 8 vị tính đo. Vì vậy cái này dĩ nhiên không phải hắn Hoàng Phong tùy tùy tiện tiện một câu nói, một cái mặt mũi tự có thể giải quyết. Hắn còn không có lớn như vậy phân lượng, đổi ba hắn đứng ra còn không sai biệt lắm. Cùng Châu Thị chuyện tình các ngươi không cần quan tâm,
ta đến lúc đó nghĩ một chút biện pháp, tìm cái bằng hữu hỏi một chút. Trần Phi nghe vậy sờ sờ cằm, như lưu ly thủy tinh vậy thấu triệt con ngươi tinh mang lóe lên. Nhắc tới Tỉnh Lỵ cùng Châu Thị, hắn người thứ nhất nghĩ tới tự nhiên là Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư không thể nghi ngờ. Bất quá loại sự tình này mà tìm đối phương, hình như có chút không tốt lắm, gì, được rồi, hắn không phải là còn có nhi tử, ngươi tên gì? Đồng, được rồi, Đồng Kiến Huy, chính là một đầu lông xù tóc vàng tiểu tử. Lần trước bọn họ còn giống như cho nhau để lại điện thoại, mà chống đỡ phương Tỉnh Lỵ thành thị thị uy bí thư công tử thân phận, siêu cấp địa đầu xà, mới có thể giúp bọn hắn nghĩ một chút biện pháp đi. Nói không chừng đối phương xin ý kiến phê bình có phương diện này phương pháp, cũng nói không tốt ni. Phi ca ngươi cùng Châu Thị cũng có bằng hữu, ta đây an tâm, nếu không chúng ta nói một chút cổ quyền chuyện tình đi. Cao Nguyên nghe vậy con ngươi lóe lên, vừa cười vừa nói lúc đầu đâu có là tới giúp một tay, bất quá bây giờ xem ra, nhưng thật giống như gấp cái gì đều không đến giúp a. Đại đầu, chuyện phiền toái toàn bộ nhượng Phi ca lãm đi, thật để cho người không có ý tứ. Nếu không như vậy đi, ta lại đem tiền để dành của mình cầm đến nhập cổ, 30 triệu, công ty cổ phần phương diện ta sẽ 5%, Phi ca ngươi thấy thế nào? Ta đây sẽ 3% đi, hình như quả thực cũng không giúp đỡ gấp cái gì, nhiều hơn nữa chính là công phu sư tử ngoạp. Hoàng Phong nghe vậy ngay tức khắc phụ họa nói. Hắn thấy, Trần Phi lại là lấy ra nữa 2 ước sơ lược tài chính, lại là giải quyết rồi cùng Châu Thị cửa tiệm cái này hiện nay mà nói, khó khăn nhất đại phiền toái. Tuyệt đối lý nên cầm đầu. Mà tương đối xuống tới, hắn không sai biệt lắm cũng chỉ có thể cầm nhiều như vậy. Dù sao hắn lại không bỏ tiền, lại ít xuất lực, lời nói khó nghe giờ cùng kiếm cơm không khác nhau. Tay không bắt sói. Đến mức về sau cái gì còn muốn dựa hắn cái này thị trưởng con làm chỗ dựa vững chắc. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Có Phi ca ở, phản chính vì vậy làm chỗ dựa vững chắc tuyệt không hắn Hoàng Phong chuyện gì. Nghe vậy thấy thế Triệu Nhạc, Trương Long hai người đương nhiên choáng váng. Trên thực tế từ Trần Phi nói ra 2 ước bắt đầu, bọn họ cũng đã choáng váng, trong đầu hoàn toàn quanh quẩn tiền, 2 ức. Như vậy để cho bọn họ nghe được Cao Nguyên nói muốn cổ quyền phân phối, cùng với nói ra mình muốn chiếm cứ số định mức sau, càng bỗng nhiên một cái giật mình, cảm giác đầu trong nháy mắt loạn thành một đoàn tương hồ. Đường đường Thương Hải tập đoàn đại thiếu Cao Thiếu. Bỏ vốn 30 triệu, cư nhiên chỉ cần sở hữu cổ quyền 5%. Đường đường vốn là thị trưởng con, hạng thân phận, hạng địa vị, trước bị trong lòng bọn họ dự vi, tưởng tượng này đây sau bọn họ thuốc thiện phường lớn nhất chỗ dựa vững chắc, các phương diện đều cần cân nhắc cùng cố kỵ đối tượng, nhưng bây giờ hắn lại há mồm chỉ cần 3%. Như vậy, chớ nói chi là bên cạnh còn có cái Trần Phi, há mồm chính là 2 cái ức. Há mồm vẫn cùng Châu Tỉnh Lỵ chuyện tình. Hắn để giải quyết. Nhưng lại há mồm tự gọi tới Hoàng Phong Phong Thiếu, Cao Nguyên Cao Thiếu như vậy đại nhân vật, nhập cổ đầu tư bọn họ thuốc thiện phường. Nghĩ đến đây hai người bọn họ nhìn không được đầu càng nổ. Triệu Nhạc càng nhìn không được ngơ ngác dù gì nói nếu không chúng ta muốn 2%, không, 1% được. 1%, xin nhờ, các ngươi là không phải là đầu vựng hồ. Trần Phi nghe vậy tự nhiên không khỏi dở khóc dở cười. Liên tục dừng tay nói tất cả nói ta là tới tránh nhi bát kinh nói chuyện làm ăn, cầu hợp tác. Các ngươi cái này vừa mở miệng tựu 5%, 3%, 1%, nhượng ta thế nào nói tiếp a? Thế nhưng ngươi bỏ vốn đầu nhập nhiều như vậy, chúng ta quả thực ứng với ít cầm giờ a. Triệu Nhạc không nhịn được thầm nói. Không sai. Trương Long giờ này khắc này rốt cục hoàn hồn, giọng nói trịnh trọng nói nghiêm ngặt lại nói tiếp. Nhà của chúng ta cửa này tiệm cũng liền giá chỉ cái 100-200 vạn, cộng thêm thuốc kia thiện phối phương, đính thiên cũng liền 300 vạn. Thế nhưng ngươi cũng đã đầu tư 2 cái ức, còn có Cao Thiếu, Phong Thiếu hai vị ẩn tính giá trị đều so với chúng ta cao nhiều, vì vậy chúng ta có thể cầm 1% đều đã rất tốt, là theo chân chiêm quang. Hắn có thể ở vào thời điểm này đều bảo trì thanh tỉnh, minh bạch bản thân hoàn toàn là theo chiêm quang, coi như là cực kỳ đáng quý. Dù sao nhà bọn họ điểm ấy đầu nhập, điểm ấy tư bản, thậm chí ngay cả Phong Thiếu, Cao Thiếu hai vị này tên, đại biểu ẩn tính giá trị đều không so được, chớ nói chi là còn có Trần Phi cái kia há mồm chính là trước đầu 2 ức chủ nhân. Vì vậy 1% sơ lược cổ quyền, đối với bọn hắn mà nói đã rất tốt, hoàn toàn là không chung đập hãm bính, đập chúng. Có cũng không tệ, lại xa cầu chính là tham lam.
mà như vậy rất hiển nhiên cũng chỉ sẽ chuyện xấu mà thôi. Cái gì chiêm quang không dính quang, nếu không phải là các ngươi nhà thuốc thiện phối phương, chúng ta cái này đầu tư còn chưa nhất định đầu xuống tới. Nếu không như vậy đi, Hoàng Phong, Cao Nguyên hai người các ngươi một người 1.5%, Triệu Nhạc, Trương Long hai người các ngươi phu thê một người 7.5%, ở còn dư lại ta muốn 40%, nhiều đi ra ngoài cầm tặng người. Trần Phi nghe vậy lập tức lắc đầu nói. Cái này không được, chân thực nhiều lắm, ta cũng không thể không duyên cớ vô cớ nhặt lớn như vậy tiện nghi. Trương Long nghe vậy không chút do dự nhất thời rung đầu, cự tuyệt nói. Nói đùa, chỉ là Trần Phi đầu tư 2 cái ức, cộng thêm Cao Thiếu 30 triệu, cộng lại chính là chí ít 2 ức 30 triệu. Vì vậy nếu là bọn họ hai vợ chồng một người chiếm 7.5%, thì tương đương với là 1.5%, bằng bạch chí ít bạch kiểm hơn 3.000 vạn, như vậy sao được? Đúng vậy Phi ca, ta bên này cái gì đều không làm, cũng không thể cầm nhiều như vậy công ty cổ phần, nếu không trở lại ba ta chuẩn thu thập ta. Hoàng Phong nghe vậy cũng là ngay tức khắc lắc đầu nói. Bởi vì, này chân thực nhiều lắm, hắn không cách nào tiếp thu. Dù sao nếu là đổi cá nhân hoàn hảo, nhưng bây giờ kéo hắn cùng nhau làm ăn thế nhưng Trần Phi, Phi ca. Đây chính là liên phụ thân hắn, đường đường thị trưởng đều kính như đô thị kỳ nhân, sống thần tiên vậy nhân vật. Như vậy hắn nào còn dám chiếm tiện nghi gì? Bằng không hoàn toàn chính là mình tìm cho mình không được tự nhiên. Nếu không như vậy đi. Thấy tình cảnh này Cao Nguyên Cao Thiếu suy nghĩ mở miệng nói ta và Phong Thiếu một người chiếm 7.5%, Triệu Tiểu Thư các ngươi hai vị một người chiếm 5%, còn dư lại Phi ca ngươi tùy tiện xử lý, thế nào? Đi, cứ làm như vậy đi, ta nghĩ không thành vấn đề. Hoàng Phong Phong Đại Thiếu nghe vậy nhất thời không chút do dự mở miệng nói. Thế nhưng, hai chúng ta một người 5% nói, chung vào một chỗ không phải là 10%. Có đúng hay không còn là nhiều lắm, nghe vậy Trương Long vẫn còn có chút do dự, bởi vì mặc dù là 10%, vậy cũng đủ đại biểu cho sắp tới 2.300 vạn, cái này có đúng hay không còn là nhiều lắm. Không nhiều lắm, thật nếu nói. Về sau ba người chúng ta sợ rằng đều là phủi tay trưởng quỹ, chân chính cần khổ cực làm việc mà cũng là ngươi các, vì vậy hai người các ngươi một người 5% thực sự không nhiều lắm, trái lại ta còn nghĩ có chút ít. Trần Phi khẽ nhíu mày đầu nói. Được rồi, đã như vậy nói, tự khi chúng ta hai phu thê chiếm tiện nghi. Cảm tạ Phong Thiếu, Cao Thiếu, còn ngươi nữa, Trần Phi. Triệu Nhạc nói. Thế nhưng, ai, quên đi, về sau xem tình huống rồi hãy nói. Nếu không ngày mai các ngươi trước đem chuẩn bị công tác góp bị một chút, cho ta cung cấp cái tài khoản, ngày mai ta đem tiền trước cho các ngươi lộn lại. Trần Phi sờ sờ cằm. Ta đây ngày mai ngay tức khắc khởi hành nhích người đi Thông Vân, Kỳ Gia, trên bắc bên kia đi dạo, khảo sát tình huống cụ thể. Nghe vậy Cao Nguyên Cao Thiếu ngay tức khắc không chút do dự mở miệng nói. Ta đây ngày mai cũng đi Vạn Hải Thị. Nghe vậy Hoàng Phong cũng là vừa cười vừa nói ta nhớ kỹ tiểu tử kia tựa hồ mới từ bên ngoài du ngoạn trở về. Vì vậy ngày mai đi qua vừa vặn. Chúng ta đây ngày mai ngay tức khắc bắt đầu chuẩn bị sơ kỳ chuẩn bị công việc. Mặt khác cùng Châu Thị bên kia, Triệu Nhạc nói đưa mắt nhìn phía Trần Phi. Rất hiển nhiên, hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là cùng Châu Thị bên kia, nếu là có thể đem chuyện bên kia xác định xuống tới, tất cả sẽ đều tốt làm hơn. Ta đây ngày mai đi cùng Châu xem một chút đi, nên vấn đề không lớn. Trần Phi nghe vậy không chút do dự nói rằng. Như vậy, đêm nay đầu tư thương nghị cũng coi như chính thức hạ xuống duy mạc. Cùng lúc đó, Thanh Trúc Thuốc Thiện phường ngoại không đường phố xa xa, một chiếc đen kịt Audi chậm rãi lái tới, dừng sát ở bên cạnh trên. Theo liền có một vị cao lớn thô kệch, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, mâu quang sẳng giọng nam tử đầu chọc theo từ trên xe đẩy cửa ra đi xuống. Cả người thả ra dọa người sát khí nhất thời làm Thải Ca một phiếu tiểu đệ cả người run lên, nhịn không được thân thể thẳng run run. Rất hiển nhiên người này tựu thị Dương Thải Thải Ca tìm tới chỗ dựa vững chắc, vừa nhìn tựu biết không phải là cái gì giản đơn mặt hàng, bởi vì cái loại này nồng nặc sát khí, nếu không phải chém hơn người, từng thấy máu, là tuyệt không khả năng có. Lượng ca ngươi có thể rốt cuộc đã tới, lần này ngươi có thể nhất định phải vì huynh đệ chúng ta làm chủ a, tiểu tử kia quá kiêu ngạo. Liên Hắc Y giúp cũng không để ở trong mắt. Mà Thải Ca tái kiến vị kia ngũ đại tam thô nam tử đầu chọc, lại như là gặp được cái gì cứu tinh vậy, nhất thời nhãn tình sáng lên, kích động tiến lên trước đi nói.
phải biết rằng cái này Lượng ca không có thể như vậy người bình thường, mà là hắn biểu ca hắc y bên trong bang không thể nghi ngờ kim bài đả thủ một trong, thân thủ mạnh đáng sợ. Vì vậy tựu Trần Phi cái loại này chỉ biết ba chân mèo công pháp tiểu bê, tuyệt không khả năng là Lượng ca đối thủ, đêm nay, lão tử nhất định phải để cho ngươi chờ coi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nghe vậy Lượng ca khẽ nhíu mày, thanh âm có chút lãnh. Trên thực tế, hắn đêm nay vốn là không nghĩ đến, có thể dù sao gọi điện thoại cho hắn tự mình cầu đến hắn nơi đó là Dương Thải, bọn họ hắc y giúp Long Đầu Trịnh Khuông nghĩa thân biểu đệ. Tục ngữ nói thật tốt, không nhìn mặt tăng xem mặt Phật, tuy nói Dương Thải trong mắt hắn so với trong bang phổ thông tên côn đồ cũng không bằng, cặn bã không được, nhưng thế nhưng tầng kia cùng Long Đầu quan hệ thân thích làm hắn phải cân nhắc ở trong đó. Vì vậy hắn tối nay tới, coi như giải sầu một chút đi. Là như vậy, đêm nay chúng ta lúc đầu muốn đi nhà kia thanh trúc thuốc thiện phường ăn, có thể cửa tiệm kia lão bản lại nhìn không thấy chúng ta, hắn mà cư nhiên dám không cho chúng ta an bài VIP phòng. Vãi, lão tử thân phận gì, biểu ca ta thế nhưng Trịnh. Dương Thải Thải ca vốn đang ở tự biên tự diễn, có thể khi hắn nhìn thấy Lượng ca không nhìn được lạnh lùng nhãn thần sau, nhất thời cả người một cái giật mình, ngượng ngùng cười cười, tiếp tục nhặt trọng điểm, mở miệng nói sau đó chúng ta tự nháo bắt đi. Có một tiểu bê thằng nhãi con rất lợi hại, một người đem huynh đệ chúng ta toàn bộ đánh, nhưng lại khẩu suất cuồng ngôn nhượng chúng ta có lá gan tiếp tục. Lượng ca, trên đường người nào không biết ta Dương Thải là hắc y giúp người, người nào không biết biểu ca ta là Trịnh Khuông nghĩa Trịnh Long Đầu, tiểu tử kia lại dám như thế khẩu suất cuồng ngôn, quả thực chính là nhìn không thấy chúng ta hắc y giúp. Dương Thải các loại thêm mắm thêm muối, phiến âm phong lân quang nói. Hàn Huyên dáng dấp nhượng cái gọi là Lượng ca nhìn. Chân mày thẳng mặt nhăn. Hắn đương nhiên biết từ Dương Thải trong miệng lời nói ra, hắn có thể chọn tin tưởng một hai thành cũng đã xem không tệ. Nhìn không thấy bọn họ hắc y giúp, ha ha, hôm nay Bắc Sơn, còn có ai dám nhìn không thấy bọn họ. Nghĩ đến đây hắn cũng thẳng thắn lười lại phí óc suy nghĩ vơ vẫn, lạnh lùng mở miệng nói được rồi, đi thôi. Ta cũng muốn nhìn một chút, là ai dám ngay cả chúng ta hắc y giúp mặt mũi cũng không cho. Không sai. Bê tiểu tử lại dám lớn lối như vậy, Lượng ca đợi ngươi nhất định hảo hảo sửa chữa hắn, tốt nhất nhường hắn lưu lại không gì sánh được ấn tượng khắc sâu. Dương Thải nghe vậy nhất thời kích động nói. Di, Thải ca, Lượng ca, các ngươi xem, tiểu tử kia tựa hồ đã ra rồi. Nhưng vào lúc này, đứng ở Thải ca sau lưng ta tiểu tử, đột nhiên chỉ vào thanh trúc thuốc thiện phường cửa chính phương hướng mở miệng nói. Nguyên lai là Trần Phi đám người đã cơm nước xong, cười nháo từ bên trong đi ra. Lượng ca, chính là hắn, tự tiểu bê thằng nhãi con. Dương Thải Thải ca nhất thời dùng tay chỉ Trần Phi tức giận nói, muốn cho Lượng ca ngay tức khắc thay hắn xuất thủ báo thù. 3. Câm miệng cho lão tử. Đã có thể sau đó một khắc, mọi người bên tai truyền đến một đạo trầm muộn tiếng vang. Chỉ thấy được xưng là Lượng ca cao lớn thô kệch nam tử đầu chọc, lại một cái tát hung hăng vẫy ở Thải ca trên đầu, nguyên bản tràn ngập sảng giọng ánh mắt. Lúc này cũng không biết lúc nào trở nên khẽ run lên, con ngươi còn theo hơi co rút lại, thật giống như gặp được cái gì thập phần kinh khủng sự vật. Mọi người ngây người. Dương Thải Thải ca cũng ngây người. Hắn không rõ bản thân vì sao mạc danh kỳ diệu đã trúng một tát này. Hắn ma Lượng ca không phải là chính hắn tìm đến, giúp hắn sao? Nhưng bây giờ, vì sao? Dương Thải, người hắn ma nói người kia chính là hắn. Ngay Dương Thải Thải ca cùng với một phiếu tiểu đệ đều run rẩy, nghi hoặc không hiểu thời gian, đầu chọc đại hán Lượng ca nghiễm nhiên chật vật nuốt nước miếng một cái, thanh âm cư nhiên đồng dạng có chút run rẩy nói. Hắn đương nhiên nhận thức Trần Phi là ai, bởi vì ban đầu ở quan thi âm dưới lầu tiểu khu phụ cận công viên, hắn và bên trong bang một vị khác kim bài đả thủ tràn đầy tự tin hướng đối phương xuất thủ, nhưng kết quả ni. Hoàn toàn bị treo ngược lên đánh không nói, căn bản không phải đối thủ. Thậm chí ngay cả bọn họ hắc y giúp Long Đầu Trịnh Khuông nghĩa đều bị hung hăng sửa chữa một trầu, liên phiến lỗ tai. Đến bây giờ còn không phải là thí đều không dám để xuống một cái, những này hắn đều là nhất thanh nhị sở. Hơn nữa cái này còn chưa phải là kinh khủng nhất vâng, đoạn thời gian trước hổ báo đường chú Bắc Sơn phân bộ cao tầng tinh anh, trong một đêm toàn bộ tiêu thất, bị người nhổ tận gốc, hoàn toàn lao đi. Lúc đó bọn họ toàn bộ hắc y giúp đều bị sợ bối rối, sở hữu vô luận là ai đều cơ hồ hoàn toàn từ đầu lạnh đến chân, cột sống hàn khí cọ 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 ra bên ngoài mạo.
bởi vì phải biết cùng hổ báo đường so với, bọn họ hắc y giúp thực sự cũng chỉ có thể coi là cái nhị lưu, nhưng bây giờ lại có người dám hướng về phía cái loại này quái vật lớn hạ thủ, quả thực làm cho muốn cũng không dám muốn. Sau đó đến bọn họ hắc y giúp đi qua mình đặc biệt tục con đường, từ tỉnh lý mặt làm cho tới một tấm hình, tựa hồ chính là trong hình người nọ một đêm gian đem hổ báo đường phân bộ nhổ tận gốc, sở hữu cao tầng hoàn toàn lao đi. Mà khi bọn hắn long đầu Trịnh Khuông Nghĩa bắt được tấm hình kia thời gian, thiếu chút nữa không sợ đến tè ra quần. Bởi vì tấm hình kia trên tuổi nhỏ người, chính là ban đầu ở trong công viên treo lên đánh bọn họ vị trẻ tuổi kia, cũng là hôm nay Dương Thải trong miệng tiểu bê tể. Ta tiểu mẹ ngươi cái so với. Oanh! Trong lòng như vậy hồi tưởng, dù là lượng ca loại này hắc y giúp đỉnh cấp kim bài đả thủ, cũng không khỏi trong lòng hiện ra nồng nặc sợ hãi. Mí mắt một trận nhảy loạn, sau đó mạnh một cước hung hăng đá vào Dương Thải trên bụng, oành một tiếng, đem đạp ra khoảng cách rất xa, nhịn không được chửi ầm lên, ta nói người hắn mà có đúng hay không muốn tìm cái chết. Phốc, Lượng ca, không phải là, ta, ngươi, hắn là ai vậy? Dương Thải Thải ca bị đạp phải trên mặt đất một trận nôn khan. Có thể hắn cũng không phải người ngu, gặp đối phương Lượng ca như vậy đột biến thái độ, giọng nói, đâu còn có thể không biết lúc này là thọc đại cái sọt. Vẻ mặt cầu xin vội vàng nói. Hắn là ai vậy? Ngươi hắn mà còn dám hỏi hắn là ai vậy? Ngươi có biết hay không, coi như là biểu ca ngươi, chúng ta hắc y giúp Trịnh Long Đầu, cũng không dám chọc hắn, đương sơ còn bị đối phương hung hăng quạt vài cái tát. Ngươi hắn mà coi là vật gì vậy? Chưa rể cây chưa cây tỏi, có đúng hay không cảm giác mình chán sống? Lượng ca càng nói càng tức giận, nhịn không được lại giơ tay lên một cái tát hung hăng vẫy đi qua. Ba một tiếng hung hăng khắc ở đối phương trên mặt, lưu lại năm điều đỏ tươi dấu tay. A, liên biểu ca ta đều bị hắn đánh. T, Trịnh Long Đầu đều bị đối phương phiến qua tai quang. Cái này, điều này sao có thể? Thải ca nghe vậy, bụng mặt trực tiếp bị lời nói này sợ choáng váng. Phía sau hắn một phiếu tiểu đệ càng nhìn không được mạnh cũng hít một hơi khí lạnh, run rẩy, cả người thẳng run run. Xòe ra đồ chơi. Trịnh Long Đầu đều bị tiểu tử kia phiến qua tai quang, đùa gì thế? Đây chính là Trịnh Long Đầu a, đường đường hắc y giúp một tay chủ. Hoang đường như vậy tin tức bị bọn họ từng cái một tiếp thu được trong đầu, ở đây vô luận là người nào cũng không nhịn được mồ hôi lạnh chảy dòng lên, sắc mặt trắng bệch, tất cả mọi người ồ ồ thở phì phò. Đến mức Thải ca càng sợ đến cả người run run cái liên tục, ngón tay bầm đen. Hắn đương nhiên minh bạch. Liên hắn biểu ca Trịnh Khuông Nghĩa đều không thể trêu vào, không dám chọc đối phương, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa bọn họ đêm nay hình như thực sự nhắc tới một khối siêu cấp lớn thiết bản A. Ừ, Trần Phi tựa hồ chú ý tới cách đó không xa một màn kia, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khóe miệng không tự chủ được buộc vòng quanh lau một cái nghiền ngẫm vẻ. Tuy nói hắn cũng không biết vì sao, đối phương hình như đấu tranh nội bộ, bất quá, như vậy cũng tốt. Đỡ phải hắn sẽ xuất thủ xử lý loại này lông gà vỏ tỏi chuyện phiền toái mà. Giảng đạo lý, tự đối phương loại trình độ đó, hắn hôm nay, là thật chân thực nhìn không thuận mắt. Phi ca làm sao vậy? Hoàng Phong tựa hồ chú ý tới Trần Phi dị dạng, hiếu kỳ nói. Không có việc gì, có vài con ruồi. Trần Phi cười lắc đầu, chỉ chốc lát sau liền cưỡi mình chạy băng băng GL4000 ly khai. Tiêu thất ở tỉnh lệ ngũ quang thập sắc trong bóng đêm. Ngày kế 8-9 giờ, Trần Phi ngồi từ Bắc Sơn Thị lái về phía tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ cùng Châu Thị máy bay, chậm rãi khởi động, tiến nhập xa xôi tầng khí quyển. Lúc này chính trực Thái Dương sơ thăng, tia sáng từ từ cường liệt, Trần Phi ngồi ở cần máy bay khoang hãng nhất nội, nhìn ngoài cửa sổ tầng mây, lại vô hình cảm giác được trong cơ thể mơ hồ nhiều hơn một tiểu sợi khí ấm áp chảy, làm hắn nhịn không được thần sắc kinh hỉ. Đây là chân hỏa khí. Hắn nhịn không được theo sát mà vận chuyển trong cơ thể linh khí, vận chuyển mới tu luyện Tam Dương kiếm điển, nhất thời cảm giác được mặt ngoài thân thể không ngừng có hơi tình cảm ấm áp khí lưu tuôn ra, hiển nhiên đây là hắn trong cơ thể linh khí tràn đầy, dư thừa tới trình độ nhất định mà biểu hiện. Hắn hôm nay Tam Dương kiếm điển tu luyện trình tự, bản vững vàng cắm ở tầng thứ hai đỉnh, cũng không có đầu mối, không cách nào ngưng tụ thành Tam Dương chân hỏa kiếm khí, đột phá đến cần công pháp tầng thứ ba. Chỉ là hiện tại, hắn lại tựa hồ như loáng thoáng chạm tới đột phá vết tích. Chẳng lẽ là bởi vì, này khắp bầu trời ấm áp nhật quang. Xem ra thực sự là vận khí không tệ a.
Trần Phi liếc mắt một cái cửa sổ phi cơ ngoại ánh mặt trời chói mắt, khóe miệng không kiềm hãm được buộc vòng quanh lau một cái nụ cười thản nhiên. Rất hiển nhiên hắn và người thường cũng không giống với, ở kiêm tu Tam Dương kiếm điển môn công pháp này sau, hắn lúc này đã có thể mơ hồ chạm đến ánh dương quang nội lực lượng. Cùng trong cơ thể hắn chân nguyên lửa đồng nguyên, thậm chí trình tự cao hơn nữa ra rất nhiều rất nhiều. Loại tình huống này rất hiển nhiên là đối với hắn rất có lợi, bởi vì hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này đột phá. Từ Tam Dương kiếm điển tầng thứ 2 đỉnh đột phá đến tầng thứ 3, tương đương với hắn hôm nay luyện khí tứ trọng cảnh giới. Ngưng luyện ra Tam Dương chân hỏa kiếm khí, sức chiến đấu tất nhiên tăng vọt. Hô, nếu vận khí tốt như vậy thử xem đi. Nhất niệm đến nước này Trần Phi hơi phun ra một ngụm chọc khí, mâu quang từ từ kiên định. Tuy nói hắn hôm nay chỗ ở trường hợp cũng không lý tưởng, chính là vạn trượng trên cao lên phi cơ khoang hạng nhất nội, thế nhưng loại này ngẫu đến kỳ ngộ cũng có thể gặp không thể cầu, giá trị vạn kim, tự nhiên tuyệt đối không thể bỏ qua. Dù sao hắn nếu là có thể thành, đột phá đến Tam Dương kiếm điển tầng thứ 3, ở trong người thành công ngưng tụ đến Tam Dương chân hỏa kiếm khí, không nói 36 nói, cũng không nói 9 đạo, vẻn vẹn chỉ cần một đạo. Chỉ sợ cũng đủ để chống đỡ hắn trước đây thiên sơ kỳ cảnh giới này xưng hùng. Dù sao đây chính là tu chân giới thủ đoạn, và lại còn là sức chiến đấu kinh khủng nhất kiếm điển, kiếm quyết, tự nhiên không phải là tùy tùy tiện tiện đùa giỡn. Vận chuyển. Nhất niệm đến nước này, Trần Phi nhãn thần sắc bén, không chút do dự vận chuyển lên trong cơ thể Tam Dương kiếm điển linh khí, nhất thời từng cổ một dường như bạo loạn thú hướng vậy nhiệt lượng bắt đầu điên cuồng mang tất cả kinh mạch của hắn, thiêu đốt thân thể. Khiến da thịt của hắn mắt thường có thể thấy được hơi đỏ lên, cũng làm hắn răng trên răng dưới răng trong nháy mắt cắn ở tất cả, thương một tiếng. Đau quá a! Cảm thụ được trong cơ thể dường như xé rách vậy đau nhức, dù là Trần Phi loại này tính tình cũng không nhịn được nhe răng nhếch miệng. Trên thực tế, hắn loại tu luyện này phương pháp thực sự rất nguy hiểm, hơi không chú ý tự có khả năng phiền phức, nhưng quả thực không có biện pháp, ai bảo hắn hoàn toàn chính là cái dã lộ số, không có biện pháp cân nhắc nhiều như vậy. Thế mà tuy nói là dã lộ số, nhưng dã lộ số cũng có dã lộ số thật là tốt chỗ, đó chính là dám đánh dám trùng. Nhất thời Trần Phi trong cơ thể cuồn cuộn cực nóng chân hỏa khí, như chạy trồm hồng thủy, gào thét chiến mã vậy điên cuồng mang tất cả tứ chi bách hài. Cái loại này cuồng nhưng mà, cực nóng năng lượng khổng lồ, trong nháy mắt điên cuồng trào vào Trần Phi đan điền ở chỗ sâu trong, dần dần ngưng tụ thành một đạo Tam Dương chân hỏa kiếm khí hư ảnh. Sắp thành công, nỗ lực lên. Thấy tình cảnh này, Trần Phi lòng tin tăng nhiều, không chút do dự càng điên cuồng vận chuyển Tam Dương kiếm điển, đồng thời cũng còn là cực kỳ điên cuồng hấp thu thiên địa nhật hoa lực, đem này hùng hồn thiên nhiên lực lượng hết thảy dẫn vào trong thân thể của mình mặt, phong phú Tam Dương chân hỏa kiếm khí hư ảnh. Kèm theo hùng hồn thiên nhiên nhật hoa lực chậm rãi dũng mãnh vào Tam Dương chân hỏa kiếm khí hư ảnh, người sau mắt thường có thể thấy được thong thả ngưng mắt nhìn lên, dần dần phát quang, dần dần sáng sủa. Và lại có một làm cho nhiệt lượng ở bỗng nhiên bốc lên. Oanh! Như vậy ngay non nửa khắc sau, một nếu là xuất hiện ở người trước, tất nhiên làm người ta run rẩy hỏa hồng rung động chậm rãi từ đạo kia Tam Dương chân hỏa kiếm khí hư ảnh trong toát ra đến, một tầng lại một tầng, một vòng lại một vòng, sau đó lại từ từ tạo thành cao tốc xoay quanh, tại nơi một phần ngàn chút nào dây gian đột nhiên nổ tung ra. Phốc suy! Trần Phi trên mặt nhất thời hiện ra lau một cái không bình thường huyết sắc. Sau đó không nhẫn nại được một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài, khiến hành khách chung quanh, cùng với bảo dưỡng nhân viên đều toàn bộ thất kinh. Vị khách nhân này ngươi không sao chứ? Một vị vóc người lồi lõm có hứng thú, khuôn mặt rảo tốt tiếp viên hàng không thần sắc khẩn trương đi tới hỏi. Không có chuyện gì, bất quá phiền phức xin cho ta rót một ly nước sôi đi. Trần Phi mặt không biểu tình sờ sờ phúc hạ đan điền bộ vị, tiện tay trà lau rớt vết máu ở khóe miệng, khẽ lắc đầu. Lại theo không khỏi khóe miệng nhàn nhạt cong lên nào đó độ cung. Tựa hồ hình như, thành công a. Nước sôi sao, đi, khách nhân ngài xin chờ một chút ta một hồi. Tiếp viên hàng không nghe được Trần Phi nói, lại quan sát một chút Trần Phi sắc mặt, tựa hồ cũng không có như cái gì tái nhợt, chợt hơi thở dài một hơi, xoay người đi vi Trần Phi rót nước đi. Bạn thân, nếu không ta cho ngươi xem một chút đi. Mạc danh kỳ diệu thổ huyết không có thể như vậy chuyện gì tốt. Đừng nhìn ta tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng ta lại là một gã trung y, cái này là danh THIOTA của ta. Cùng lúc đó,
làm ở Trần Phi ngồi phía sau một vị mắt kiếng gọng vàng nam tử đột nhiên truyền đạt một tấm danh THIOTA nói. Bách Thảo Đường, Trần Phi vô ý thức tiếp nhận danh phía này, mờ quang ở phía trên quét một vòng, theo liền phát hiện thập phần danh mục Bách Thảo Đường ba chữ, cùng với hình như là tên của đối phương Ninh Cây Thành. Lại là Bách Thảo Đường bác sĩ, ta nhớ kỹ đó không phải là cùng Châu thì tốt nhất trung y tiệm thuốc sao? Không sai, Bách Thảo Đường Ninh Bích Quốc, chữ lão, có người nói đã từng thế nhưng ở trong Nam Hải bảo kiện cục cho người lãnh đạo quốc gia xem bệnh. Sau lại về hưu, vinh quy quê cũ, ở chúng ta tỉnh Giang Nam cùng Châu mở một nhà trung y tiệm thuốc, chính là Bách Thảo Đường, danh khí rất lớn. Tiểu tử ngươi vận khí thật không sai, gặp được Bách Thảo Đường bác sĩ, còn thiện lương như vậy, nguyện ý chủ động cho ngươi xem bệnh. Mạc danh kỳ diệu thổ huyết không có thể như vậy chuyện gì tốt, nhanh nhượng xem ngươi một chút đi. Mà đang nghe Trần Phi câu kia nỉ non thanh, trên phi cơ không ít người đều kinh ngạc. Bởi vì Bách Thảo Đường ở cùng Châu thị danh khí có thể là rất lớn, được khen là tỉnh Giang Nam đệ nhất trung y tiệm thuốc, kỳ danh đầu liên chứa nhiều tỉnh lỵ ba giáp trong bệnh viện y khoa đều so ra kém, bởi vậy thấy rất mạnh. Mà mắt kiếng gọng vàng thanh niên nhân Ninh Cây Thành kiến trạng, cảm thụ được mọi người đối với bọn họ nhà Bách Thảo Đường tín nhiệm, tôn sùng, cùng với đúng ra ra hắn chữ lão thừa nhận. Nhất thời nhìn không được trẻ tuổi trên mặt hiện ra lau một cái vẻ kiêu ngạo, hướng về Trần Phi mỉm cười nói bản thân, ngươi yên tâm, ta ngày hôm nay giúp ngươi xem bệnh không thu tiền. Thế nhưng bảo chứng sẽ toàn lực ứng phó. Không cần, ta không sao mà. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại cười lắc đầu. Trung y, đừng quên chính hắn cũng là một gã trung y, hơn nữa còn là vị rất lợi hại trung y, tự nhiên minh bạch mình bây giờ không có chuyện gì. Chuyện gì cũng không có, tương phản hoàn hảo vô cùng. Phải biết rằng có thể thành công ngưng tụ ra một đạo tam dương chân hỏa kiếm khí, cũng đã chứng minh hắn tam dương kiếm điển thành công đột phá, đạt tới tầng thứ ba, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa từ nay về sau, coi như là cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ cường giả, nếu muốn khi hắn Trần Phi trước mặt làm càn, hay hoặc là muốn tới tìm hắn phiền phức, cũng phải hảo hảo mình suy nghĩ một chút. Bởi vì hắn hôm nay có tư cách muốn tầm thường cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ cường giả mệnh. Bản thân, cậy mạnh không có thể như vậy chuyện gì tốt. Mà ở nghe được Trần Phi cự tuyệt, Ninh Cây Thành nhìn không được khẽ cau mày nói. Hắn không nghĩ tới bản thân vốn là một mảnh hảo tâm, thậm chí cũng còn mang ra phía sau hắn Bách Thảo Đường hàng đầu, đối phương nhưng vẫn là muốn cậy mạnh, cho là mình không có chuyện gì, đem hắn cự tuyệt, điều này làm hắn trong lòng hơi có chút không quá thoải mái. Ai? Bây giờ người A, thật là có chút bầy không rõ ràng lắm vị trí của mình. Nói khó nghe giờ chính là tự tìm tội thụ. Bạn thân, đa tạ hảo ý của ngươi, ta họ Trần. Bất quá, ta nếu không đoán sai, ngươi tổ tiên chắc là Ninh An phủ Ninh ra đi. Nhưng vào lúc này, hắn bên tai chợt truyền đến Trần Phi thanh âm. Làm sao ngươi biết, Ninh Cây Thành nghe vậy trong nháy mắt nhãn thần một lệ. Để xuống dễ dàng, để xuống dễ dàng. Trần Phi nghe vậy cười khoát tay áo, giải thích võ lâm người nào không biết Nam Ninh Bắc Tống hai đại thần y gia tộc. Ta xem người họ Ninh, trong cơ thể lại có không kém minh kính, đoán được. Hắn tận lực hạ giọng ở đối phương bên tai nhỏ giọng nói. Cái gọi là Nam Ninh Bắc Tống, đó là chỉ từ xưa đến nay, ta Hoa Hạ cổ vũ giả trong vòng hai đại tiếng tăm lừng lẫy thần y gia tộc. Phía Nam võ lâm Ninh An phủ Ninh gia, cùng với phương Bắc võ lâm Đủ Nguyên Cốc Tống gia. Đều là nội tình cực kỳ phía sau tồn tại, không kém gì 11 năm thứ hai đại học trải tông môn. Nguyên lai là người trong đồng đạo, thất kính thất kính. Ninh Cây Thành không nghĩ tới từ Trần Phi trong miệng cư nhiên nói ra những lời này đến, sửng sốt tốt nửa ngày, mới chậm rãi lắc đầu cười nói. Không nghĩ tới lại là người trong đồng đạo, vậy trách không được. Ninh huynh khách khí, ta vừa rồi bất quá là chợt có sở ngộ, cảnh giới thoáng có điều tinh tiến. Vì vậy cũng không phải tận lực cự tuyệt hảo ý của ngươi. Trần Phi nghe vậy cười cười, cũng coi như là cực kỳ khách khí giải thích một phen. Nguyên lai là như vậy, vậy thì thật là chúc mừng Trần Huynh. Ninh Cây Thành nghe vậy nhất thời chúc mừng nói. Nếu là tu vi cảnh giới hơi có đề thăng, le le máu cái gì, tự nhiên là ở bình thường bất quá, cũng quả thực không có chuyện gì. Xem ra là hắn hảo tâm quản đến nhàn sự lên. Ai? Cái này còn thật là có chút xấu hổ a. Bất quá, hắn lúc này cũng có chút chú ý tới, Trần Phi cái này thoạt nhìn cùng năm nào kỳ không sai biệt lắm bạn cùng lứa tuổi, cư nhiên trong lúc mơ hồ cho hắn một loại thâm bất khả trắc cảm giác, thật
thật giống như núi lớn ngưỡng mộ, Uyên Đình Nhạc chỉ vậy, làm cho khó có thể tin. Phải biết rằng hắn hôm nay đều đã nhị lưu cổ vũ giả đỉnh phong, đối phương nếu là so với hắn còn lợi hại hơn, chẳng lẽ là nhất lưu cổ vũ giả trình tự. Cái này, không quá khả năng đi, đây cũng không phải là đùa giỡn. Tỉnh Giang Nam tứ quý như xuân, phong cảnh hợp lòng người, nhất là kỳ tỉnh lỵ cùng châu thị thức thì bị dự vi tổ quốc phía nam trên đất, một viên chói mắt Minh Châu. Là một tòa thập phần phồn vinh hiện đại hóa đại đô thị, ở toàn quốc đều có thể xếp hàng hàng đầu. Cùng châu thị sân bay ở khu vực thành thị, làm máy bay lúc hạ xuống không sai biệt lắm đã là 10 giờ sáng tả hữu. Trần Huynh, tương phùng tức là hữu duyên, đây là ta tư nhân điện thoại, về sau nếu lại có cơ hội chúng ta cùng uống hai bôi, ta cho ngươi làm người dẫn đường. Từ trên phi cơ xuống tới sau, có chút tự lai thục mắt kiếng gọng vàng Ninh Thụ Thành cười vỗ vỗ Trần Phi vai, xuất ra danh THIO ta chỉ phía trên số điện thoại. Lúc đầu khi hiểu được Trần Phi cùng hắn là một loại người sau, hắn là chuẩn bị tự mình cho Trần Phi làm một chút hướng dẫn du lịch, dẫn hắn du ngoạn cùng châu thị. Nhưng hôm nay cũng không đúng dịp, bởi vì Trần Phi không có thể như vậy đến đùa, vì vậy chỉ có thể tiếc nuối buông tha. Ninh Huynh khách khí, chủ yếu là quá không đúng dịp, vừa vặn vượt qua ta đến bên này, là tới làm việc. Nếu không sau vô ích gọi điện thoại cho ngươi, Trần Phi cũng là có một ít đáng tiếc nói. Hiển nhiên trải qua trước ở trên phi cơ một trầu sau khi trao đổi, hắn phát bây giờ đối với phương cái này Ninh Thụ Thành, còn là thật đúng hắn ăn uống, cũng có thể bớt thời giờ kết giao, chính là đáng tiếc có chút không đúng dịp. Đó là đương nhiên tốt. Xin lỗi, ta nhận cú điện thoại. Ninh Thụ Thành nghe vậy thần sắc vui vẻ, sau đó lúc này mới khởi động máy điện thoại đột nhiên ông loạn hưởng, làm hắn sửng sốt, sau đó một bên xin lỗi, một bên nghiêng đầu nhận nghe điện thoại. Này, Lâm Thúc Thúc, ta vừa trở về, cái gì, ngoại tân, có phiền phức như vậy sao? Được rồi, ta đã biết, ta bây giờ lập tức chạy tới. Ninh Thụ Thành hoàn toàn là cau mày tiếp điện thoại xong, sau đó thở dài một hơi ngượng ngùng nói Trần Huynh. Xem ra ta phải trước cáo từ một bước. Xảy ra chút chuyện này, tỉnh bên trong lãnh đạo dẫn theo một vị ngoại tân tìm ta xem bệnh. Ngoại tân, Trần Phi nghe vậy nao nao. Đúng vậy, ngoại tân. Ninh Thụ Thành nghe vậy cũng là lắc đầu nói cũng không biết chuyện gì xảy ra, phỏng chừng cũng chỉ có đuổi đi qua nhìn một chút mới biết. Đã như vậy nói, Ninh Huynh ngươi còn là mau nhanh nhích người đi. Trần Phi nghe vậy mở miệng nói, nếu là tầm thường bệnh nhân hoàn hảo. Nhưng một khi liên lụy đến ngoại tân hai người kia, vô luận tình huống gì, dù thế nào đều thật phiền toái. Chí ít hắn là lười xen vào loại sự tình này mà. Tốt lắm, ta đây trước hết cáo từ một bước, Ninh Thụ Thành nghe vậy hơi ôm quyền, sau đó xoay người ly khai. Ninh Huynh, nhìn đối phương rời đi bóng lưng, Trần Phi vô ý thức mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn bởi vì thanh âm quá nhỏ, không có bị đối phương nghe được. Sau đó thân ảnh kia dần dần tiêu thất ở trong đám người, không thấy. Quên đi, dù thế nào ta cũng lười xen vào cái này chuyện hư hỏng. Lấy Ninh An phủ Ninh ra thủ đoạn, nên vấn đề không lớn đi. Trần Phi theo lắc đầu, nói thầm nói. Cùng lúc đó, cùng châu thị ta ba giáp y viện đỉnh cấp bên trong phòng bệnh. Còn đây là cần y viện cao cấp nhất phòng bệnh, một ngày 24 tiếng đồng hồ đều có nổi danh chuyên gia toàn bộ hành trình chờ. Cùng với phân phối có cao cấp nhất chữa bệnh hệ thống, bảo đảm bệnh nhân bệnh tình không việc gì. Nhưng bây giờ, bọn họ lại nghênh đón một vị cực kỳ vướng tay chân, cực kỳ đặc thù bệnh nhân. Hắn đến từ đảo quốc nào đó, đại biểu thế giới 500 cường xí nghiệp phần lãi gộp gia tộc nắm trong tay phần lãi gộp thương chuyện bụi cây thức hội sở đến Hoa, đến tỉnh Giang Nam phụ trách đàm hạng nhất rất trọng yếu hợp tác. Tên của hắn là phần lãi gộp Ba Lang. Mặc dù là ở cường đại phần lãi gộp trong gia tộc cũng chính mình rất cao địa vị. Nhưng bây giờ hắn lại ngã bệnh, mạc danh kỳ diệu mắc phải quái bệnh. Tám cách, thùng cơm, thật to thùng cơm, các ngươi có biết hay không Ba Lang quân ở chúng ta Nhật Bản, ở chúng ta phần lãi gộp thương chuyện bụi cây thức hội sở, là thân phận gì, địa vị gì? Ta hiện tại bên ngoài tân thân phận cảnh cáo các ngươi, hiện tại ngay tức khắc cho ta nghĩ biện pháp, bằng không, ta hiện tại ngay tức khắc đi đại sứ quán đưa ra kháng nghị. Chỉ thấy một cái béo đô đô, dựng thẳng theo dâu cá chê mập heo đảo quốc người thao theo một ngụm không được tự nhiên tiếng Trung, ở nơi này vênh mặt hất hàm sai khiến, chửi ầm lên. Mà này chờ ở ngoài phòng bệnh chuyên gia, thánh thủ thấy tình cảnh này, nghe thế loại không có lễ phép uy hát yêu ta cùng quát mắng,
nhất thời nhìn không được một đám sắc mặt cũng thay đổi, có vẻ cực kỳ phẫn nộ, da mặt run. Phải biết rằng, làm cần ba giáp y viện có mặt mũi đỉnh cấp quyền uy chuyên gia, bọn họ những người này đi tới chưa không phải là bị hảo ngôn hảo ngữ hầu hạ. Ai dám theo chân bọn họ giảng câu lời nói nặng, nhưng bây giờ, người hắn mà người ngoại quốc dám tại đây kiêu ngạo, nhưng lại hắn ma là đảo quốc người, bọn họ làm sao không tức giận. Tiêu Tổng, Lâm chủ nhiệm, hiện tại tình huống này các ngươi cũng nhìn thấy, đảo quốc người không biết ở đâu dính đến nơi này một ít bẩn đồ vật, xin thứ cho chúng ta tài sơ học thiền, không trị được hắn bệnh này, cáo từ. Nhất thời liền có một số ít trong lòng nhiệt huyết quyền uy chuyên gia mặt mang khinh thường ly khai. Phi, cái gì đồ chơi? Chạy đến khám bệnh còn lớn lối như vậy, quả thực muốn chết. Các ngươi, ta nói cho các ngươi biết, chúng ta thế nhưng ngoại tân, ba lang quân có thể là các ngươi hoa hạ nhất tối khách nhân tôn quý nhất. Tiêu Tổng, người có thể phải hiểu rõ, nếu ba lang quân ở các ngươi cái này xảy ra chuyện, sau hợp đồng, tất cả đều đừng nói chuyện. Vậy lưu theo dâu cá trên mập heo đảo quốc người gặp bác sĩ cư nhiên lược trọng trách, đầu tiên là đầu đầy mồ hôi cả kinh, sau đó thần sắc sử tợn uy hát yêu ta nói. Phải biết rằng bọn họ thế nhưng ngoại tân, thân phận tôn quý ngoại tân, chớ nói chi là ba lang quân hay là bọn hắn phần lãi gộp gia tộc tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, nếu là ở cái này xảy ra chuyện, vậy còn được. Cho nên tuyệt đúng tuyệt đối không thể để cho hắn tại đây xảy ra chuyện. Bằng không, hắn rất có thể chịu không nổi, thậm chí ngay cả phản hồi đảo quốc, phản hồi phần lãi gộp gia tộc tư cách cũng không có, hắn đương nhiên không muốn nhìn thấy một màn kia. Mà bị y viện chuyên gia cùng với giữ lại dâu cá chê mập heo đảo quốc người coi là Tiêu Tổng người, không là người khác, chính là Tiêu Thiên Nhượng Tiêu Tổng. Chỉ thấy hắn lúc này nghe vậy sắc mặt cực kỳ âm trầm xấu xí, không nghĩ tới chính là một cái tiểu nhân vật, đều đang dám chỉ vào hắn mũi mắng, chỉ vào hắn mũi uy hát yêu ta, đây quả thực buồn cười. Thật coi hắn Tiêu Thiên Nhượng là bùn bóp. Nhưng khi hắn nghe được đối phương nhắc tới hợp đồng chuyện tình lúc, nhưng vẫn là mâu quang xẹt qua một tia âm ngoan. Hung hăng nắm bắt ngón tay nhẫn nại xuống tới, miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười nói tùng tỉnh các hạ, người yên tâm. Ba lang các hạ là chúng ta Tiêu thị tập đoàn, cũng là chúng ta tỉnh Giang Nam tối khách nhân tôn quý nhất, chúng ta sẽ toàn lực chữa cho tốt hắn, người yên tâm. Không có biện pháp, lần này bọn họ Tiêu thị tập đoàn cùng đối phương phần lãi gộp thương chuyện bụi cây thức hội sở hiệp đàm hợp tác chân thực quá trọng yếu. Trọng yếu đến liền bọn họ Tiêu gia cao tầng đều cực kỳ coi trọng. Thậm chí có trưởng bối đều hạ tử mệnh lệnh, phải đạt thành hợp đồng, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chính là căn cứ vào đã ngoài nguyên do, hắn Tiêu Thiên Nhượng trong lòng mặc dù lại tức giận, cũng chỉ có thể thành thật nín. Bởi vì hắn biết rõ, đối phương vậy lưu theo dâu cá chê mập mạp chết bầm mặc dù đang phần lãi gộp gia tộc là một tiểu nhân vật, nhưng vấn đề là hiện tại nằm ở trên giường phần lãi gộp ba lang thân phận lại không bình thường, chính là cần gia tộc chân chính dòng chính truyền thụ. Là thật có tư cách ảnh hưởng đến lần này hợp tác. Tốt nhất, tin tưởng Tiêu Tổng sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Điểm này ta thập phần tin tưởng các hạ ngươi. Vậy lưu theo dâu cá chê mập heo đảo quốc người nghe vậy lúc này mới từ bỏ ý đồ, nôn nóng đợi. Hanh! Gặp đối phương loại tiểu nhân vật này như vậy oai 258 vạn thái độ, Tiêu Thiên Nhượng nhìn không được âm thầm hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là thành thật nín. Xoay người hướng bên cạnh một vị hơn 40 tuổi trung niên nhân mở miệng nói Lâm chủ nhiệm, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đối phương họ Lâm, chính là tỉnh Chiêu Thương Cục rất có năng lượng quan viên chánh phủ, đồng thời cũng là lần này phụ trách phần lãi gộp thương chuyện bụi cây thức hội sở đến Hoa, đến tỉnh Giang Nam đầu tư hiệp đàm chính phủ đại biểu. Cho nên nói bọn họ hiện tại cũng coi như là người trên một cái thuyền, nếu là phần lãi gộp ba lang tại bọn hắn trên địa bàn xảy ra chuyện. Không nói trở mình không ngã thuyền cái gì, chỉ là hướng đại sứ quán kháng nghị, nháo thành ngoại giao sự kiện thì có đủ bọn họ nhức đầu. Vì vậy bọn hắn bây giờ việc cấp bách, đó là nhất định phải tìm người lai tướng đối phương phần lãi gộp ba lang chữa cho tốt. Vô luận, nỗ lực bất kỳ giá nào, cũng phải hoàn toàn cái mục tiêu này. Chúng ta cùng Châu Thị các năm thứ ba đại học giáp y viện chuyên gia Tây Y hầu như đều tới một lần, nhưng tất cả đều thúc thủ vô sách, chỉ có Trung Y bên kia. Thế nhưng Bách Thảo Đường chữ lão hôm nay cũng không ở cùng châu, mà hình như là ở kinh thành, bất quá ta đã gọi điện thoại thông chi hắn tôn tử Ninh Thụ Thành tới rồi. Hiện tại cũng chỉ có thể nhìn hắn có biện pháp nào không. Lâm chủ nhiệm thần sắc nôn nóng nói. Chữ lão tôn tử, hắn có được hay không? Tiêu Thiên Nhượng nghe vậy nhíu mày,
cái loại này nhìn không thấy người tư thái lại không tự chủ được, theo bản năng biểu hiện ra ngoài. Vẻ mặt khinh thường hình dạng. Hắn thấy, hôm nay loại này trọng yếu trường hợp sợ rằng chỉ có chữ lão đích thân tới, mới có tư cách xưng là toàn lực ứng phó, nhưng bây giờ, chính là một tên mao đầu tiểu tử, chữ lão tôn tử. Mới bây lớn, học bao nhiêu năm trung y, có thể được không? Cũng không có vấn đề đi. Theo ta được biết, Ninh Thụ Thành tuy rằng niên kỷ khá nhẹ, nhưng lại tựa hồ như đã cố gắng được chữ lão chân truyền, ngay cả kinh thành bảo kiện cục bên kia, đều có ý hấp thu hắn tiến nhập trong đó nhập chức, trở thành trung y phương diện chuyên gia. Thế mà Lâm chủ nhiệm lại nói như thế, Tiêu Thiên Nhượng hơi giật mình. Lấy thân phận địa vị của hắn, bối cảnh trình tự, đương nhiên rất rõ ràng kinh thành bảo kiện cục là địa phương nào, nói trắng ra là chính là hiện đại hóa ngự y cung, hoàn toàn không đúng ngoại mở ra, hoàn toàn là cho đạt quan quý nhân xem bệnh địa phương. Không nghĩ tới tuổi quá trẻ tiểu tử cư nhiên có thể được đến bên kia chú ý, nhưng thật ra nhượng hắn thật không ngờ, có chút cây ết yêu ta sợ. Nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên trong lòng phảng phất nhiều hơn một chút lòng tin, nhưng theo đã bị lau một cái nồng nặc oán khí cho che giấu. Hắn không khỏi theo bản năng hoạt động một chút mình đầu gối, hơi khàn khàn đôi mắt tràn đầy tàn khốc, thập phần dữ tợn. Nếu không phải chết tiệt tiểu tử thối, ta đường đường Tiêu Thiên Nhược, sao thụ như vậy dằn vặt, thật đáng chết. Mà nhưng vào lúc này, phong trần mệt mỏi Ninh Thụ Thành rốt cục thong dong tới chậm. Mà ở vừa thấy được Ninh Thụ Thành đến, Lâm chủ nhiệm nhất thời trên mặt hiện ra lau một cái kích động nói tiểu Ninh bên này, bên này. Lâm thúc thúc. Rất hiển nhiên Ninh Thụ Thành tựa hồ cùng vị kia Lâm chủ nhiệm nhận thức, không khỏi vô ý thức đi tới, thở hổn hển hỏi, Lâm thúc thúc, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tình huống thật có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Ngươi vào xem sẽ biết, chúng ta cùng Châu Thị các năm thứ ba đại học giáp y viện đỉnh cấp chuyên gia Tây y tới không ít, có thể tất cả đều thúc thủ vô sách, tốn công trở về, vì vậy Lâm thúc thúc hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi, tiểu Ninh ngươi nên giúp ta một chút. Lâm chủ nhiệm nhỏ giọng nói. Ta đã biết, ta xem trước một chút đi. Đào quốc người. Ninh Thụ Thành nói như thế, vừa đi tiến phòng bệnh, một bên chợt thần sắc biến đổi. Mẹ, là Đào quốc người. Tám cách, người đó là cái gì giọng nói? Thái độ gì, mà đang nghe Ninh Thụ Thành rõ ràng có chứa địch ý, chống cự ngữ điệu, giữ lại dâu cá chê mập heo Đào quốc người nhất thời tức giận nổi trận lôi đình, vẻ mặt âm trầm gầm lên chất vấn. Tám cách, người đó là cái gì giọng nói? Thái độ gì? Phải biết rằng bọn họ thế nhưng vĩ đại đại Nhật Bổn đảo quốc công dân, giọng điệu này là coi thường. Tiểu Ninh ngươi, ngay cả Lâm chủ nhiệm nghe vậy cũng không nhìn được hơi biến sắc, không rõ Ninh Thụ Thành vừa thấy được đối phương lại là loại phản ứng này. Xin lỗi, Lâm thúc thúc, xem ra ngươi đã quên, chúng ta Bách Thảo Đường là xin miễn cho đảo quốc người xem bệnh. Đã có thể sau đó một khắc Ninh Thụ Thành nhưng chỉ là lạnh lùng mở miệng, theo cư nhiên tự xoay người sang chỗ khác. Lại chuẩn bị ly khai. Vân, Vân chờ đã, Tiểu Ninh, Vân Vân chờ đã, có chuyện hảo hảo nói. Các ngươi Bách Thảo Đường thật có quy củ này. Lâm chủ nhiệm liền vội vàng đem kỳ ngăn lại, mâu quang nhưng có chút chột dạ lung tung lóe ra. Hắn quả thật có ấn tượng Bách Thảo Đường hình như là có quy củ này, chỉ là bởi vì dĩ vãng đều cho tới bây giờ không gặp gỡ quá loại sự tình này mà, vì vậy cũng không để ý, nhưng hôm nay hiện tại. Phải biết rằng đối phương thế nhưng đại biểu Nhật Bản phần lãi gộp thương chuyện bụi cây thức hội sở, đến bọn họ Hoa Hạ, đến bọn họ Giang Nam hiệp đàm hạng nhất rất trọng yếu hợp tác, thập phần trọng yếu. Thậm chí mặt trên tầng cao hơn đều cho hắn hạ tử mệnh lệnh, chuyện này nhất định không thể ra bất luận cái gì một điểm cạm bẫy, nhưng bây giờ, hắn lại không nghĩ rằng Bách Thảo Đường lại còn có loại này quy củ, không để cho đảo quốc người xem bệnh. Đáng chết, cái này phiền toái. Không sai. Ta Thái Gia Gia chính là chết ở đảo quốc nhân thủ trên, sở dĩ năm đó Gia Gia ta sáng tạo Bách Thảo Đường lúc, từng tự mình lập được luật sắt, tuyệt không cho đảo quốc người xem bệnh. Vì vậy, thứ lỗi. Nhưng vào lúc này Ninh Thụ Thành nói như đinh chém sắt, giọng nói hoàn toàn không có thể quay về có khả năng, mọi người thần sắc chợt biến. Tiểu Ninh, Lâm chủ nhiệm do dự mà không biết nên nói cái gì cho phải. Làm càn. Mà Tiêu Thiên Nhượng nghe vậy lại mạnh nộ quát một tiếng. Phảng phất đem mình tư thái bẩy rất cao, trên cao nhìn xuống, nhìn Ninh Thụ Thành lấy một loại giọng ra lệnh lãnh đạm nói ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất làm rõ ràng, chúng ta không có thể như vậy đang cầu xin ngươi, mà là mệnh lệnh ngươi. Ba lang tiên sinh là chúng ta Hoa Hạ tôn quý ngoại tân,
nếu là bởi vì ngươi cự trị mà xảy ra vấn đề gì, ngươi đảm đương khởi trách nhiệm này. Giờ này khắc này, ánh mắt của hắn thoạt nhìn rất âm trầm, rất âm lãnh, đồng thời ký mâu quang trong còn không hiểu hiện lên lau một cái cùng chung mối thù, giống như bị cự tuyệt chữa trị người là hắn. Cái đó và đã từng một màn kia cỡ nào tương tự, làm hắn mỗi khi hồi tưởng lại, tự tức giận không thôi. Tám cách, ngươi người trẻ tuổi này là thái độ gì? Ngươi có biết hay không Ba Lang Quân là thân phận gì, ở chúng ta đảo quốc gia sao to như vậy vì? Ngươi bây giờ lại dám cự trị, đây quả thực là đối với chúng ta Đại Nhật Bổn đảo quốc công dân kỳ thị, nhục nhã. Quả thực buồn cười. Mà dựng thẳng theo dâu cá trên mập heo đảo quốc người nghe vậy cũng là hổn hển, thần sắc âm trầm chửi ầm lên uy hát yêu ta nói ngươi cho ta nghe rõ ràng, ngày hôm nay ngươi nếu là dám không để cho Ba Lang Quân xem bệnh, đồng thời không đưa hắn trị hết, ta sẽ ngay tức khắc liên hệ quốc gia của ta bộ ngoại giao cửa phát sinh nghiêm trọng kháng nghị. Hơn nữa cũng sẽ ngay tức khắc đình chỉ giữa chúng ta hợp tác, đến lúc đó, ha ha. Nói đùa, bọn họ Đại Nhật Bổn đảo quốc công dân hạng tôn quý thân phận, chính là một cái hoa hạ tiểu trung y cũng dám cự tuyệt trị liệu, thực sự là buồn cười, tự tìm tử lộ. Mà đang nghe dâu cá trên mập heo đảo quốc người lại nhắc tới ngưng hẳn hợp tác chuyện tình. Tiêu Thiên Nhượng không khỏi thần sắc mạnh biến đổi, sau đó nhìn Ninh Thụ Thành ra lệnh ngươi, hiện tại, ngay tức khắc cho ta cho Ba Lang các hạ xem bệnh. Thế mà nghe được Tiêu Thiên Nhượng cao như vậy tư thái, như vậy trên cao nhìn xuống, như vậy có chứa sức uy hát yêu ta cùng với mệnh lệnh nói, Ninh Thụ Thành nhưng chỉ là khóe miệng khinh thường phủi phiết, nhàn nhạt giễu cợt nói xem ra Tiêu gia gần đây thực sự là càng ngày càng không được, chỉ ngươi loại này óc có vấn đề tên, cũng có tư cách đại biểu Tiêu gia, tấm tắc. Trong miệng hắn một bên phát sinh giễu cợt thanh âm, một bên không thèm để ý chút nào xoay người ly khai, nói Lâm Thúc Thúc, xin lỗi, không phải là ta không giúp ngươi, mà thật sự là gia tộc lệnh không thể làm, xin lỗi, ta đi trước một bước. Đứng lại cho ta. Có thể nhưng vào lúc này Tiêu Thiên Nhượng chợt như là phát điên vậy, mắt hiện lên âm lãnh vẻ gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Thụ Thành, hướng bên cạnh Bảo Tiêu gầm nhẹ nói ngăn hắn lại cho ta. Ta Tiêu Thiên Nhượng đến muốn nhìn một chút. Chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân, có thể có bản lãnh gì ở ta Tiêu Thiên Nhượng trước mặt, lớn lối như thế. Rất hiển nhiên hắn giờ này khắc này cảm xúc có chút không đúng lắm, dù thế nào giảng đạo lý cũng không phải nhằm vào Ninh Thụ Thành một người, mà là rất có thể bị cái này sao mà tương tự chính là tràng cảnh, sao mà tương tự chính là trào phúng, sao mà tương tự chính là cự tuyệt gợi lên nội tâm đau xót, cho nên mới phải táo bạo như vậy. Ngăn cản ta, chỉ bằng mấy cái này phế vật. Mà đang nghe Tiêu Thiên Nhượng quát chói tai thanh, Ninh Thụ Thành chậm rãi dừng lại bộ, cảm giác được phía sau một đám khí thế hung sát hắc y nhân dần dần đem vây quanh, khóe miệng của hắn dần dần buộc vòng quanh lau một cái lạnh như băng độ cung. Hắn cặp kia tay, không hiểu dần dần hiện ra lạnh lùng hư vô minh kính mà, trong sát na, một minh mông khí thế từ trong cơ thể hắn hiện ra đến, làm người sợ hãi, làm người ta run, trong nháy mắt tại đây không khí khẩn trương trong tràn ngập ra. Cũng khiến mấy người áo đen kia bỗng nhiên biến sắc. Đáng chết, là Cao. Chính làm trong lòng bọn họ hiện ra như vậy cảnh giác lúc, lại đột nhiên trước mắt tối sầm, kình phong cuồng tập, đã thấy Ninh Thụ Thành một quyền một cước trong nháy mắt đánh ngã hai người. Sau đó một cái tiên chân hung hăng văng ra ngoài, trực tiếp đem còn lại hai ba người dường như lăn hồ lô vậy đá bay. T. Thấy tình cảnh này. Dù là Lâm chủ nhiệm cái loại này gặp thể diện quá lớn quan lớn cũng không nhìn được cũng hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới Ninh Thụ Thành cư nhiên có thể lợi hại như vậy, chỉ là một quyền hai chân, liền đem 4-5 cái ngũ đại tam thô đường đường Tiêu thị tập đoàn Tiêu tổng bên cạnh cận vệ, cho đánh ngã. Ngươi, 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 ta, mà dâu cá trên mập heo đảo quốc người thấy thế cũng không nhìn được đầu đầy mồ hôi, hẹp dài đôi mắt tràn đầy sợ hãi vẻ. Hắn chỉ là cái tiểu nhân vật. Đương nhiên chưa thấy qua loại tràng diện này. Nguyên lai là cổ vũ giả, trách không được dám ở ta Tiêu Thiên Nhượng trước mặt lớn lối như thế. Mà Tiêu Thiên Nhượng lúc này tuy rằng sắc mặt âm trầm, thậm chí hắng giọng tới cực điểm, nhưng không có bị hù được, chỉ là cắn răng nghiến lợi nói. Nguyên lai là cổ vũ giả, trách không được dám lớn lối như vậy. Ở trước mặt ngươi lớn lối như thế. Nghe được Tiêu Thiên Nhượng như vậy tự biên tự diễn, đem bản thân đặt ở rất cao vị trí. Cao như vậy tư thái nói, Ninh Thụ Thành không khỏi khóe miệng hiện ra lau một cái châm chọc biên độ, thản nhiên nói ngươi biết không? Chỉ ngươi loại này chỉ biết là lấy lòng đảo quốc người bán nước cẩu, trừ ra Tiêu gia tầng này thân phận không nói chuyện, ngươi thực sự, thí đều không phải là.
hắn Thái Gia Gia là bị đảo quốc người giết chết, vì vậy đây là dùng tiên huyết đều cọ rửa không được cừu hận, chớ nói chi là Tiêu Thiên Nhượng còn ở trước mặt hắn như vậy quyến rũ, lấy lòng chính là một cái đảo quốc người, còn muốn nhượng hắn Ninh Thụ Thành cho đảo quốc người xem bệnh. Phi, nằm mơ đi thôi, lão tử cũng không cái này rỗi rãnh thời gian hầu hạ ngươi cái này nhược trí. Ngươi nói cái gì, ngươi có tin ta hay không? Tiêu Thiên Nhượng nghe vậy tức giận bể phổi, vô ý thức còn muốn để mà mê hoặc cũ đường uy hát yêu ta người, lại bỗng nhiên phát hiện, thủ hạ mình này người đã bị đối phương dễ dàng sắp xếp sạch sẽ, chợt chỉ có thể mặt âm trầm, ngón tay run rẩy, ngạnh sinh sinh đem lửa giận trong lòng tạm thời áp chế trở lại. Theo, chỉ thấy kỳ nhìn Ninh Thụ Thành lạnh như băng nói ngươi nếu biết thân phận của ta, cũng biết ta đại biểu Tiêu gia, ta đây khuyên ngươi bây giờ tốt nhất chớ cho mình tìm không thoải mái. Nếu là ba lang các hạ thật bởi vì ngươi cự trị, mà đã xảy ra chuyện gì sao, ngươi phó được khởi trách nhiệm này. Có thể gánh nổi dưới Tiêu gia ta lửa giận. Lời vừa nói ra, vô luận là Lâm chủ nhiệm hay hoặc là vị kia dâu cá chê mập heo đảo quốc mọi người bỗng nhiên biến sắc. Bọn họ đương nhiên biết rõ cái gọi là Tiêu gia lửa giận, cái này ý vị như thế nào. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi bây giờ có thể nghe rõ ràng, còn là thành thật đến ba lang các hạ xem bệnh, nếu không, Tiêu tổng lại sẽ cho ngươi chịu không nổi. Theo dâu cá chê mập heo đảo quốc người kiêu ngạo cười ha ha, tự nhận là tựa hồ đã nắm trong tay hết thảy. Tiêu gia, ha ha. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt trào phúng tiếng vang lên, chỉ thấy Ninh Thụ Thành dùng một loại xem ngu ngốc nhãn thần nhìn Tiêu Thiên Nhượng, khóe miệng tràn đầy châm chọc được rồi, Tiêu gia lửa giận. Ngươi nếu là có bản sự này tiểu thử xem đi, ta Ninh An phủ Ninh gia, toàn bộ tiếp được. Mặc dù Ninh An phủ Ninh gia từ lâu tùy thời thời đại thay thế, năm tháng biến thiên, mà tiêu tán nhiều năm. Có thể Ninh An phủ ba chữ này, và lại vẫn luôn hay là bọn hắn Ninh gia vinh quang, tổ tông vinh quang. Bọn họ chưa bao giờ bất luận cái gì quên. Như vậy, mỗi khi bọn hắn cái này bộ tộc người nghiêm túc nói ra ba chữ kia thời gian, đại biểu ý nghĩa, đã hoàn toàn không cần quá nói nhảm nhiều. Tiêu gia, ha ha, có bản lĩnh ngươi tự thử xem đi, xem ta Ninh An phủ Ninh gia, có sợ không? Theo hắn liền không chút do dự xoay người ly khai, chỉ còn lại có mọi người bên tai nhàn nhạt cười nhạt và trào phúng, cùng với Tiêu Thiên Nhượng bị nhục nhã, phẫn nộ tới cực điểm, âm trầm như nước sắc mặt. Cả người hắn đều không thể ức chế thân thể điên cuồng run rẩy, lửa giận mãn mâu. A, 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 oanh, bùm bùm, hắn nhịn không được thở hổn hển quát to một tiếng, như là giống như điên hung hăng nhằm vào cái ghế bên cạnh, lại mạnh kêu rên vẻ mặt, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Chân bị uy. Phốc suy. Thấy tình cảnh này, cách đó không xa không ít ẩn núp xem trò vui tiểu hộ sĩ nhìn không được bật cười. Người này thực sự là tự có nên được. Tiêu Tổng. Lâm chủ nhiệm thấy tình cảnh này tuy rằng cũng muốn cười, nhưng lại biết hắn nếu là bật cười, khẳng định tự nguy rồi. Vì vậy hắn giờ này khắc này một bên điên cuồng nín nụ cười của mình, một bên vẫn là không nhịn được có chút lo lắng nói hiện tại chúng ta phải làm gì. Bách Thảo Đường không muốn xuất thủ, những người khác lại bất lực, chẳng lẽ chúng ta thật muốn mắt mở trừng trừng xem ba lang các hạ, như vậy tiếp tục nữa. Hắn liếc mắt một cái trên giường bệnh thở ra thì nhiều tiến khí ít phần lãi gộp ba lang, vẻ mặt đều là sầu lo. Tuy rằng hắn cũng không thích đảo quốc người, nhưng vấn đề là, nếu là đối phương thật ở trên tay bọn họ xảy ra chuyện, đều không cần suy nghĩ, hậu quả nhất định sẽ thập phần nghiêm trọng. Làm sao bây giờ, Bách Thảo Đường, Ninh gia. Ha ha, chúng ta Giang Nam lại không chỉ có cả nhà bọn họ trung y lợi hại, cái kia không tán thưởng cẩu vật không trị, lẽ nào chúng ta thì không thể tìm những người khác. Tiêu Thiên Nhượng nghe vậy đầu tiên là nghiến răng nghiến lợi, sau đó đột nhiên như là nghĩ tới điều gì vậy, kỳ tâm trong dần dần hiện ra gương mặt, vẻ mặt gương mặt trẻ tuổi, làm hắn đột nhiên âm xâm xâm nở nụ cười. Tiểu tử ngươi không phải là rất nghiêu ép, ngươi không phải là ngay cả ta Tiêu Thiên Nhượng bệnh cũng không trị, như vậy có tính tình. Tốt lắm, ta hiện tại đến muốn nhìn một chút, hôm nay liên lụy đến một vị thân phận tôn quý ngoại tân, liên tỉnh lý mặt đều cực kỳ coi trọng. Ngươi còn có gan hay không dám không trị? Nếu không phải vừa rồi tiểu tử kia đứng phía sau Ninh gia, ở kinh thành đều khá có vài phần năng lượng. Hắn dám nói như vậy. Về phương diện khác, Trần Phi ở phi trường giản đơn ăn một ít điểm tâm sau, liền móc ra điện thoại gọi thông Đồng Kiến Huy điện thoại. Từ lần trước Trần Phi ở Đồng gia bên trong biệt thự rượu thủ hồi xuân, bày ra yêu nghiệt vậy y thuật đem Đồng lão gia tử cứu sống sau,
Đổng Gia từ trên xuống dưới nhất thời thật sâu nhớ kỹ vị kia tên là Trần Phi người tuổi trẻ mặt. Hắn Đổng Kiến Huy thân là Đổng Lão Gia tử cháu trai ruột, Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư thân nhi tử, tự nhiên càng không ngoại lệ. Dù sao lời nói lập dị giờ nói mà, Trần Phi cứu sống Đổng Lão Gia tử, vậy hoàn toàn xưng là bọn hắn Đổng Gia ân nhân cứu mạng. Như vậy, không coi trọng đương nhiên là không thể nào. Vì vậy hôm nay Trần Phi tại bọn hắn Đổng Gia, người cả nhà trong lòng địa vị cũng rất cao, rất trọng yếu. Mà một ngày này, Đổng Kiến Huy ở cùng châu thị ta tư nhân cao cấp hội sở, lúc đầu tựa hồ gặp được giờ chuyện phiền toái mà, chính vẻ mặt xui, sắc mặt xấu xí, chợt có một vị sẽ sở nhân viên công tác đang cầm điện thoại di động của hắn đến, nhỏ giọng cung kính nói Đổng ít, ngài điện thoại vang lên. Điện thoại. Đổng Văn Thành xoa xoa lông rậm rạp tóc vàng đầu, có chút không nhìn được mâu quang phiết đi qua. Nhìn thấy một lùi dãy số, lại mạnh nhãn thần một trận co rút lại, một đạo giật mình màu sắc từ hai mắt xoay quanh ra, nhìn không được than nhẹ ra phi ca. Rất hiển nhiên từ lần trước chuyện kia sau, vô luận là phụ thân hắn bày mưu đặt kế, hay hoặc là chính hắn. Dù thế nào lúc này điện thoại trên dãy số đã bị hắn thật sâu khắc ở trong lòng. Phi ca, mà tư nhân hội sở nhân viên phục vụ nghe vậy, rất hiển nhiên mạnh ngẩn người. Không nghĩ tới từ đường đường Đổng ít trong miệng cư nhiên có thể nghe thế loại nói. Ca. Phải biết rằng Đổng Kiến Huy Đổng ít đó là hạng thân phận. Đường đường tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ Thành thị cùng châu thị thị uy bí thư Đổng Văn Thành con, chớ nói chi là Đổng bí thư vẫn còn tỉnh lý kiêm nhiệm tỉnh tuyên truyền bộ bộ trưởng, tỉnh uy thường ủy, đây chính là hoàn toàn nhất ngôn cửu đỉnh đại nhân vật, xưng hô một câu bản tỉnh 4 số 5 lãnh đạo đều hoàn toàn không quá đáng. Nhưng bây giờ, Đổng bí thư con Đổng Kiến Huy Đổng ít cư nhiên làm trò mặt của mình mà, xưng hô bên đầu điện thoại kia cho rằng phi ca. Dù thế nào mặc kệ cái gì ca, nói chung chỉ cần chỉ dựa vào một chữ này, cũng đủ để cho hắn rung động. Vị kia phi ca, cũng không biết lai lịch gì. Lẽ nào, là từ kinh thành tới. Thực sự là phi ca. Sẽ ở đó tư nhân hội sở người bán hàng bị rung động suy nghĩ vơ vẫn lúc, Đổng Kiến Huy đã vẻ mặt kích động đem điện thoại lại thông qua đi, chờ giây lát. Lại rất cung kính mở miệng nói phi ca, người khỏe. Vừa rồi điện thoại di động không bên người, vì vậy xin lỗi không nghe được điện thoại tiếng vang thanh âm. Thấy tình cảnh này, phục vụ viên kia tức thì bị rung động rối tinh rối mù, thậm chí trên mặt đều mơ hồ nổi lên một luồng sai lầm, miệng há thật to, hợp đều hợp không hơn. Mẹ, ta đây không phải là đang nằm mơ chứ? Đường đường Đổng xây hoa Đổng ít cư nhiên sẽ đối với bạn cùng lứa tuổi như vậy cung kính. Coi như là kinh thành những công tử ca kia đại thiếu, cũng không lợi hại như vậy đi. Hắn chân thực không cách nào tưởng tượng, bên đầu điện thoại kia đến tột cùng là ai. Trách không được, ta nói thế nào trước vẫn điện thoại đả thông không ai nhận. Bên đầu điện thoại kia Trần Phi lúc này mới gật đầu, lập tức vừa cười vừa nói ngươi bây giờ ở đâu. Ta đến Cùng Châu, có chút việc mà tìm ngươi. Phi ca ngài đến Cùng Châu, thật sự là quá tốt. Ta hiện tại ngay tức khắc đi qua đón ngươi, ngươi ở đâu? Đổng Kiến Huy nghe Trần Phi cư nhiên đến Cùng Châu, nhất thời không chút do dự kích động, vội vàng nói. Ta hiện tại ở phi trường bên này KFC, đừng có gấp. Ta tại đây chờ ngươi. Trần Phi nghe vậy vừa cười vừa nói. Cùng Châu thị sân bay ở vào khu vực thành thị biên giới phương hướng, vừa vặn cùng Đổng Kiến Huy lúc này sở tại tư nhân hội sở phương hướng nhất trí, trung gian lộ trình ước chừng theo 20 phút là có thể đến. Vì vậy vừa nghe đến Trần Phi lời này, Đổng Kiến Huy nhất thời mở miệng nói tốt lắm phi ca, ta hiện tại ngay tức khắc lái xe đi, hẳn là chỉ cần chừng nửa canh giờ. Làm phiền ngươi ở bên kia hơi chờ một chút. Không thành vấn đề. Trần Phi gật đầu cười, chợt cúp điện thoại. Mà thấy tình cảnh này Đổng Kiến Huy cũng không chút do dự đứng dậy thu hồi điện thoại di động, chuẩn bị đi thay quần áo ly khai. Rất hiển nhiên lúc này ở trong mắt hắn, Trần Phi phi ca đến. So với bất cứ chuyện gì đều quan trọng hơn. Có thể nhưng vào lúc này đã có người tự tiếu phi tiếu đưa hắn ngăn lại. Thế nào, Đổng ít, chúng ta cái này đánh cuộc đều còn chưa bắt đầu, người đã nghĩ chạy. Chẳng lẽ, ngươi là sợ nữa? Ha ha ha, chỉ thấy người nọ ăn mặc một bộ rộng thùng thình hưu nhàn y loại, tóc lại nóng lại nhuộm, nâu nhạt, nhãn thần làm cho cảm giác rất kiêu ngạo hình dạng, nhìn Đổng xây hoa sương cười. Tiêu Hạo, tránh ra cho ta. Ta hiện tại không rảnh bồi ngươi ở đây mù lề mề. Thế mà Đổng Kiến Huy nghe vậy nhất thời lạnh lùng nói, đem người đẩy ra. Tiêu Hạo,
nghe tên cũng biết là người Tiêu gia. Tiêu thị tập đoàn Tiêu Thiên những năm mới bởi vì sinh dục vấn đề, vẫn dưới gối không con, vì vậy vẫn rất sủng ái Tiêu Hạo cái này chi thứ cháu trai. Mà thân phận như vậy, ngược lại cũng quả thực hơi chút có tư cách ở Đồng Kiến Huy Đồng ít trước mặt như vậy làm càn kiêu ngạo. Đồng Kiến Huy ngươi có ý tứ, không thua nổi. Mà Tiêu Hạo vừa nghe đến Đồng Kiến Huy như vậy giọng nói, thái độ như vậy, nhất thời thần sắc trầm xuống, khóe miệng buộc vòng quanh giọng giễu cợt nói chẳng lẽ đường đường Đồng Kiến Huy Đồng đại thiếu, chính là 100 vạn đều không thua nổi. Còn là nói ngươi sợ ta như vậy Tiêu Hạo, còn không có so với, cũng đã bất chiến trước cây S.I.O. ta. Nguyên lai tự lúc trước, hai người bọn họ bởi vì một ít mâu thuẫn mà đứng dưới đổ ước, đúng đổ của người nào gôn kỹ thuật rất tốt. Ai nếu bị thua, phải tiền trả thắng người 100 vạn.